Chăn nuôi toàn nhân loại chương 169, thân hóa nguyên thần ý làm khu, một viên đạo quả gửi hư thiên. Vào giờ phút này, Hứa Chỉ thấy cảnh này, không khỏi cảm thán đến, vị này bị đánh lâu như vậy, cuối cùng tỉnh ngộ, thành thục, thản nhiên tiếp nhận rồi chính mình xử lý thế giới chức trách. Dù sao cũng là Cthulhu tà thần bên ngoài nhân vật mạnh mẽ nhất, bốn gen siêu phàm sinh mệnh, chỉ là vẫn quá vật hệ mà thôi, hiện tại một chăm chú, tự nhiên là sẽ không bại bởi Medusa, Emin đám người. Chỉ là đã từng hắc lịch sử, đào móc ra có thể có chút khó coi. Bất quá dĩ nhiên là như vậy, nhân loại cũng ném để xuống, là nên đưa lên gốc cây kia rồi. Hứa Chỉ đi đến tiểu sa bàn, ngồi ở trên ghế, nhìn toàn bộ trong sân. Hai ngày đi qua rồi, các người chơi hiện tại vừa mới log in, đều ngơ ngác nhìn trước mắt chính mình diễn biến vật chủng, đã hoàn toàn thay đổi, hầu như đều muốn tan vỡ, hát co, quá hát co, chúng ta không ở thời gian trong, bọn họ không bị khống chế, còn có thể chính mình tùy cơ tiến hóa, duy chỉ có đại học cao thủ duy trì hai ngày trước hình dạng. Đây là đương nhiên, Hứa Chỉ hạ thấp nó tiến hóa tốc độ chảy, dù sao cũng là đã thành thục vật chủng, không có cần thiết lại tiến hóa rồi. Manh muội, mọi người chờ, ta đi thông qua thế giới đường nối rồi. Nàng đi tới địa điểm chỉ định, truyền đến một đạo tin tức, nên cơ thể sống quá mức mạnh mẽ, vô pháp xuyên qua thế giới bình phong, sớm có dự liệu. Manh muội cười lên, làm nóng người, cũng còn tốt ta đã sớm chuẩn bị, một gốc cây nếu như sẽ không tự mình giải chi, sẽ không bước đi, tính là gì chính kinh thực vật, ào ào ào, trong nháy mắt, cả viên cây chớp mắt tan vỡ, ba, bốn cây dây leo nhúc nhích, một lần nữa hội tụ thành một viên siêu loại nhỏ đằng long, còn có hai cái chân dài, 666. Manh muội rất được chúng ta những thực vật này player tinh túy, cũng tiến hóa ra hai chân. Ta mẹ nó thổi bạo, manh muội trâu bò. Đây không phải là long sao? Đằng long. Quả nhiên tiến hóa thành long rồi, so với một cái nào đó quên dự tính ban đầu, tiến hóa hỗn nguyên phích lịch thủ thành côn, lợi hại nhiều. Liếm, ha ha ha, đó là đương nhiên rồi. Các ngươi cho rằng ta thật quên ta muốn tiến hóa thành long mộng tưởng rồi à? Manh muội tức khắc rất đắc ý, vặn vẹo đằng long thân thể, hình ép đứng, hai cái chân dài đứng thẳng cất bước, có đẹp trai hay không? Nàng khống chế chính mình quần thể theo thế giới đường nối bơi tới, lén lút cười lên, thế giới ta lại tới nữa rồi, ta đến tìm kiếm càng càng mỹ vị đồ ăn, hiến cho ta nam thần. Thân hóa nguyên thần ý làm khu, một viên đạo quả gửi hư thiên. Vào giờ phút này, Phượng Hoàng ở trầm ngâm, đây là nàng chung kết đi ra đường thành thần. Nửa câu đầu tự nhiên là hóa hình, bản thể tiến vào người trong thức hải, trở thành nhân loại nguyên thần, ở trong thức hải gửi sinh ra được, khống chế nhân thân tu luyện. Mà thức hải, trên bản chất cũng là một cái tiểu không gian, cùng Emin minh thổ đồng dạng. Tự nhiên cũng là có thể thu nạp năng lượng đất trời, tăng cao mật độ năng lượng, đến thành thần cao năng lượng thế giới. Nó ở bên trong bản thể một khi thành thần, chính là cấp 8 thần thoại sinh vật, sống nhờ ở trên hư không não hải này, tự nhiên là đạo quả. Nàng khai phá ra mô hình, so với Emin minh giới hệ thống muốn càng thêm thuận tiện một ít, không cần bị vây tại trong thần giới, chỉ là cấp 8 thần thoại bản thể cũng đồng dạng không thể dễ dàng hạ phàm, bạo phát xuất thần sức mạnh kinh khủng, thời gian lại đẩy mạnh 30 năm. Nương theo cổ thần cùng nhân loại đẩy mạnh, bắt đầu xuất hiện chính mình văn minh cùng ngôn ngữ, khai thiên tích địa dương thần, cái này khủng bố mênh mông cổ lão nhất tồn tại, bị thế giới cộng tôn, đế quân. Mà vào lúc này, toàn bộ mặt đất, bắt đầu bị có trí khôn bầu trời chúng thần, đắp nặng núi non sông suối, hợp lý quy hoạch thiên địa, trên mặt đất nhân loại bộ lạc, cũng không ngừng phát triển cùng sinh sôi, bị trên trời chúng thần nhóm sủng ái, không ngừng lớn mạnh, bộ lạc cũng dần dần cung phụng các đại thần chi, xuất hiện phục phong thị. Hữu chương thị các loại cường đại bộ lạc, Phượng Hoàng vô pháp sinh sôi. Năm đó, Phượng Hoàng tung xuống huyết nhục 13 cổ thần cũng không thể tái tạo, đều là độc nhất vô nhị, khai thiên tích địa liền sinh ra cổ xưa tồn tại. Rốt cuộc đã vượt qua bào tử cực kỳ nhanh chóng diễn biến hải dương thời kỳ, hiện tại đã không thể dung hợp gen rồi. Thế nhưng, kia 13 cái thiên địa cổ thần, xem như là một loại có bộ phận Phượng Hoàng huyết thống mạnh mẽ loài chim, lại có thể sinh dục, sinh ra rất nhiều tạp giao dòng dõi, chiếm giữ ở trên bầu trời. Chúng nó những đời sau này bị trở thành cổ thần bộ tộc, đại thể là chim thân hình thái, dần dần phát triển trở thành các loại kỳ quái sinh linh, mà chúng nó màu sắc sặc sỡ, ti chức thi vân bố vũ, đảm nhiệm đầy trời ngôi sao, các loại thần chức, là vùng thế giới này tăng thêm hào quang, thế giới ở triệt để hoàn thiện, trở nên ngay ngắn có thứ tự, mà mặt đất bộ lạc nhân tộc, y nguyên bộ lông dồi dào ngăm đen, tư thái thô cùng, phản phất vượng người, bắt đầu sùng bái thiên địa cổ thần, quan tưởng trên trời đi dạo từng vị cổ thần. Hấp thu bọn họ tỏa ra tâm tình, dùng để tu luyện, sinh mệnh phản phất ngọn nến, đang không ngừng tỏa ra hương hỏa, càng cường đại sinh mệnh,
tỏa ra tâm tình cũng lại càng lớn. Đầy trời đều là tuần tra ti chức cổ thần, bầu trời tỏa ra tâm tình, tự nhiên không gì sánh được nồng nặc. Đồng thời, còn có chu vi rừng cây thực vật, còn có cự thú động vật tỏa ra hơi thở, linh hồn tỏa ra tâm tình, lại như là sinh vật phóng thích nhiệt lượng đồng dạng, sẽ không đả thương đến căn bản, tuy rằng rất ít, nhưng tích thiểu thành đa cũng là không sai. Chỉ là, tòa bia đá màu đen kia chung quy chỉ là một cái tu hành hệ thống khởi điểm, năm đó ở Phượng Hoàng hỗ trợ suy luận dưới, nhân loại bộ lạc tu luyện tới cảnh giới thứ tư, tương đương với cấp 4 phù thủy, cũng đã không có con đường phía trước. Cho đến ngày nay, 200 năm qua đi, bộ lạc thủ lĩnh người mạnh nhất, bất quá là tứ cảnh tu vi, Thanh Liên, ngươi dĩ nhiên có thể sinh ra trí tuệ. Lại là 10 năm, Phượng Hoàng nhìn mình nội không gian trong thức hải, linh khí nồng nặc trong tiểu không gian, lúc này Thanh Liên dĩ nhiên lóe qua một chút sóng ý thức, không khỏi hơi kinh ngạc, nguyên lai, linh hồn năng lượng nồng nặc tới trình độ nhất định không gian, ở đây sinh hoạt sinh mệnh tháng ngày tích lũy, sẽ thuế biến, sinh ra trí tuệ của chính mình sao, như vậy, loại này sinh mệnh có trí tuệ, liền gọi là yêu đi. Một giả tin tức vang vọng thiên hạ, đế quân tái tạo bộ tộc, tộc này tên, yêu, yêu tộc, là thiên địa động vật thực vật, ở trong hoàn cảnh linh khí nồng nặc thai nghén sinh ra, mở ra linh trí, hiện nay yêu tộc lấy một gốc Thanh Liên dẫn đầu, thậm chí nó không có cùng tộc, cũng không chiếm cứ người khu hóa hình, nguyên thủy văn minh ở đây khai thiên tích địa 200 năm thời gian phát triển bên trong, đã từ từ hoàn thiện, nhân loại trải qua 5-6 đại luân phiên, đã hình thành thành thục bộ lạc kết cấu, các cổ thần cũng đã hơn 200 tuổi. Trở nên thông minh, song phương đều bắt đầu có ngôn ngữ, trật tự, chỉ có hậu thế bên trong, mới rõ ràng thời đại cổ xưa này sáng lạng cùng khủng bố, thời đại cổ xưa này, một cái cổ nhân, cổ thần, cổ yêu, giao lưu với nhau vĩ đại khai thiên tích địa thời đại, trọng lớn tráng lệ Lăng Thiên cung điện, Lăng Thiên, ý là thiên chi thượng, vượt lên thế giới vạn vật, cao hơn bầu trời, nó nạm xây với thiên giới trên vách đá, ở vạn ngàn ngôi sao tô điểm bên trong, cuốn lên vạn trượng hào quang. Một cái mỹ lệ thánh khiết uy nghi nữ tử chính bình tĩnh ngồi ở trên đế tọa, nàng dung mạo duy mỹ không rảnh, trắng nõn cánh tay một tay kéo quai hàm, nhắm mắt trầm ngâm, cả người trong lúc lơ đãng tỏa ra hùng vĩ, mênh mông hơi thở. Một đoàn hào quang màu vàng óng bỗng nhiên tràn vào đại điện. Đây là một vòng kim dương, tỏa ra óng ánh lóa mắt hào quang màu vàng, tia sáng tròn trịa, ở soi sáng thiên địa, trung gian mơ hồ nhìn ra được một cái chim thần màu vàng óng đường viền, bỗng nhiên rơi trên mặt đất, đế quân, gió, chòng sao, mặt trời, mặt trăng, chúng cổ thần đã tới, ngồi vào trên thiên giới, lại mở hai cái bồ đoàn, ta lần này giảng đạo, thiên địa vạn vật sinh linh, hữu duyên đều có thể đến, nhân tộc cùng yêu tộc, cũng vì thiên địa chi tử, cũng mỗi người có một vị trí. Thâm thẳm nhưng âm thanh truyền đến, đúng, đế quân, Kim Ô đứng dậy, xoay người rời đi, Kim Ô bỗng nhiên trầm mặt, sùng bái cuồng nhiệt quay đầu nhìn phía sau một mắt, đế quân, cỡ nào nhân vật vĩ đại. Trong hỗn độn tối tăm chống khai thiên địa, sáng tạo chư thần, đúc ra nhật nguyệt tinh thần, diễn biến nhân tộc yêu tộc, sáng tạo thế giới vạn vật sinh linh, hiện tại, còn muốn là thiên hạ giảng đạo, lập xuống đạo thống cùng cảnh giới. Vô số năm trước, hắn linh trí chưa mở, lại nhớ mang máng hình ảnh khủng bố kia, trợn mở nhìn thấy thế giới đầu tiên nhìn, liền là cực kỳ khủng bố hình ảnh, từng cái sinh linh ở bên trong đại dương sáng tạo, bò ra hải dương, thậm chí nhân loại, cũng là từ bên trong đại dương chậm rãi bò sát đi ra. Vị này cổ xưa mênh mông tồn tại, vượt qua sinh mệnh, thời không, vận mệnh, nhân quả, nàng ngồi ở chỗ đó, liền phản phất đại biểu vĩnh hằng, tóc đen khoác vai, phương hoa tuyệt đại, dáng người phản phất một tòa phong bi, thiên địa không thể vượt qua, bởi vì bản là nàng, sáng tạo toàn bộ đất trời. Chỉ là, Kim Ô vẫn cứ hơi có không phục, nhân tộc, yêu tộc quá yếu, chỉ đến cảnh giới thứ tư, khai thiên tích địa cũng đã 200 năm, thậm chí ngay cả chính mình trên trời đều lên không được. Đồng thời những năm qua này bọn họ những này cổ thần, lại muốn vì nhân tộc cung cấp tu luyện, còn phục vụ bọn họ hơn 200 năm, từng đời một đời đời con cháu, vì chúng ta những này ti trưởng thế giới thần chức, khai thiên tích địa liền sinh ra tiên thiên cổ thần giảng đạo, lại muốn vì bọn họ cung cấp hai cái vị trí, trên đất dung dế, bọn họ xứng sao. Kim Ô đi ra Lăng Thiên Cung, sắc mặt âm trầm, hắn đi tới, chợt ngẩng đầu nhìn bầu trời, khó được lộ ra một vẻ ôn nhu, ở nơi đó, hắn thích nhất Nguyệt Thần đang ở một mặt ôn nhu thu dọn đầy trời ngôi sao, vì thế giới tô điểm lên năm màu rực rỡ màu sắc. Không tới ngăn ngắn nửa tháng, toàn bộ thiên giới không còn chỗ ngồi, từng cái nghiêm nghị nghiêm túc, chính vần mặt trời, mặt trăng, gió, tử thanh song vân, vùng thế giới này sinh ra thời khắc, cổ lão nhất 13 vị tiên thiên tồn tại đều đến rồi, mù mịt sương mù lượn lờ, đạo đạo thần hà lóng lánh, biến hóa ngàn vạn, mà trừ bỏ rất nhiều thiên địa cổ thần bên ngoài,
nhân tổ hư hữu niên, một gốc thanh liên, cũng ngồi ở trong đó. Oanh, một đạo xa xưa tang thương tiên âm phảng phất từ thiên địa truyền đến, cổ xưa mà lâu đời, khoảng cách bản tọa khai thiên tích địa, diễn biến vạn vật, đã qua hơn 200 năm, lần này truyền đạo, giáo hóa chúng sinh, nên vì thế gian vạn linh đặt xuống căn cơ, phân chia cảnh giới, giảng đạo phân 8 lần, tính toán 3 năm, chúng thần trưởng thiên địa thần quyền, vạn vật trật tự, trên đường có thể tự mình rời đi, ti trưởng bản chức, thâm thẳm nhưng âm thanh như gió xuân ấm áp, ngồi ở mặt trời lông chim bệnh trên bồ đoàn, vô số khai thiên tích địa liền thai nghén sinh ra mạnh mẽ nhất cổ xưa tồn tại, cả người không nhịn được kích động, bọn họ chờ thời khắc này, chờ đến quá lâu rồi, bọn họ những tiên thiên cổ thần này tuy rằng mạnh mẽ, nhưng khó có thể tu luyện, chỉ có thể chiếm cư người khu tu luyện, thế nhưng hiện tại dừng lại tứ cảnh, hiện tại bọn họ vì biểu hiện đối đế quân tôn trọng, từng cái lộ ra bản thể chân thân. Tiếp đó, lần thứ nhất giảng đạo bắt đầu, âm thanh truyền đến, cảnh giới thứ nhất, cố cơ, cảnh này là tu hành căn cơ, cảm ứng thức hải, cảnh giới này, đang ngồi đều quen thuộc không gì sánh được, thế nhưng không người nào nguyện ý rời đi, bọn họ trái lại cẩn thận nghe giảng, nghe được như mê như say, phản phất âm thanh tự nhiên tiếng, ẩn chứa vô tận đạo lý, thậm chí còn có các loại mới thể ngộ, rộng rãi sáng sủa, rốt cuộc thế giới này quá mức nguyên thủy cùng thô ráp, cảnh giới mới vừa mở ra đến, Phượng Hoàng chung quy là nghiên cứu chân lý thế giới phù thủy xuất thân, tự dẫn theo một bộ tương đương hoàn chỉnh hệ thống cùng nghiên cứu lý niệm, có thể đem một cảnh giới triệt để hiểu rõ. Sau 3 tháng, lại mở một giảng, trong Lăng Thiên Cung, không còn tiếng động, mọi người đều đang không rời đi, mà là ngồi ở trên bồ đoàn, như mê như say chìm đắm lên, yên lặng cảm ngộ, bù hết tự thân căn cơ, toàn bộ bọn họ đều là cực kỳ thông tuệ tồn tại, biết cơ hội quý giá, khai thiên tích địa, sáng tạo vạn vật đạo quân, tự mình giảng đạo, lần này, nhất định ghi chép ở trong toàn bộ lịch sử, chính mình có thể may mắn tham dự, quả thực là không cách nào hình dung phúc phận, cổ thần, ghi chép, Tây kỷ nguyên trước, thiên địa sinh ra tam tộc, cổ thần, cổ yêu, cổ nhân, đạo quân với Lăng Thiên Cung, giảng đạo 8 lần, tính toán 3 năm, là thiên hạ chúng sinh mở tiên môn, lại quá rồi 3 tháng, Lăng Thiên Cung lại truyền tới lần thứ 2 giảng đạo, cảnh giới thứ 2, ngưng thần, cảnh này, cô động thức hải. Chúng thần vội vã cẩn thận lắng nghe, chỉ lo bỏ qua một chữ, sau nhưng vẫn là tinh tế thể ngộ, chỉ có yêu cầu ti trưởng thiên địa thần chi, mới đứng dậy rời đi, đi hoàn thành trách nhiệm của chính mình, lại là 3 tháng, cảnh giới thứ 3, thần tàn, có thể đem thần hồn triệt để giấu vào trong đó. Cảnh giới thứ 4, tử phủ, có một vị trí, có thể nạp một phương tu di. Lần này cảnh giới thứ 4 giảng đạo sau, mọi người nín hơi lên, thật lâu không muốn đứng dậy, cái thời đại này, mọi người đều chỉ tu luyện đến cảnh giới thứ 4, phía dưới cảnh giới, chính là chưa biết con đường, lần sau giảng đạo hẳn là chính là cảnh giới thứ 5, là bọn họ vẫn cầu cũng không được cảnh giới, lại là 3 tháng, cảnh giới thứ 5, đạo cung, đến cảnh này, có toái thạch liệt hà lực lượng, nhưng trong cơ thể mở ra to bằng gian phòng nơi, cảnh giới thứ 5, nguyên lai tên là đạo cung, phía dưới toàn thân ánh mắt nóng rực, hô hấp dần dần gấp gáp lên, vội vã lắng nghe, lại là sau 3 tháng, cảnh giới thứ 6, động thiên, có thể nạp một vùng thế giới. Lại 3 tháng, cảnh giới thứ 7, động hư, trong cơ thể lập tông môn, giáo phái, mở một tiểu thế giới. Toàn bộ người đều nghe được say sưa, nguyên lai mình cảnh giới thứ 4 sau, còn có 3 cái đại cảnh giới, đạo cung, động thiên, đến cuối cùng thứ 7 động hư cảnh, dĩ nhiên cùng có thể mở một cái tiểu thế giới, quả thực không thể tưởng tượng nổi, đây không phải vô hạn tiếp cận đạo quân cảnh giới bây giờ sao, khai thiên tích địa, diễn biến vạn vật sinh linh. Mở ra một cái tiểu thế giới, đây chính là chúng ta những sinh mạng này có thể đến cực hạn. Có tiếp cận đạo quân sức mạnh, bọn họ không khỏi có chút kinh hỉ, này đã là bọn họ có thể nghĩ đến phạm vi rồi. Dù sao mình là đạo quân sáng tạo sinh mệnh, theo lẽ thường đến nghĩ, bất luận làm sao đều không thể vượt qua chính mình người sáng tạo. Một trận này cảnh giới thứ 7 động hư, đầy đủ nói 7 ngày 7 đêm, toàn bộ sinh linh cũng như si như say, phản phất mở ra một cái quang minh đại đạo. Vốn là gắt gao kẹt ở cảnh giới thứ 4, hiện tại chợt liên tiếp mở rộng thứ 5, thứ 6, thứ 7 cảnh giới, đây là một loại cực hạn hài lòng say sưa cảm, bỗng nhiên có loại thời khắc này đi chết, cũng không oán vô hối tâm tình, sáng nghe đạo, tối chết cũng an lòng. Cuối cùng, này cảnh giới thứ 7 giảng xong sau, các vị tiên thiên cổ thần không nhịn được cả người kích trung, đứng lên dự định rời đi, trở lại thật tốt cân nhắc, nhưng là một giây sau, một thanh âm thâm thẳm nhưng truyền đến, sau 3 tháng, giảng cảnh giới thứ 8. Trào, toàn bộ thế giới bỗng yên tĩnh, chúng ta những sinh linh này, thất cảnh không phải cực hạn, còn có cái thứ 8 cảnh giới thứ 7 đã là mở ra một thế giới nhỏ, cảnh giới thứ 8,
chẳng lẽ là đạo quân hiện vị trí? Trong đầu của bọn họ, không nhịn được bạo phát một cái khó mà tin nổi ý nghĩ, chẳng lẽ, chúng ta những sinh linh hậu thiên này, có đến đạo quân cảnh giới bây giờ trình độ? Toàn bộ cổ thần đều hô hấp dồn dập, sau 3 tháng, hiện tại, người người đều cho rằng đạo quân là cảnh giới thứ 8, rốt cuộc mở ra một thế giới. Trên thực tế, nàng hiện tại mới đến cái thứ 6 cảnh giới, động thiên, tương đương với thế giới phù thủy cấp 6 truyền kỳ phù thủy mà thôi, cao hơn bọn họ 2 cấp mà thôi, chỉ có điều là đem phía sau 2 cái cảnh giới, suy luận đi ra, chờ hiện tại giảng xong cảnh giới thứ 7 động hư, trong Lăng Thiên Cung, Phượng Hoàng vang lên chính mình có thể nghe được tiếng thở dài, ta muốn giảng cảnh giới thứ 8, hỗn nguyên, đối ứng thế giới phù thủy cấp 8 thần thoại phù thủy, con đường ta đã vừa mới thôi diễn ra đến, trên lý thuyết đã hoàn thiện, là thiên hạ mở đường, cũng là vì chính ta mở đường, rốt cuộc muốn có vô số cường giả hài cốt, mới có thể sinh ra một vị thần chỉ. Nàng trong lúc bỗng nhiên, nhớ tới năm đó một hồi kia phù thủy văn minh hủy diệt, Emin thành thần, cũng là có vô số cường giả tử vong, đứng ở vô số phù thủy thi hài trên, mới có thể tạo nên vĩ đại như vậy sinh mệnh. Nàng chậm rãi nói nhỏ, thần chỉ. Sắp đến phiên ta có triển vọng vùng thế giới này khai thiên tích địa công đức, muốn một lần thế giới này văn minh sinh mệnh hạo kiếp, không quá đáng chứ. Nàng chậm rãi cảm thụ thức hải, nơi này cũng là một mảnh nội không gian, nàng Phượng Hoàng thân thể vẫn ở bên trong sinh hoạt, lại như là năm đó Emin đồng dạng hoàn cảnh, thần chỉ sức mạnh, thật là khiến người ta ngóng trông a. Nàng ngồi ở trên đế tọa, phản phất hằng cổ bất biến pho tượng, ánh mắt xa xa nhìn hướng xa xa, khai thiên tích địa tới nay hơn 200 năm, vùng thế giới này thái cổ thần, mang hoang bộ lạc nhân tộc, hai tộc vốn là tích quán đã lâu, ta vẫn đang áp chế, làm vùng thế giới này trưởng thành tới trình độ nhất định, tích quán nhất định sẽ bạo phát, thiên địa nghênh đón một hồi máu tanh tai nạn, ta đã làm được quá nhiều, hiện tại muốn nhân cơ hội siêu thoát, đột phá bán thần, trở thành thần chỉ, có nói là, một thành một hủy làm một kiếp, một trận này sắp đến tai nạn liền gọi, kiếp, thiên địa đại kiếp, lại vượt qua cực kỳ gian nan 3 tháng, các cổ thần cuối cùng lần thứ 2 tụ tập ở Lăng Thiên Cung phía dưới, ở trên bồ đoàn ngồi trên mặt đất, từng vị thiên địa sơ khai thần chi, mặt trời, ngôi sao, gió, mây, mặt trăng, cùng với một gốc thanh liên, nhân tổ hư hữu niên, hội tụ phía dưới, năm màu rực rỡ hơi thở giao hội, đồ sộ duy mỹ, cảnh giới thứ 8, là hỗn nguyên, oanh, âm thanh mới vừa dứt, phản phất trong thiên địa đạo thứ nhất sấm sét, khắp thế gian đều kinh ngạc, cái gọi là hỗn nguyên, chính là đại đạo chi thủy, phong phú toàn diện. Hỗn nguyên là một, cũng là vạn vật, có thể sinh ra tứ phương thiên địa, gửi đạo quả với hư thiên chi thượng, trải qua vạn kiếp mà bất diệt, rầm, bỗng nhiên một giây sau, Lăng Thiên Cung âm thanh bỗng nhiên vắng lặng, đạo quân không lên tiếng nữa, chu vi chúng thần cũng cảm ứng được cái gì, mặt mặt nhìn nhau, cuối cùng, một phần mặt trời đứng lên, Lăng không đưa tay chọc một cái, phẫn nộ đến mức tận cùng, một tiếng quát lớn vang vọng đất trời, bọn chuột nhắt phương nào, dĩ nhiên đến ta thiên giới, trộm nghe chúng ta đạo quân giảng đạo, trầm, một đống vạn vẹo cùng nhau dây leo, bị bỗng dưng bắt đi ra, manh muội, chuyện gì xảy ra, dựa vào cái gì bắt ta, manh muội bỗng nhiên có chút mộng, nàng vừa mới xuyên qua thế giới đường hầm, liền phản phất bị từ bầu trời ném xuống rồi, vừa vặn rơi ở chỗ này, nơi này không phải thế giới phù thủy sao, nàng kinh ngạc đến ngây người, không khỏi nhìn hướng bốn phía, chỗ cao một cái nạm xây trên bầu trời huy hoàng cổ điển đại khí cung điện, cùng với từng cái ngồi ở trên bồ đoàn cổ xưa tồn tại, chính cái mặt trời cứ việc thu lại cường quang, thế nhưng vẫn là tròn trịa một cái quả cầu lửa, ống ánh hỏa cầu lớn trung ương mơ hồ nhìn ra được từng con mỹ lệ kim ô, nháo loại nào, chính cái ông mặt trời, mở hội sao, nàng cười gượng hai tiếng, lại quay đầu, một vị này. Chẳng lẽ là mặt trăng, thần mẹ nó mặt trăng, mặt trời ngồi ở trên bồ đoàn cũng là thôi, mặt trăng cũng đang ngồi, không nóng bộ mông sao, nàng tiếp tục nhìn, trên bồ đoàn là từng vị kỳ quái nhân vật khủng bố, một gốc thanh liên, một cái ăn mặc da thú nguyên thủy bộ lạc người, thiên kỳ bách quái, đây là ở thiên cung. Cái tư thế này, chẳng lẽ đang giảng đạo, đây là một cái gì thế giới, mẹ nó chứ. Liền mặt trời đều có 9 cái, còn bé ngoan ngồi ở trên bồ đoàn, như vậy có thể vì bọn họ giảng đạo một vị kia, là cái gì khủng bố vĩ đại tồn tại, nàng nổi da gà tức khắc đều dựng lên một thân, các vị đại lão, ta đi nhầm cửa, có thể hay không làm bộ không nhìn thấy ta. Các ngươi tiếp tục, các ngươi tiếp tục, nàng cười gượng hai tiếng, lúng túng đến không được, vừa chậm rãi lùi về sau, vừa nhìn từng cái khủng bố mặt trời, mặt trăng ngồi ở trên bồ đoàn, gắt gao nhìn chòng chọc chính mình. Con ngươi lộ ra bị quấy rầy sau cực độ phẫn nộ, tức đến cơ hồ muốn phun ra lửa, ông trời a, ta cũng không tiếp tục trang bức rồi, nàng cũng không nhịn được nữa,
lòng bàn chân như nhũn ra, lập tức lén lút chụp ảnh màn hình, điên cuồng lên mạng cầu viện, gốc này dây leo lập tức ngất đi qua, này thật đáng sợ, cái này cô Lương nghĩ thầm, cùng với trơ mắt bị giết, không bằng ở trong giấc ngủ chết đi, nàng lập tức chạy đến phát cầu cứu thiếp, cứu mạng a a a a. Này mẹ nó, ta đi vào đều nhìn thấy gì? Ta đi vào liền nhìn thấy một cái giảng đạo đạo trường, khắp nơi đều có mặt trời, mặt trăng. Ta nên làm gì? Mọi người, hiện tại trên mạng chúng các người chơi, mới một nhóm 4 trắc player, vừa mới đặt chân lên tuyến, vẫn là rất sinh động. Mọi người ở một bên diễn biến bào tử vật chủng, vừa tán gẫu, vô cùng nhàn nhã thích ý, đều đang bàn luận thế giới phù thủy thế nào rồi, phù thủy thời đại đã trở thành lịch sử, ma dược thời đại, có thể hay không phát triển lên. Vẫn là vừa mới có nảy sinh, liền sa sút rồi, rốt cuộc đây là bọn hắn một bầy bạn trên mạng, đồng thời gây quỹ quần chúng mở ra đến hệ thống con đường, như là con của chính mình đồng dạng, có thể hay không phát triển lên, mọi người đều rất lo lắng, mà hiện tại manh muội đi vào, liền đi ra phát thiếp, đúng là thật phù hợp tốc độ thời gian trôi qua, chỉ là, nhưng tấm này chụp ảnh màn hình là cái gì quỷ, cổ điển phong cách thiên cung, như là giảng đạo đạo trường, khắp nơi hào quang năm màu, khí thế bàn bạc, phản phất tiên cảnh, còn có mặt trời, mặt trăng, các loại hình thù kỳ quái cổ thần bé ngoan ngồi ở trên bồ đoàn, con ngươi buông xuống, có phải là lóe qua một vệt khiếp người hào quang, một cái kim mây, như vậy Trung Quốc phong thần thoại cảnh tượng. Cảm tình lần này, tiến vào không phải thế giới phù thủy. Không biết làm sao, cả người bảy cái gan, khá giống. Hồng Quân giảng đạo. Không có sai, liền chính cái mặt trời đều bé ngoan ngồi ở trên mặt đất, giảng đạo đại lão, tuyệt đối đáng sợ phải muốn mệnh, ta đánh cược một bao giải cây, giảng đạo gia hỏa, không phải đại biểu thiên đạo Hồng Quân hàng ngũ, chính là khai thiên tích địa trước, cũng đã xuất hiện cổ xưa tồn tại, Xuân Tử yêu học tập, manh muội, ngươi đã lạnh, không cần đi vào, khẳng định không lên được rồi, manh muội để cầu, mọi người tất cả giải tán đi. Không muốn tham gia trò vui, quả nhiên xuyên việt giả là một cái tỷ lệ tử vong rất cao nghề nghiệp, xuyên qua trời mới biết đụng tới thứ đồ gì, buồn cười, những cung điện kia tuy rằng rộng lớn tráng lệ, rất giống trong thần thoại cổ xưa cảnh tượng, nhưng vô cùng thô ráp, rất nguyên thủy, dáng dấp này, tuyệt đối là khai thiên tích địa không lâu, hiện tại mọi người cũng không biết sở dĩ, tình báo quá ít, có thể manh muội xông vào, tuyệt đối gây ra đại họa rồi, nhân gia giảng đạo, khẳng định là nghiêm túc đến không được, ngươi một xông vào, khẳng định là đem thế giới kia trời chọc thủng, không giết ngươi đều không thể, mà manh muội chính mình cũng không đần, này đi ra phát thiếp tuy rằng mới mấy phút, bên trong cũng đi qua chừng mấy ngày, khẳng định lạnh, bản thân nàng cũng không có ôm cái gì hy vọng, nhưng nàng hiện tại rất khó chịu, trong lòng rầu rĩ, rốt cuộc vừa mới tiến hóa ra vật chủng, sống quá lâu như vậy mới thành công, kết quả đi vào sẽ không có, phỏng chừng là trong lịch sử xui xẻo nhất khổ rồi vật chủng rồi, nàng vừa nghĩ, vừa ôm cuối cùng một tia hy vọng, thử nghiệm một lần nữa đổ bộ, ta không chết, nàng mừng rỡ như điên, vừa mở mắt, phát hiện mình chổng vó nằm trên mặt đất, quả nhiên, giả chết là duy nhất tự cứu biện pháp. Nàng một cái giật mình, ngồi dậy, vội vã quay đầu nhìn hướng bốn phía, trên bầu trời là một tòa cung điện hùng vĩ, vũ trụ mênh mông, ánh sao lấp lánh, đây là đạo quân đạo trường, đừng vội náo động, trên đạo đài, từng đạo cả người tỏa ra mênh mông hơi thở bóng người ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, quanh thân hỗn độn khí vờn quanh, hỏa diễm lấp lóe, chắc cao nhìn chồng chọc nàng, âm thanh ầm 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 tràn đầy uy nghiêm, ngươi là sinh vật gì? Vì sao hiện tại, mới thức tỉnh, manh muội tức khắc mặt liền đen rồi, mỗi một người đều nhìn ta, nhìn chằm chằm ta chừng mấy ngày, nàng bỗng nhiên cảm giác đáng sợ nhất không phải là bị giết chết, mà là bị một đám cổ xưa tồn tại, từ bốn phương tám hướng vây quanh liên tục nhìn chằm chằm vào chính mình nghiên cứu, mắt to trừng mắt nhỏ, vây quanh nhìn mình, nhìn chừng mấy ngày, ta thuần khiết thiếu nữ thân thể a. Ta chỉ cho nam thần sờ qua, chẳng lẽ bọn họ hiện tại cho ta nghiên cứu toàn bộ, nàng cực kỳ bi thương, mộng, ta nhất định đang nằm mơ, nàng một cái co giật, không khỏi lại sợ đến ngất đi, bầu trời năm màu hào quang quanh quẩn, bên cạnh, một phần mặt trời, nhìn lại ngất đi dây leo, không khỏi đứng lên, âm thanh mênh mông uy nghiêm, đạo quân, đây là cỡ nào nhát gan sinh vật, lại ngất, vì sao không giết chết cái này tự ý vào thiên giới, nghe trộm giảng đạo bọn chuột nhắt, chỉ là thế gian sinh vật. Cũng muốn đạt được như vậy khai thiên tích địa đại cơ duyên, trong Lăng Thiên Cung Dương Thần Đạo Quân lại đang trầm tư, bởi vì cái này dây leo ngôn ngữ, giống như đã từng quen biết, năm đó, cái kia dẫn dắt Emin khắp nơi truy sát hắn, không ngừng lộ ra si ngu cười to một cái nào đó sinh vật, chính là loại ngôn ngữ này, nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên bị cười to si ngu chi thần, điên cuồng đuổi giết chính mình đoạn kia tháng ngày, chính mình trốn ở trong bùn nhão, thậm chí trốn trong biển, bên trong hang núi,
đều trốn không truy sát, loại này thâm cừu đại hận, suốt đời khó quên, ngôn ngữ rất giống. Đến thăm dò một hồi, đạo quân lành lạnh cao gầy bóng người đứng ở trong Lăng Thiên Cung, bỗng nhiên lộ ra một vệt lờ mờ ôn hòa nụ cười. Vào giờ phút này, manh muội trải qua trong đời nhất kỳ quái lạ lùng sự tình, lại dọa hôn mê bất tỉnh, đi ra ngoài một chuyến, cho mọi người nói rồi chính mình không có chuyện gì, tức khắc tất cả mọi người đều giật mình lên. Đây là cái gì phát triển, mọi người đều cảm giác sợ nổi da gà, toàn bộ đạo trường, bọn họ không giảng đạo, dĩ nhiên nhìn chằm chằm một gốc này dây leo, một bầy ông mặt trời, mặt trăng tỉ tỉ, nhìn chằm chằm chừng mấy ngày, sợ không phải cũng bị giải đào nghiên cứu rồi. Có lẽ cũng bị nướng. Ăn ta một phát thái dương chân hỏa. Nhiều vung điểm thì là. Mọi người không nhịn được thảo luận lên, trầm, manh muội lại một lần tỉnh lại, phát hiện chu vi các vị tồn tại. Y nguyên ngơ ngác nhìn mình, mà chính mình lại bị đặt ở trên một chiếc bồ đoàn, cùng chúng thần ngồi cùng một chỗ. Bồ đoàn, nàng triệt để trong đầu đều là hồ dáng, không nhịn được nắm lên trên mông bồ đoàn, nhảy lên đến tại chỗ xoay quanh, bỗng nhiên nhìn một cái kim ô, khà 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 cười khúc khích, trời ạ. Ngươi nói cái bồ đoàn này, là món đồ gì lông chim làm, xem ra thật là đẹp, nàng triệt để tự giận mình, đã không sợ chết rồi, mà lúc này, trên bầu trời, truyền đến một đạo trúc trắc tiếng hoa ngôn, bồ đoàn. Ngươi nhìn cái bồ đoàn này, nó lại lớn lại tròn, manh muội triệt để từ giả vờ ngây ngốc lấy lại tinh thần. Mẹ bán phê, ta đến cùng đi đến cái gì thế giới, chính đang giảng đạo chí cao vô thượng tồn tại, bỗng nhiên tuôn ra một câu không chính tông tiếng hoa, biến đổi bất ngờ, nàng cảm giác mình bị đám này ông mặt trời, mặt trăng tỉ tỉ, triệt để chơi hỏng rồi, mặt nàng lệch đi, ngã xuống đất, lần này là thật tư sống dọa hôn mê bất tỉnh, ha ha ha. Phản ứng như thế này, quả nhiên sao? Bên trong cung điện, đạo quân lộ ra một nụ cười gằn, nàng lại nghĩ tới năm đó cái kia cười ha ha truy sát hắn si ngu chi thần, sắc mặt dần dần bình tĩnh, đây là năm đó, bọn họ dùng để hình dung trứng dị giới ngôn ngữ, tuy rằng không biết cái gì cụ thể ý tứ, nhưng bị ta dùng để hình dung nó nói, bồ đoàn, vẫn là nghe đã hiểu, quả nhiên là cùng một nơi sinh vật, nàng nghĩ tới đây, nụ cười càng ngày càng quái lạ, mang theo từng tia quỷ dị, ngồi ở trên đạo trường Lăng Thiên Cung. Vô số tiên thiên chúng thần vờn quanh, chậm rãi đánh giá phía dưới ngất đi dây leo, mà vào lúc này, manh muội cũng lại lần nữa đi ra ngoài rồi, cả người hồn bay phách lạc, cảm giác mình đã tan vỡ, cũng bị chơi hỏng rồi, yên lặng đem sự tình lại lần nữa tiết lộ cho bên ngoài, mọi người nghe xong, cũng đều bối rối, cái kia chính đang giảng đạo vô thượng tồn tại, dĩ nhiên sẽ giảng chúng ta tiếng hoa, manh muội lập tức nói, rất không đúng tiêu chuẩn, đông cứng, nhưng xác thực là sẽ. Ta đoán hẳn là tương tự thế giới kia Hồng Quân lão tổ loại hình, liền những kia mặt trời đều nghe hắn giảng đạo, còn có thể địa cầu chúng ta ngôn ngữ, khả năng giả thiết trên, đi tới quá địa cầu chúng ta. Tự hồ là du lãm quá vô số chư thiên cổ xưa tồn tại, mặt trời, mặt trăng, còn có sẽ địa cầu chúng ta ngôn ngữ cổ xưa tồn tại, rốt cuộc sáng thế thần sáng tạo chư thiên vạn giới, trong từng cái thế giới, đều sẽ có chút siêu cấp đại năng, có thể đột phá chính mình vũ trụ. Có thể hoàng du mỗi cái chiều không gian cùng mênh mông thế giới, tiêu giao bên trong đất trời, mọi người cũng không nhịn được phỏng đoán, xem ra, thế giới này siêu phàm trình độ so với thế giới phù thủy cường quá nhiều, thế giới phù thủy ban đầu vẫn tương đối nhược, vẫn là luyện kim đại đế sau khi tiến vào mới bắt đầu huy hoàng phù thủy thời đại, kéo toàn bộ phát triển văn minh, mà thế giới này vừa nhìn liền đáng sợ, cái này tồn tại, sẽ ngôn ngữ của chúng ta, dựa theo giả thiết này trên, phỏng chừng là đi tới quá địa cầu chúng ta. Giả thiết này có chút treo a, có lẽ, một vị này tồn tại có thể cùng chúng ta player chuyển động cùng nhau, có chỗ đột phá, trò chơi trù hoạch, rất có đổi mới mà. Còn có thể địa cầu chúng ta ngôn ngữ, rất có cảm giác thân thiết, mẹ nó. Đây không phải chuyện xấu a, là cơ duyên to lớn. Một vị này tồn tại siêu nhiên với vạn vật bên trên, dĩ nhiên cũng không giết manh muội, còn có thể ngôn ngữ của chúng ta, cho nàng bộ mông lót trên một cái bồ đoàn. Điều này làm cho nàng nghe giảng đạo ý tứ, ha ha ha. Khai thiên tích địa, vạn linh trí tuệ sơ khai, Hồng Quân giảng đạo phân thánh vị, thiên hạ tiên thiên cổ xưa tồn tại dồn dập đến đây, hậu thế chư thánh đều tụ tập ở đây, ta, đại học cao thụ, cũng tới chia một chén canh, bồ đoàn nên có ta một tịch, tương lai thiên địa thánh nhân, nên có ta một vị. Hào hùng vạn trượng, mọi người đều vô cùng phấn khởi, đều nhận ra được rồi, bây giờ nhìn trong hình, 15 bồ đoàn. Cũng chính là chỉ có 15 có nghe đạo tiêu chuẩn, 13 cái tiên thiên chúng thần, cùng với kia một gốc thanh liên, còn có một cái kia bộ lạc người, hẳn là giữa vùng thế giới này 15 vị mạnh nhất tồn tại đều đến rồi. Hiện tại manh muội xuất hiện tại trong đạo trường,
một vị kia cổ xưa nhân vật bí ẩn, lại cho nàng một cái bồ đoàn, trở thành giữa vùng thế giới này người thứ 16 nghe đạo giả, đây là có đại kỳ ngộ, đồng thời còn lớn đến mức khó có thể tưởng tượng, không nói cái này giảng đạo cơ duyên. Coi như là song song ngồi, nhận thức những đại lão này, mặt trời, mặt trăng, cùng với cái kia gia thú bộ lạc người, đóa thanh liên kia, sau đó thế giới này ngươi chính là con cua, nghênh ngang mà đi. Manh muội lần này trâu bò, là khai thiên tích địa gốc thứ nhất dây leo thành đạo, người thứ 16 có thể ngồi ở trên bồ đoàn viễn cổ tồn tại, dù cho không thành thánh người, sau đó có thể cùng những người khác khoác lác, năm đó ta cũng cùng mặt trời vai sóng vai. Ước ao, mà một mặt khác, các nơi phòng nghiên cứu viên cấp tốc ở trong hành lang màu trắng phun trào, tình huống dị thường khẩn cấp, người chơi khác, phần lớn bạn trên mạng, đại thể đều còn làm thành một cái trò chơi, có lẽ phần nhỏ player đã nhận ra được dị thường, mà coi trọng nhất, đơn giản chính là bọn họ những nhân viên nghiên cứu này, bởi vì bọn họ thống trị thế giới phù thủy ngắn ngủi thời kỳ, được rất nhiều tư liệu và số liệu, thông qua không ngừng nghiên cứu, so với người bình thường biết đến chân tướng quá nhiều, cũng càng ngày càng cảm thấy kinh hãi. Bọn họ vốn là, chỉ là nửa tin nửa ngờ, thành lập phòng nghiên cứu, để nhân viên lẻn vào cái kia kỳ quái thế giới phù thủy, ôm hoài nghi tâm thái đi kiểm tra, điều tra, mà hiện tại, mấy người bọn hắn phòng nghiên cứu, đều bắt được thế giới phù thủy phần lớn tư liệu, luyện kim sách vở, đã ở nghiên cứu, bước đầu được kết quả rất làm người ta giật mình, những phù thủy này vu thuật tư liệu, luyện kim thuật, ở trong thế giới hiện thực, trên địa cầu, cũng hoàn toàn có thể thực thi hợp lý tính cùng logic tính. Nói cách khác, trên địa cầu, hoàn toàn có thể tu luyện loại này phù thủy hệ thống, khi bọn họ ra kết luận lúc, bọn họ những khoa học gia này đều triệt để điên cuồng, kích động đến khó có thể ngủ, phải biết, trái đất phát triển đến hiện tại. Trên thực tế nghiên cứu khoa học phát triển, cũng bất quá là ngăn ngắn 200 năm mà thôi, mà phù thủy siêu phàm văn minh, phát triển hơn 1.000 năm, một cái ngàn năm siêu phàm thế giới thành thục hệ thống, trái đất còn có thể sử dụng, đối với bọn hắn mê hoặc cực đại, bọn họ đánh cắp cái văn minh này toàn bộ tư liệu cùng thành quả, tự nhiên kích động vạn phần. Thế nhưng, bọn họ cũng không có chủ yếu nhất căn cơ, tà nhãn, đây là trở ngại lớn nhất, nếu như có tà nhãn ghen, toàn bộ trái đất, chỉ sợ chính là một cái mới thế giới phù thủy, trên địa cầu các đại quốc, đem sẽ trở thành một cái truy cầu chân lý phù thủy vương quốc, giảng mở ra chân chính chư thiên vạn giới, hướng đi ngoài vũ trụ, tà nhãn huyết dịch, chúng ta đã bắt được đại lượng sinh mệnh cấu hình phân tử đồ, hiện đại khoa học kỹ thuật có thể nhân bản sinh vật, lại vẫn không có có thể vô trung sinh hữu. Dựa theo kết cấu sáng tạo một cái hoàn toàn mới sinh vật, này đã liên quan đến tạo vật tri thức, chúng ta tối thiểu còn muốn mấy trăm năm, mới có thể có phương diện này kỹ thuật. Một nơi phòng nghiên cứu, nhân viên phụ trách sắc mặt nghiêm nghị, hít sâu vào một hơi, rõ ràng là cực kỳ huy hoàng tài phú liền xếp ở trước mắt, lại thiếu hụt tà nhãn chìa khóa, mà thế giới phù thủy tự thân, cũng là bởi vì thiếu hụt tà nhãn, mà đánh mất văn minh, truy cầu chân lý phù thủy bị mai táng ở trong lịch sử. Trải qua lần này sự kiện, bọn họ triệt để tin tưởng trò chơi này, chỉ phải cẩn thận nghiên cứu, thậm chí ném vào đại lượng tinh lực, có lẽ có thể được một loại nào đó kinh người kỳ ngộ. Xúc tiến toàn bộ khoa học kỹ thuật của địa cầu văn minh phát triển, thậm chí xuất hiện siêu nhân hàng ngũ, không thể tưởng tượng nổi, quả thực quá mức không thể tưởng tượng nổi, cái này chưa biết tân thế giới vị diện, dĩ nhiên có mặt trời kim ô, mặt trăng, những này tiên thiên chúng thần, thiên địa đồng thời sinh ra, mà một vị này cho khai thiên lập địa lúc liền sinh ra tiên thiên chúng thần, giảng đạo cổ xưa chưa biết tồn tại, lại vẫn sẽ địa cầu chúng ta ngôn ngữ, bọn họ bắt đầu không ngừng phân tích, từng cái bước đầu báo cáo đang ở viết. Dựa theo bên trong logic thôi diễn, chỉ sợ là một vị có thể vượt lên rất nhiều phía trên thế giới mạnh mẽ cổ xưa tồn tại, có lẽ xác thực ở trong mỗi cái thế giới du lịch, thậm chí rất khả năng đã tới địa cầu chúng ta bên trên. Giảng đạo. Dĩ nhiên để một cái này player, được cái này giảng đạo bằng trời kỳ ngộ, thậm chí còn có thể được mặt trời, mỗi cái tiên thiên cổ thần giao lưu cơ hội, mà không phải chúng ta phòng nghiên cứu. Không phải vậy chúng ta phòng nghiên cứu, sẽ cùng những kia mặt trời, mặt trăng chúng thần lui tới. Được càng nhiều tin tức, thậm chí thành là tiên thiên chúng thần, thiên địa thánh nhân một trong. Tra không ra thân phận thực sự, game thủ này cùng người chơi khác đồng dạng, rất cảnh giác, chỉ ở trong diễn đàn game này phát thiết, chúng ta vô pháp công phá cái diễn đàn này cùng trò chơi kỹ thuật, không chiếm được trên thực tế thân phận thực sự. Chu vi nhân viên nghiên cứu một mảnh trầm mặc, chụp ảnh màn hình bên trong, vị này cổ xưa tồn tại, quá mức làm người không thể tưởng tượng nổi rồi, người phụ trách cả người đều đang phát run, chẳng lẽ... Thực sự là chư thiên vạn giới, địa cầu chúng ta cũng là một cái trong đó, cái kia tồn tại, thật đi tới quá chúng ta trái đất, cứ việc không tin, thế nhưng hiện tại cũng không thể không tin, nhanh.
để bọn họ gia tốc diễn biến vật chủng. Người phụ trách sắc mặt run lên, lớn tiếng hạ lệnh, tiềm lực của bọn họ vật chủng cũng đã sắp biến hóa ra rồi. Rốt cuộc, trước tiến vào, bọn họ là mượn Cthulhu tà thần thân thể đi vào, mà chính mình diễn biến vật chủng đã sắp phải hoàn thành. Giảng đạo cơ duyên, chúng ta đã bỏ qua, nhưng chúng ta có thể thử đi vào, cùng một vị kia cổ xưa chưa biết tồn tại câu thông một chút. Một vị này rất khả năng có vượt qua chiều không gian thế giới năng lực, thậm chí hiểu tiếng Hoa, khả năng đã tới địa cầu chúng ta, sinh hoạt quá một quãng thời gian. Bọn họ vừa nghĩ tới đó, liền cảm thấy tê cả da đầu, nguyên lai địa cầu chúng ta trong đám người, ẩn giấu đi đáng sợ như vậy sinh vật ngoài hành tinh. Có lẽ, bọn họ căn bản coi rẻ địa cầu chúng ta văn minh cấp thấp, nhưng đây là chúng ta kỳ ngộ. Lần này muốn an phận cẩn thận, nếu như chọc giận hắn, rất khả năng có xuyên qua thế giới năng lực, sẽ đích thân giáng lâm địa cầu chúng ta, câu thông là muốn, nhưng muốn vạn phần cảnh giác, không phải vậy chúng ta chính là trái đất hủy diệt tội nhân rồi. Còn có một cái khác khả năng, sẽ tiến hoa, một vị này giảng đạo. Rất khả năng là địa cầu chúng ta trên lão tổ tông, chúng ta cổ xưa tổ tiên, mỗi cái địa phương cổ xưa thần thoại, rất khả năng là hắn trên địa cầu lưu lại dấu vết, càng muốn, liền càng cảm thấy hợp logic rồi. Máu của sáng thế thần, cùng địa cầu chúng ta người khá giống, mà một vị này có thể vượt qua thế giới cổ xưa tồn tại, chính đang giảng đạo, lại vẫn hiểu tiếng Hoa, có lẽ đã tới cổ xưa thời đại trái đất, từng lưu lại các loại thần thoại truyền thuyết cố sự. Xem ra, chúng ta là thiên ngoại thần chi lưu lại hậu duệ, điểm này đã hoàn toàn không có tranh luận rồi. Lần này tình thế, vượt xa thế giới phù thủy, nhất định phải cướp ở những quốc gia khác trước. Từng cái phòng nghiên cứu bên trong, các quốc gia quyền cao chức trọng khoa học gia trầm mặc. Một vị này rất khả năng là địa cầu chúng ta trên cổ xưa tổ tiên, là chúng ta cuộc khởi căn bản, không thể để cho những quốc gia khác giành trước tiếp xúc rồi. Trong thế giới hiện thực, từng cái phòng nghiên cứu, nhìn thấy bỗng nhiên bạo phát chuyện như vậy thái, đều dồn dập muốn cho dưới tay player tên đỏ, tiếp xúc một vị kia đạo quân. Rốt cuộc một vị này, rất khả năng là chúng ta lão tổ tông. Một mặt khác, manh muội cả người một cái giật mình, mọi người đều như vậy nhắc nhở, rõ ràng trong đó độ khả thi, ta phát tài rồi. Nàng vội vã log in, chu vi mênh mông bên trong cung điện, từng cái cổ xưa tồn tại, lại lần nữa quay đầu nhìn nàng, vì sao hiện tại, mới thức tỉnh, nàng ánh mắt sáng như tuyết lên, không hiểu được câu thông, nhưng lập tức một mặt chính kinh, ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn đối với các vị ôm quyền nói xin lỗi, một bộ khiêm tốn thỉnh giáo đệ tử tư thái, nghiêm túc không gì sánh được, còn bên cạnh các vị thiên thần hơi nổi nóng, thấy nàng an phận xuống, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, trái lại là trên bầu trời. Trầm tĩnh một lúc, gặp nhân viên đủ, đạo quân lại lần nữa khai giảng, hỗn nguyên giả, tập thiên địa chi linh khí, tụ lấy một nơi, có thể ngưng đạo quả. Từng cái ngồi ở trên bồ đoàn cổ xưa tồn tại, đều cẩn thận lắng nghe, như mê như say, hận không thể đem lỗ tai đều dựng thẳng lên đến, chỉ có manh muội ở không tập trung, bởi vì nàng căn bản nghe không hiểu. Manh muội có chút tan vỡ, âm thầm nói thầm, lại là một môn mới ngôn ngữ, hát co a. Xem ra, muốn chơi trò chơi này, phải học tập ngôn ngữ nhiều nước rồi, cái này giảng đạo, không biết còn bao lâu nữa, sẽ không thực sự là giống những cổ đại thần thoại kia như vậy, một lần giảng đạo sẽ phải hàng trăm hàng ngàn năm chứ, trong lòng nàng tê dại, ta sẽ không tươi sống lão chết ở những đại lão này trước người chứ, nàng không khỏi yên lặng não bổ, thời gian thấm thoát, chính mình đã biến thành một đống xương khô dây leo, chu vi những đại lão này, còn đang say sưa ngon lành nghe, làm không tốt nghe được hưng phấn lúc, bắt chính mình khô héo dây leo thi thể, nắm lên đến xỉa răng. Ông trời, thật đáng sợ cái này, nàng biểu thị không chịu được, nhưng chỉ có thể bé ngoan ngồi xếp bằng, lấm la lấm lét, lén lút khiếp mắt đại lượng chu vi, thực sự không có chuyện làm, chỉ có thể làm phong cảnh đảng rồi, chụp ảnh màn hình, chụp ảnh màn hình, chụp ảnh màn hình, rất nhanh, 15 cổ xưa tồn tại đại lượng chụp ảnh màn hình, phát đi ra bên ngoài, thu đến 15 NPC tư liệu. Sở tình báo bắt đầu vận chuyển. Gây quỹ quần chúng ngón tay vàng đang ở khởi động bên trong. Các vị nhà tâm lý học, tướng mạo học, chính đang nhanh chóng phân tích. Một đám người bắt đầu phân tích lên, nhìn một chút cái nào có thể thấy sang Bắc Quàng làm họ, cái nào là người tốt. Núi Haruna tốc độ xe phỏng chừng cũng nghe được tiếng gió, liền xông ra tham gia trò vui, ha ha ha, cá nhân cho rằng, chính cái kia mặt trời trước tiên bài trừ. Ngàn vạn không thể cùng bọn họ đi tán gẫu giao lưu, mọi người xem, tuy rằng chim thần cả người bao phủ ở trong kim quang, nhưng y nguyên nhìn ra này vài cái kim ô đinh đinh không nhỏ. Nhất định tính tình phóng đảng, manh muội vì bảo vệ mình, vạn vạn không thể giống nhau. Mọi người mộng bức một hồi, đó là mặt trời a, ngươi mạch não có thể bình thường điểm sao? Bình thường con mắt sẽ không có tốt như vậy, hiện tại ánh mắt bỗng nhiên như vậy sắc bén.
hướng về nào nhìn đây, một quả cầu lửa bên trong mông lung chim thần đều có thể nhìn ra rõ ràng như vậy, mọi người đều thảo luận lên, xem ra kia 13 cái thiên địa cổ thần, đều vô cùng không dễ trêu dáng vẻ, có vẻ như chỉ có mặt trăng, xem ra so sánh tính cách ôn nhu, có lẽ giảng xong đạo chi sau, có thể đi qua đến gần, đương nhiên tốt nhất đến gần, là đóa thanh liên kia, dù sao cũng là cùng tộc, mà cái kia cả người lông xù nhân tộc, trái lại không tốt đi qua đến gần, rốt cuộc hiện tại là dây leo, nhưng nên có tâm phòng bị người. Mọi người một trận phân tích đến, manh muội cũng không biết nói thật hay giả, ngược lại ai cũng nói thật hay giống rất có đạo lý dáng vẻ, cũng coi như là đánh đuổi một hồi tẻ nhạt giảng đạo thời gian rồi. Nàng nhân sinh từng trải không cao, hiện tại mới là một cái chừng 20 tiểu cô nương, ở thế giới phù thủy nghiên cứu khoảng tháng thực vật học, liền bị đá đi ra, cùng những này xem ra đều là kẻ già đời cổ xưa tồn tại câu tâm đấu giác, khó tránh khỏi có chút sợ sệt, làm sao cảm giác như là những kia nữ tần văn, ngốc trắng ngọc nữ tử xuyên qua tiên hiệp thế giới, sau đó bá đạo tổng tài đi ra, tới chính là một câu, nữ nhân này đáng chết vui tươi, liền điên cuồng bảo vệ nữ chủ, cùng thiên đình phản kháng, nàng rung đùi đắc ý, nhìn về phía chu vi từng cái đại lão, nhìn một chút cái kia hình dáng giống là bá đạo tổng tài, đầy đầu hồn ở trên mây, quá rồi không biết bao lâu, trên bầu trời đạo quân giảng xong, bắt đầu tan cuộc, từng người đứng lên, thanh liên, ngươi chăm sóc một chút ngươi một vị này cùng tộc, giáo dục ngôn ngữ. Trong lăng thiên cung, truyền đến một đạo thâm thẳm nhưng âm thanh, một thanh âm nói xong, không còn tiếng động, thanh liên một tay tóm lấy manh muội, chống trên bờ vai, thẳng tắp mang đi rồi, manh muội đúng là rất giật mình, không nhịn được thấp giọng lắp bắp nói, một vị này nhân huynh cũng có chân, thân rễ bước đi tư thế lục thân bất nhận, rất có chúng ta những này chính kinh thực vật phong độ, quá rồi ba tháng, manh muội chung quy là sinh viên cao tài, vốn là tinh thông mấy quốc ngữ ngôn, học được phần lớn thường dùng lời nói. Thanh liên cũng thành công hóa hình, chiếm cứ một người thanh niên thân thể, tóc đen đồng tử đen, một bộ đen sẫm tóc dài xõa vai, thật là đẹp đẽ, hỏi, ngươi tên là gì? Manh muội suy nghĩ một chút, giòn tan nói, ta nên có tên của chính mình, từ hôm nay trở đi, ta liền gọi thanh đằng, nhũ danh cao thụ. Thanh liên là rất khô khan thực vật, chiếm cứ nhân thân sau, vẫn ở thiên giới trong sân bên trong, ngồi xếp bằng xuống, nhìn giữa bầu trời thường thường bay qua từng vị năm màu thiên thần, bắt đầu tu luyện. Thanh liên bình tĩnh nói, ta không biết ngươi là làm sao có trí tuệ, nhưng ngươi là ta bên ngoài duy nhất yêu tộc, ngươi cũng có thể tu luyện, chúng ta yêu tộc muốn tu luyện, đầu tiên muốn chiếm cứ nhân thân, bản thể giấu ở trong thức hải, không ngừng tu luyện, thức hải không gian không ngừng nồng nặc, liền có thể thoải mái chúng ta bản thể, càng ngày càng mạnh mẽ, đây chính là hóa hình, thanh đằng manh muội có chút giật mình, lại quá rồi nửa tháng, nàng quen thuộc thế giới này ngôn ngữ, đạo quân làm nàng đến lăng thiên cung yết kiến, trong lăng thiên cung, một cái cả người mông lung thon dài nữ tử thân hình, chậm rãi ngồi ở trên đế tọa, Phượng Hoàng đạo quân bình tĩnh dò hỏi, ngươi học được thế giới này ngôn ngữ, ta liền có một chuyện hỏi ngươi, ngươi có năng lực gì? Manh muội ngẩn người một chút, đối mặt một vị này khoáng cổ thức kim cổ xưa tồn tại, biết là nàng khai thiên tích địa, sáng tạo những cổ thần này, không có ẩn giấu, rốt cuộc cho mình bồ đoàn, hẳn là mang theo hảo ý, thế là, nàng như nói rõ thật rồi, nguyên lai, như vậy sao? Phượng Hoàng đạo quân trầm mặc. Bỗng nhiên trong lòng một cổ không tên tâm tình không tên mở rộng, ta vẫn đang nghĩ, ta muốn dùng phương thức gì thu nạp năng lượng trong thiên địa, ta không phải Emin, có trải rộng thế giới luyện kim trận, cùng với Medusa vong giả triệu hoán, vô pháp thu lại thiên địa năng lượng, thế nhưng gốc cây này. Hiện tại cuối cùng một vòng, triệt để bù đắp rồi, cây này, không chỉ có thể mút vào năng lượng đất trời, kết ra trái cây, còn có thể làm cho nàng lĩnh hội một hồi mình bị chôn sống. Không thể động đậy được thê thảm trạng thái, Phượng Hoàng trầm ngâm một chút, nói, thiên địa sơ khai, thế gian chúng thần, đều có ti chức, thoải mái toàn bộ thế gian, ngươi cũng nên có thần chức ở thân, manh muội ngẩn người một chút, Phượng Hoàng đứng lên, vung tay lên, âm thanh vang vọng toàn bộ thiên giới, từ hôm nay, thanh đằng cổ thần, là địa mẫu, ti trưởng mặt đất xuân canh, chính là một mục, đứng ở bên trong đất trời, này một xuyên qua thiên nhân hai giới, câu thông thiên địa nhân gian, làm người thần chi gian cầu nối. Này một hấp thu thể giả chi hồn, mút vào vùng thiên địa này năng lượng, kết ra thiên địa đạo quả, manh muội ngẩn người một chút, không nhịn được nhỏ giọng nói rằng, vậy ngươi để ta lập ở bên trong trời đất, ta có thể bước đi sao, ngươi sợi rễ khắp toàn bộ phàm thổ, thân thể đẩy lên toàn bộ đất trời, hấp thu thế gian người chết năng lượng, ở thiên giới kết quả, lấy này vận chuyển thế giới này, Phượng Hoàng đế quân bình tĩnh nói, không thể di động, ở nó chứ, không thể tự ý rời. Nàng nhẹ nhàng cách không một điểm manh muội thân thể, một đóa kỳ quái hỏa diễm in dấu hình thành, đây là thần ấn, nếu như vi phạm, hỏa diễm đem thiêu đốt,
hồn phi phách tán. Đây là sinh tử phù. Manh muội sắc mặt bắt đầu hơi cứng nhắc, vì sao cái khác cổ thần không có, chỉ ta trên trán có cái này trò chơi, ta thành thật như vậy, vì sao không tin ta? Sau 3 tháng, nàng nhìn mình không ngừng sinh trưởng, chính mình quần thể, từng cây đời mới dây leo, không ngừng ở bản thể trên cắm rễ, đồng thời vặn vẹo xoay quanh, dần dần trở nên tráng kiện, có thể không ngừng cất cao, nàng mặt không hề cảm xúc, thậm chí đi ra ngoài ăn một cái bữa tối. Lại quá 10 năm, nàng phát hiện mình không ngừng trưởng thành, đã dần dần xuyên thẳng trên bầu trời, đến thế gian độ cao, bắt đầu lấp kín toàn bộ bầu trời lỗ thủng, sắc mặt nàng càng bình tĩnh, đi ra ngoài đuổi phiên nhìn kịch, thậm chí mở ra tủ lạnh cầm chai nước uống. Lại là 50 năm, nàng lại lock in, đỉnh thiên lập địa, sinh trưởng đến thiên giới, vô số cổ thần, đều ở trên người nàng nô đùa, từng đóa năm màu đám mây, vần quanh ở mênh mông vô tận trên thân hình, xa hoa, nàng bắt đầu đăng xuất, rửa ráy, tắt đèn, ngủ. Năm thứ 100, nàng lại mở hai mắt ra, phát hiện mình khổng lồ tán cây, chống thiên giới đỉnh chóp bầu trời, rễ cây cắm rễ tầng thấp nhất mặt đất, thân thể mênh mông, xuyên qua hai giới, cao vút trong bầu trời, khắp mỗi một tấc đất. Vào lúc này nàng, toàn bộ đại thân người đã không thể di động, thậm chí nàng thân người, đã biến thành một cái xoắn ốc đường nối, đánh xuyên qua thiên nhân hai giới, không ngừng có người theo trên thân cây dưới, làm không tệ. Thanh Liên ngồi xếp bằng ở nàng trên thân cây, ở vẻ mặt thành thật tu luyện, Thanh Đằng, ngươi là trên đời trừ bỏ vùng thế giới này Thái Dương thần bên ngoài, quan trọng nhất cổ thần, liên tiếp hai giới chi đạo, một viên sẽ không di động thực vật, xem như là cái gì chính kinh thực vật. Thời khắc này, nàng cuối cùng lệ rơi đầy mặt, nhìn trên người từng cái nhân loại, đi tới vòng tròn thang, đang ở trên dưới cất bước, thật nhiều nam nhân ở trên người ta a, à, ta đã không thuần khiết rồi. Cổ thần, ghi chép, Tây Kỷ Nguyên trước, có một, che trong thiên địa, thừa thiên mà không ngã, múc vạn vật chi linh ngưng thành thiên địa đạo quả, nó lá như lưới, nó mộc như du, tên là Kiến Mộc. Cái thời đại này, thiên địa sơ khai, tất cả trật tự cùng tuần hoàn đều muốn chế tạo lần nữa. Rốt cuộc vốn là không phải một cái hoàn chỉnh thế giới, hoàn toàn đen kịt, ở trong bùn đất mở ra, nơi này không có thiên nhiên mặt trời, mặt trăng, thậm chí không có mưa xuống, dòng sông, không thành lập thần chức, hình thành một cái nội tuần hoàn là khó có thể triệt để hoàn thiện. Thế là, ở khai thiên lập địa sau, đạo quân liền bổ nhiệm các đại thần chức, bắt đầu thành lập mảnh hỗn độn này sơ khai thiên địa trật tự, để chúng tiên thiên cổ thần, quy hoạch phân bố mặt đất núi đồi, đắp nặng dòng sông, đầm lầy, dãy núi, rừng cây. Một mảnh này thời gian, là Hồng Mông sơ khai, thành lập thiên địa quy tắc 5 tháng, bị hậu nhân thống xưng là Tây Kỷ Nguyên trước, cũng trở thành Hồng Hoang cổ kỷ, sinh tồn rất nhiều lệnh hậu nhân khó có thể tưởng tượng hoang cổ tiên thiên tồn tại. Kiến Mộc, Thiên Chi Thụ, thừa thiên mà không ngã, chính là một trong số đó. Lại nói hiện tại, Kiến Mộc một thành, phản phất trong một mảnh hoang cổ thiên địa này nhiều một cái định hải thần châm, triệt để đem toàn bộ phong thần hệ thống thế giới hoàn thiện. Vùng thế giới này chia làm trên dưới hai tầng, cũng có chính trụ lấy thừa thiên, phòng ngừa thiên địa lần thứ hai gom, quay về hỗn độn, mà chính trụ trung ương, có Kiến Mộc liên tiếp thiên nhân hai giới, thân rễ khắp toàn bộ thế gian thổ địa, Kiến Mộc, hấp thu toàn bộ mặt đất sinh linh là chất dinh dưỡng, chỉ cần toàn bộ mặt đất có sinh linh tử vong, linh hồn bị dưới đất phụ cận thân rễ mút vào, theo sợi rễ, hội tụ đến Kiến Mộc dọc theo đường đi tuôn, thẳng tới thiên giới đỉnh chóp, ngưng thành trái cây, thời gian, lại quá rồi 50 năm, khoảng cách truyền đạo đã hồi lâu, toàn bộ đất trời, bắt đầu có động thiên lục cảnh sinh linh lục tục sinh ra, năm đó bồ đoàn truyền đạo 15 vị tồn tại, đều dồn dập đến động thiên tầng thứ, thời đại bắt đầu tiến vào thời kỳ cường thịnh. Một mặt khác, manh muội đang ở đi dạo diễn đàn, manh muội, ồ, các ngươi làm sao đều như vậy chăm chỉ. Ta ngủ tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện các ngươi mỗi một người đều thâu đêm suốt sáng, bắt đầu diễn biến vật chủng rồi, khiếp sợ, mẹ nó. Đại lão xuất hiện rồi, manh muội ngươi làm sao rảnh rỗi đi ra, được như vậy cơ duyên to lớn, không nên vấn đỉnh chí cao sao. Đáng sợ, mọi người chúng ta hiện đang diễn hóa vật chủng, đương nhiên là nghĩ thêm chút lực, chia một chén canh. Đúng vậy, năm đó luyện kim đại đế chính là thừa dịp rất sớm thời kỳ, thổ dân vẫn không có khai hóa, chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, đi vào ỷ vào chính mình tiên tiến tri thức, mới có thể trở thành luyện kim đại đế. Chúng ta hiện tại, đương nhiên muốn thừa dịp thiên địa sơ khai, đang ở phân thần chức, lập xuống thiên địa cương thống thời kỳ. Manh muội ngẩn người một chút, phản ứng lại, nàng vừa mới nghĩ nhắc nhở mọi người cẩn thận, hiện thực không nghĩ đến tốt đẹp như vậy, bên trong đạo quân có chút không quá hữu hảo. Bất quá, nàng vừa nghĩ lại nhìn về phía sa bàn bên trong, sáu cái kia sắp diễn biến thành vật chủng, dĩ nhiên sáu cái đều là player tên đỏ. Ha 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 ha,
nàng nụ cười sáng lạng lên, không nhịn được phát thiết, xác thực, mọi người muốn thừa dịp hiện tại đi vào, đây là vẫn không có khai hóa thời kỳ, ta vừa tiến đến, liền thu được bằng trời phúc nguyên. Ta cho mọi người giảng giải một chút hiện trạng của ta, đầu tiên, ta chiếm được bồ đoàn, trở thành trong thiên địa cái thứ 16 nghe đạo đại cơ duyên tồn tại, thứ yếu, ta được bổ nhiệm làm tiên thiên cổ thần một trong, thanh đằng địa mẫu, đại địa mẫu thân, ti trưởng vạn vật xuân canh, mặt đất sinh mệnh trở về chỗ, địa mẫu. Mọi người nghe được da đầu đều đã tê rần, hiện ở bên trong hơn 100 năm đi qua, manh muội đã là tiên thiên cổ thần, trở thành một mảnh trời kia bên trong, khai thiên tích địa cổ lão nhất tồn tại một trong, địa mẫu, ti trưởng vạn vật xuân canh, đi biêu tức là đỉnh phong, mọi người đều ước ao đến không được, đó là một vùng đất trời sơ khai, khắp nơi đều có vàng, trước, mọi người cái nào không phải thê thảm bắt đầu từ con số không, bọn họ những tà thần này vừa tiến đến liền chịu khổ giải chi, phía sau dù cho tiếp cận cuối cùng, đều hòa vào không phải rất tốt, mà hòa vào tốt nhất luyện kim đại đế, ban đầu cũng cực kỳ thê thảm, làm slide hắc lịch sử cực kỳ đáng sợ, cũng là cẩu thật lâu, mới quật khởi, chụp ảnh màn hình, rất nhanh, từng cái hình ảnh phát ra, là đỉnh thiên lập địa cổ xưa kiến mục, rộng lớn tráng lệ, có vô số năm màu đám mây cổ thần, vờn quanh ở mênh mông trên thân cây, xa hoa, phản phất thần thoại trong thiên địa duy nhất tồn tại, manh muội, có đồ có chứng cứ, các ngươi nhìn ta, chống khai thiên địa, làm thần phàm hai giới lối đi duy nhất, ta đã là hoang cổ thế giới hai đại trụ thần chi một, thế người coi là, thiên công thái dương, địa mẫu thanh đằng. Ta là địa mẫu, nhưng mặt trời liền chính cái, ta chỉ có một cái, ta chính là khai thiên tích địa đạo quân bên dưới, mạnh mẽ nhất cổ thần tồn tại, mẹ nó, thiên công thái dương, địa mẫu thanh đằng, manh muội treo nổ trời, thật cùng mặt trời vai sóng vai rồi, mọi người đều đỏ mắt đến không được, ngay cả mình hô hấp đều triệt để cấp thiết lên. So với luyện kim đại đế nỗ lực một đời, này manh muội lập tức vượt qua rồi, bọn họ trong nháy mắt, liền bị thoải mái đến, có thể là một cái cổ xưa thời đại vĩ đại tồn tại, ti trưởng một phen thiên địa thần quyền, này nhân sinh thứ hai, quả thực suy nghĩ một chút liền mỹ đến không được, manh muội đang nghe truyện trên TV audio CV tiếp tục lên tiếng, ta hiện tại làm trên đời nhân vật mạnh mẽ nhất một trong, căn bản không cần làm sống, không người nào dám để ta làm việc. Tình cờ đi ra cùng các ngươi những này bạn trên mạng khoác lác, ở bên trong ngâm một cái soái ca, hiện tại đã sớm hậu cung thành đàn, đầy người đại hán, đã đến nhân sinh đỉnh phong rồi. Ngượng ngùng, các ngươi muốn đi vào, liền nhanh một chút, phỏng chừng chậm chút, liền vượt qua thiên địa sơ khai thời đại, mỗi cái thần chức đều có vị trí, thậm chí đạo quân đã có ý nghĩ, đang đợi hoàn thiện thiên địa quy tắc sau, thành lập thái cổ thiên đình. Khi đó, sẽ không có các ngươi vị trí rồi, lời này hạ xuống, không chỉ là đám bạn trên mạng đỏ mắt, liền các đại phòng nghiên cứu đều khuôn mặt đỏ chót, chăm chú nắm chặt nắm tay, lỗ tai đều đỏ một mảnh, nhất định phải đuổi ở thiên đình trước, không phải vậy, liền không phải khai thiên tích địa, định thiên địa cương thống viễn cổ tồn tại rồi, nhất định phải mau chóng, cướp ở cái khác phòng nghiên cứu phía trước, trong lúc nhất thời, toàn bộ trong sở nghiên cứu, từng cái thân mặc áo trắng nhân viên nghiên cứu đi lại, cầm trong tay báo cáo bản, sắc mặt căng thẳng nghiêm túc, như là một cái nhanh chóng xoay tròn bánh răng, cấp tốc vận chuyển, vốn là bọn họ cũng đã ở một hai ngày này nghiên cứu xong xuôi, hiện tại triệt để bắt đầu cuối cùng bắn vọt, không tới ngăn ngắn 7, 8 tiếng, một tin tức, trước tiên ở sa bàn bên trong vang lên, thông cáo, chúc mừng player nhất kiếm quy tức chỗ diễn biến vật chủng thanh ba phương khối, có mạnh mẽ tiềm lực, thu được thành tựu khen thưởng, dời ạ, cái thứ hai đi vào chính là player tên đỏ, trong cả sa bàn đều nổ tung, đám bạn trên mạng đầy mặt choáng váng, mà cái khác player tên đỏ cũng tức khắc lộ ra nôn nóng, nhất kiếm quy tức. Ha 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 ha. Các vị, lần này là ta thắng rồi, lĩnh trước một bước. Các ngươi khẳng định muốn biết ta vật loại năng lực là cái gì chứ, liền không nói cho các ngươi, tất nhiên che giấu mình vật chủng tin tức, đây là lá bài tẩy, hắn lại không ngốc, làm sao sẽ bại lộ. Trên thực tế, hắn vật chủng này, sinh vật trời sinh tự mang ma văn, là phỏng theo hộp bát âm chế tác kết cấu bên trong, có rất mạnh mẽ yết hầu rung động bộ phận, có thể phát ra sóng âm vu thuật tương tự tiên thiên công kích. Trước đều tiến vào thế giới phù thủy một chuyến, thu hoạch không ít, bọn họ kết hợp trong thế giới phù thủy mặc một loại nào đó phù thuật nguyên lý, cẩn thận hiểu rõ, đang diễn hóa vật chủng thời điểm, trong cơ thể tăng cường loại kia tiên thiên đạo văn, tương đương với chỉ dẫn theo một loại phù thuật thiên phú, này đã xem như là thoát ly phổ thông sinh vật diễn biến phạm trù, diễn biến tự mang thiên phú siêu phàm chủng, chỉ là, độ khó so với diễn biến bình thường sinh vật lớn hơn vô số lần, độ chính xác quá cao, lại như là sinh vật da dẻ đường nét đồng dạng. Ngươi tiến hóa một đầu gấu đen, đem nó tiến hóa thành gấu trúc đường nét,
ngươi phải không ngừng sàng lọc, đào thải, chỉ để lại hướng về cái hướng kia phát triển, trải qua vô số lần sinh sôi, cạnh tranh sinh tồn, quần thể mới sẽ thống vừa xuất hiện trắng đen gia văn. Nó cái này siêu phàm chủng, cũng tương tự gấu trúc da dẻ đạo văn, nhưng đường nét càng thêm tinh mịn, độ chính xác càng cao hơn. Đồng thời, có một cái nghiêm trọng thiếu hụt, cần ma văn độ chính xác cần quá cao, chỉ cần sai một điểm, liền chớp mắt phế bỏ, nhưng một cái sinh vật hoa văn chỉ có thể đại thể tương đồng, làm sao có thể hoàn toàn nhất trí, không có bất luận cái gì sai lệch. Những này phần lớn sinh vật đều có nhỏ bé nơi đường nét vặn vẹo, sở dĩ hắn quần thể sinh vật, sinh ra đến đại thể là rác rưởi, sinh ra liền có sóng âm thiên phú trăm không tồn một. Các vị, ta đi trước một bước. Hiện tại, đạo quân khai thiên tích địa còn không lâu, trên bầu trời cổ xưa thời đại tiên thiên cổ thần, ở quy hoạch thổ địa, bị đặt núi đồi, là thiên địa lập xuống đại công đức, hẳn là có ta một cái công đức vị. Nói hết, hắn tiến vào trong thế giới thông đạo, trong Lăng Thiên Cung. Một cái hình thù kỳ quái sinh vật, mang theo mấy cái có thiên phú quần thể đang ở nằm rạp, trong Lăng Thiên Cung trên đế tọa, Phượng Hoàng Đạo Quân đang ở khẽ cau mày, lại tới nữa rồi một cái này còn rất đặc biệt, người này hơi thở cùng phương thức hành động, khá quen, nội tâm bản năng căm ghét, sắc mặt nàng bình tĩnh một lúc, lộ ra nụ cười nhạt, bỗng nhiên nói ra thiên phú của ngươi, Yamada cung cung kính kính ngã quỵ ở mặt đất, lập tức đưa vào nhân vật, thiên phú của ta, là phát ra ầm ầm vang lớn. Có thể phát ra rung mạnh, cũng có thể kinh sợ linh hồn tâm thần. Thậm chí làm cho người yếu hồn phi phách tán, tốt thiên phú, Phượng Hoàng Đạo Quân vỗ tay mà cười, hơi nhắm mắt trầm ngâm lên, hình như tại nghĩ vì nó sắp xếp cái gì thiên địa chức vị. Một lát sau, Phượng Hoàng Đạo Quân nói, nếu tiếng gào rung trời, liền mệnh ngươi là tiên thiên lôi thần, ở vũ thần thủy trạch hô mưa gọi gió trước, phụ trách tấu tiếng sấm kêu, cảnh kỳ thế gian, trên trời sẽ có mưa đến, một đóa hỏa diễm hạ xuống, hằng sâu ở trên người. Yamada nội tâm cả kinh, chức trách của ta là lôi thần, là vũ thần hô mưa gọi gió trước, phụ trách tiếng sấm, làm hạ mưa cảnh kỳ, hắn âm thầm tính toán đến, chức trách không lớn, thế nhưng không thể thiếu một vòng, bên trong vùng thế giới này lôi thần sao, đảo cũng cảm thấy đầy đủ, hoàn toàn có thể chậm rãi leo lên trên. Trong lúc bỗng nhiên, Phượng Hoàng Đạo Quân từ toàn bộ trong thiên giới vang lên, Tư Bồ, ngươi mà lại đây. Một lát sau, một cái lôi công mỏ nhọn, mọc ra cánh màu đen nửa sinh vật hình người, cung cung kính kính đi tới Lăng Thiên Cung quỳ xuống, Tư Bồ, ngươi là tiên thiên cổ thần Tử Vân Chi Tử, thiên phú dị bẩm, ở hậu thiên cổ thần bên trong cực kỳ mạnh mẽ, ta mệnh ngươi cùng này thần, cộng trưởng lôi thần chức vụ. Yamada nội tâm lại hơi chìm xuống, ta cùng một vị này lôi công miệng gia hỏa, dùng chung một cái chức vị, lại kém một ít, nhưng cũng có thể miễn cưỡng tiếp thu, nửa năm sau, ầm ầm ầm, Yamada triệt để phát hiện đây là một cái việc khổ cực, Yết Hầu cũng gọi thàng rồi, Tư Bồ phụ trách dẫn hắn bay ở trên trời, hắn phụ trách gọi, ban đầu hắn vẫn thật hài lòng, khẽ hát, hát ca, còn có thể gào hai đầu DJ, kết quả sau đó liền chống không nổi rồi, hắn mấy cái quần thể thủ hạ, đều tư sống gọi đến mệt chết, những năm này, nó không ngừng sinh sôi đi ra từng cái đời sau, nhưng ma văn đều siêu siêu vẹo vẹo, chỉ có mấy cái có sóng âm thiên phú, đã vào được thì không ra được, chỉ có thể hắn tự mình ra trận, ào ào ào, lúc này, Tư Bồ đánh cánh màu đen, bay lượn trên bầu trời, cầm trong tay một cái khối vuông màu đen, ta đã kêu không được rồi. Yamada âm thanh khàn khàn, vũ thần thủy trạch, đang đợi mưa xuống. Ngươi không nữa phát ra tiếng sấm, liền làm lỡ mảnh này phương nam núi đồi mưa xuống canh giờ, ta liền phải dùng thủ đoạn khác rồi. Tư Bồ là cổ thần một mạch cực đoan nhất phái, thô bạo cáo kỉnh, rất không ưa những này đáng trách yêu tộc, Thanh Đằng đã thượng vị, đã biến thành địa mẫu kiến mộc. Lại làm sao có khả năng lại thả một cái khối vuông yêu tộc thượng vị đoạt quyền, hiện tại, nhân tộc đã mơ hồ cuộc khởi, cùng tiên thiên cổ thần có ân oán, rốt cuộc cổ thần không ngừng đoạt người thân hóa hình, trước nhân tộc nhỏ yếu không dám nói, hiện tại tự nhiên muốn bắt đầu có khúc mắc, nhân tộc dần dần thế mạnh, đã có phản kháng manh mối, vô cùng vướng tay chân, không thể lại để yêu tộc cuộc khởi rồi, thiên địa cương thống đang dần dần hoàn thiện, lập xuống thiên địa quy tắc, chính là thiên đình thành lập thời gian. Khi đó khai thiên tích địa đạo quân sẽ thoái ẩn, như vậy, ai là vùng thế giới này thiên đình cộng chủ, nào tộc trở thành phương thiên địa này nhân vật chính, Kim Ô Thái Tử trong bóng tối nhắc nhở hắn, phải cho cái này yêu tộc hạ ngáng chân, hắn đương nhiên sẽ không quên, ngươi lại không lên tiếng, thực hiện chúng ta lôi thần thần chức, chớ có trách ta hạ thủ vô tình rồi, Tư Bồ cười nhạt, lấy ra một cái màu đen dây thừng, một cây đoạn côn, đem cái này hộp bát âm khối vuông dùng dây thừng từng vòng bó ở trên đoạn côn. Đem nó bó thành một thanh búa cầm tay hình dạng. Yamada, đây là muốn làm gì đây?
Nội tâm hắn mơ hồ lóe qua dự cảm không ổn. Ta nghe nói, thế gian nhân tộc bộ lạc, hài tử không nghe lời, liền muốn bị đánh đòn. Chỉ thấy Lôi Thần Tư Bồ lại móc ra một cái búa đanh màu đen, ở trên bầu trời, chậm rãi nhắm ngay hộp Bát Âm Khối Vuông Chù Y thân phía sau, đang mạnh mẽ rung một cái, búa đanh mũi búa, cùng bị trói đến chặt chẽ màu đen phương chù y, mạnh mẽ đụng vào nhau. Ô, a, à, Yamada trên mặt chớp mắt đỏ lên, bộ mông như bị sét đánh, không nhịn được phát ra tan nát tâm can rít gào, ầm ầm ầm, xấu xí Lôi Công đánh cánh màu đen, bay lượn trên bầu trời, hắn hai cái búa mỗi va chạm một lần, trong thiên địa liền vang lên một đạo sấm rền, vang vọng đất trời gian rít gào, gần sóng sóng âm ngất mở tầng mây, răng rắc, bầu trời đột nhiên lóe qua một đạo sấm nổ, trên mặt đất, toàn bộ lạc người đều sững sờ ngẩng đầu lên, nguyên bản bầu trời trong trẻo bầu trời, lại tới lúc gấp rút tốc hội tụ lên tảng lớn mây mù, tiếng sấm vang vọng, sắp mưa rồi, lần này tiếng sấm, dĩ nhiên ngoài ý muốn đại a, trên mặt đất, trong bộ lạc từng cái trên người mặc da thú vượng người phụ nữ, bắt đầu đi tới cái giá trước, thu quần áo, núi non sông suối các nơi, bộ lạc thợ săn, trồng trọt giả, thu thập trái cây phụ nữ, cũng dồn dập trở lại bộ lạc, trốn vào trong phòng ốc, một lát sau, Tư Bồ Lôi Truy đã vang. Vang 13 chấn, hôm nay mưa xuống đếm, là 7 thước 3 tấc, Vũ Thần Thủy Trạch là một đóa tỏa ra ánh sáng đen vân điểu, mang theo dưới trướng một bầy đủ mọi màu sắc tạp mây, ở mây mù bầu trời mở rộng thức hải, chứa đựng dòng nước từ thức hải không gian vọt xuống, bị cấp tốc ở trên trời đánh tan, ào 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 ào, tinh tế dày đặc nước mưa từ trên trời giáng xuống, nhưng không có biết trong nước mưa chen lẫn tan nát tâm can nước mắt, cổ thần, ghi chép, Tây Kỷ Nguyên trước, đạo quân là thiên địa lập cương thống, ngôn thiên địa có sét đánh, làm ở mưa xuống trước, liền mệnh Lôi Thần Tư Bồ nắm Lôi Công Chù Y, với mưa xuống trước, vang vọng bên trong đất trời, sau ngày này, Yamada liền biết mình bởi vì yêu tộc thân phận bị đãi ngộ đặc biệt, bị trở thành công cụ chù y, không khỏi lệ rơi đầy mặt, hắn cảm giác mình, lại như là một cái làm ác món đồ chơi gà la hét, bị bấm một hồi, liền không nhịn được hét trầm lên, nhưng này so với bị bấm càng thêm khủng bố, là đem ngươi bó lên, dùng cái búa ở phía sau đến đập bộ mông, len ken đan, hắn bên tai phản phất mơ hồ truyền đến Tư Bồ ác ma vậy tùy tiện tiếng cười lớn, ngươi gọi a, ngươi gọi a, ngươi gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người cứu ngươi, quá thảm, cực kỳ bi thảm, ta đường đường đỉnh tiêm bộ đội đặc chủng, sống rồi 200 năm, tri thức uyên bác, đa mưu túc trí, Yamada sắc mặt bi thảm, đang ở Tư Bồ Lôi Thần hành cung bên trong, bị yên tĩnh đặt ở binh khí trên giá, bộ mông đều đập sưng lên, hai nở hoa, điên cuồng đau nhức, liền chạy đều chạy không được, hắn không nhịn được hít sâu vào một hơi, thực sự là ngựa mất móng trước, ta sống rồi hơn 200 năm, dĩ nhiên cắm ở một tiểu nha đầu trên người, quả nhiên những người chơi này không có một cái có thể tin tưởng. Đều một bụng ý nghĩ xấu. Miệng đầy không có nói thật, hắn không khỏi cảm khái, chính mình dĩ nhiên trở thành cổ xưa thần thoại truyền thuyết, này chính là bên trong vùng thế giới này, một cái ai cũng khoái cổ đại chuyện thần thoại xưa, mỗi khi mưa xuống trước, xấu xí, cánh màu đen Lôi Công, không ngừng ở trên trời phi hành, đánh Lôi Truy, mà chính mình dĩ nhiên là chui kia Lôi Truy, hắn cực kỳ bi thương, nhưng bị giam ở nơi này, động cũng không thể động, chỉ có thể chờ đợi Thanh Đằng Địa Mẫu đến cười nhạo hắn rồi. Kết quả chờ mãi, đều không chờ được đến nàng lại đây trào phúng, lại mấy ngày nữa, hắn lén lút cùng Tư Bồ nói bóng gió, mới rõ ràng nguyên lai trong truyền thuyết mạnh mẽ nhất cổ thần Địa Mẫu Thanh Đằng, nguyên lai giống như chính mình, căn bản không thể động, cũng chỉ có thể lẳng lặng làm một cái yên tĩnh mỹ nữ. Ha ha, mỗi ngày ngươi đều có vô số nam nhân ở trên người, ha ha, mỗi ngày ngươi đều bị đập đến bộ mông mở hồng hoa, bọn họ thậm chí ngay cả gặp cũng không thể gặp, chỉ có thể ở Lôi Công Thi Vân Bố Vũ đi ngang qua kiến một thời điểm, yên lặng cách không lẫn nhau trào phúng, mới không tới mấy tiếng, liền ở cái khác các đại phòng nghiên cứu ảo não thời khắc, nổi danh player tên đỏ Nhất Kiếm Quy Tức đi ra lên tiếng rồi, Nhất Kiếm Quy Tức, ha 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 ha. Thoải mái. Tưởng thật là thoải mái, quả nhiên thiên địa hỗn độn sơ khai, rất nhiều quy củ đều không có định ra, thiên địa cương thống hoạt động, cực kỳ khuyết thiếu nhân thủ, ta đi vào, liền được bổ nhiệm làm Lôi Thần chức vụ. Thổi bạo, mọi người một cái giật mình, mẹ nó, cái này nổi danh player tên đỏ, dĩ nhiên cũng đã trở thành trong thiên địa ti trưởng tất cả viễn cổ cổ thần một trong, Lôi Thần, chu vi bạn trên mạng các người chơi dồn dập đỏ mắt rồi, bọn họ ai cũng biết, vùng thế giới này tương lai cực kỳ đáng sợ, dù cho thiên địa hỗn độn sơ khai, thế giới cách cục cùng nhạc dạo đều so với thế giới phù thủy triển vọng lớn quá nhiều, tương tự hồng hoang thần thoại thế giới, đồng thời vẫn là một cái khắp nơi đều là vàng thiên địa sơ khai thời đại. Không quản ai đi vào, đều có thể nhặt cá ướp muối, rất khả năng có vấn đỉnh chí cao năng lực, manh muội chính là một cái ví dụ, đi vào,
liền bị bổ nhiệm thành địa mẫu, cùng mặt trời sánh vai cổ xưa tồn tại, mà hiện tại, lại bị cái này player tên đỏ nhặt cá ướp muối, trở thành lôi thần, mẹ nó, ta vật chủng. Mau mau xuất hiện. Phấn đấu, ta muốn hiến tế ra ta Helai. Phấn đấu, không chỉ trong sa bàn các người chơi điên cuồng, mà những kia phòng nghiên cứu, cũng cảm giác một cổ to lớn áp bức ở trên đỉnh đầu, bọn họ rất rất rõ ràng, một bước dẫn trước, từng bước dẫn trước, trước chiếm cứ ưu thế sân nhà một phương, người sau lại đi vào, khả năng chớp mắt liền bị giết chết, chụp ảnh màn hình, nhất kiếm quy tức, mọi người thấy chụp ảnh màn hình bên trong, đám mây năm màu mênh mông kia bóng người mông lung không có, kia hùng vĩ tiếng sấm, bao phủ toàn bộ trong mây, vang vọng tảng lớn thiên địa, khoảnh khắc sau liền hạ xuống bàn bạc mưa to, đó chính là lôi thần, phóng khoáng bên trong đất trời, hắn năm ta nếu vì lôi thần, làm trưởng thiên địa lôi đình vạn kiếp, ta hiện đang phụ trách hạ xuống lôi đình, phỏng chừng sau đó chờ thiên địa hoàn thiện sau, ta liền muốn khống chế thiên địa lôi kiếp rồi, sau đó, nếu như thành lập thái cổ thiên đình, các ngươi những người tu tiên này nghĩ phi thăng, các ngươi những người này nghĩ vượt qua lôi kiếp phi thăng, đều quá cửa ải của ta, ta như vậy nổ một cái, các ngươi đều chết. Chính là bá đạo như vậy. JPG, ốc ngày, cái này đáng chết player tên đỏ, chẳng lẽ sau đó, chúng ta có thể hay không lên thiên đình, đều nghe hắn, mọi người càng thêm một mảnh bi thảm, chuyện này quả thật là bị vận mệnh ngăn chặn ở yết hầu, manh muội, ta để chứng minh là thật. Nó sét đánh rất tận chức, phát ra tiếng sấm rất lớn, trong thiên địa đều nghe được. Lai, manh muội tiếp tục lên tiếng, ta thậm chí mỗi lần nghe được trời mưa sét đánh tiếng, đều phản phất nghe được một tôn lôi thần phô thiên cái địa rít gào, không nhịn được phú một câu thơ, hai chù y va chạm thời gian, hồng hoa tỏa ra chỗ, đứng ở năm màu đỉnh, tấu lên sấm sét thanh âm, yên lặng lai, nhất kiến quy tức, cảm tạ tán thưởng, nắm tay. Thiện ý ánh mắt, manh muội muốn tiến hóa thành lập, không khách khí, nắm tay. Thiện ý ánh mắt, lần này mọi người đều bắt đầu nôn nóng, hai cái này. Tự hồ đã liên thủ, ở bên trong hình thành một cái thế lực, chiếm cứ địa lợi ưu thế, chính mình những này sau đó, rất khả năng bị bọn họ nhằm vào, tức khắc, càng thêm cho các đại phòng nghiên cứu mang đến áp lực, điên cuồng diễn biến vật chủng, rất nhanh, dưới áp lực nặng nề, tất có đột phá, không tới 3 giờ, một tin tức lại vang lên rồi, thông cáo, chúc mừng player đỉnh chuỗi thức ăn beo chỗ diễn biến vật chủng bất tử sinh linh, có mạnh mẽ tiềm lực, thu được thành tựu khen thưởng, tà thần sau, những người chơi này đem mình quần thể thành công hoàn thiện, sa bàn triệt để tiến vào vật chủng đại bạo phát thời đại, bọn họ toàn viên, đều dự định điên cuồng tràn vào cái này hỗn độn sơ khai không lâu, khắp nơi đều có vàng thời đại hồng hoang, nghĩ thành là bên trong thiên địa trật tự cổ thần một trong, ti trưởng một phương thần chức, cái gì, player tên đỏ beo cũng hoàn thành rồi, đáng ghét a. Mọi người cũng gọi lên, đều suy đoán tiềm lực của hắn vật chủng là cái gì, căn cứ tên, có vẻ như là sức sống cực cường sinh vật, trên thực tế, beo vị trí phòng nghiên cứu, thực lực phi thường mạnh mẽ, sở dĩ không phải cái thứ nhất tiến vào, tự nhiên là bởi vì hắn diễn biến vật chủng, cực kỳ đáng sợ, sở dĩ trì hoãn không ít thời gian, đây là một cái tụ hợp sinh mệnh, dùng tương tự con gián sinh mệnh kết cấu đơn nguyên, cấu tạo một loại tụ hợp cơ thể sống, là một cái tiểu cự nhân, đồng thời sức sống cực kỳ mạnh mẽ, vô cùng ngoan cường, thậm chí chém đứt đầu, còn có thể bình yên vô sự sống sót, đồng thời, thân thể của hắn, không chỉ sức sống mạnh, vẫn là một loại cực kỳ mạnh mẽ linh dược, có thể chữa trị vết thương, công hiệu rất mạnh mẽ, tiềm lực sinh mệnh vô cùng, rất nhanh, beo nhảy vào thế giới đường nối, hắn làm mảnh hỗn độn này sơ khai thiên địa, vừa mới sinh ra linh trí cổ yêu tộc đến, lại học tập mấy tháng ngôn ngữ, bước lớn yết kiến lăng thiên cung, ta mạnh mẽ như vậy thân thể, sẽ cho ta một cái ra sao tiên thiên thần chức, ta rất chờ mong, lăng thiên cung, ở vào bầu trời trên vách tường, chu vi nạm đầy trời ngôi sao, tình cờ có mây tía thiên thần từ bầu trời bay qua, từng sợi tiên huy vần quanh, trong đại điện, trên đế tọa phượng hoàng đạo quân, nhìn phía dưới cái này sinh linh, âm thầm cô, lại tới nữa rồi một cái, đồng dạng có chút quen thuộc, lại bản năng căm ghét hơi thở, bái kiến đạo quân, tại hạ thiên đồ, beo đi tới nơi này, có chính mình mới tên, thiên đồ chiến thần, thiên đồ người cao mã đại, cự hán thân thể tràn đầy rắn chắc bắp thịt, đứng ở giữa cung điện, giọng ồm ồm nói, ta chính là khai thiên tích địa tới nay một đống máu thịt, nhờ số trời rung rủi mở ra trí tuệ, chuyên tới để bái kiến đạo quân. Đạo quân lại trầm mặt một chút, bình tĩnh nói ra thiên phú của ngươi, thiên đồ tư thái hào hùng bước lên trước, lập tức ngã quỵ ở mặt đất, vẫn tự hào đạo quân, thiên phú của ta là có mạnh mẽ bất tử tính, sức chiến đấu mạnh mẽ, có thể nói bất tử chiến thần. Đồng thời thân thể huyết nhục, huyết dịch có thể chữa trị thương thế,
tốt thiên phú. Phượng Hoàng đạo quân lại lần nữa vỗ tay mà cười, hơi trầm ngâm lên. Quá rồi hồi lâu, trên đế tọa cổ xưa tồn tại, mới chậm rãi mở miệng, ta mệnh ngươi phụng dưỡng Nguyệt thần Nhục Vân. Nguyệt thần, Beo nghe đến nơi này, không nhịn được trong lòng vui vẻ. Nguyệt thần nhưng là mạnh mẽ nhất tiên thiên cổ thần một trong, thế giới này chỉ có 13 cái tiên thiên cổ thần tồn tại, cái khác cổ thần bộ tộc đều là 13 tiên thiên cổ thần sinh dục đi ra đời sau. 13 vị cổ thần, mỗi người có nó chức, phong thần dẫn dắt dòng dõi, cổ động thiên địa chi gió, hình thành khí lưu, chính vị mặt trời, mỗi ngày cắt lượt, quay chung quanh bầu trời xoay tròn, tạo phúc thoải mái vạn vật, tử thanh song vân, phụ trách quản hạt thiên hạ các đại đám mây, phụ trách mưa xuống, sấm sét, lắng nghe phàm nhân cầu khẩn. Mà Nguyệt thần, nàng không cùng mặt trời đồng dạng ở trên trời phi hành, nàng cùng đầy trời ngôi sao cộng đồng nạm xây ở trên trời bối cảnh tường trên bích họa, làm bầu trời bối cảnh ở tại hình tròn màu vàng nhạt nguyệt cung bên trong, cả người tỏa ra nhu hòa mà sáng sủa ánh sáng. Trên mặt đất phàm nhân ngửa đầu, liền sẽ thấy một vòng trăng tròn, mơ hồ nhìn thấy bên trong có hoa lệ rộng lớn cung điện, dòng sông, lầu, đình viện. Mà phụ trách thu dọn đầy trời ngôi sao, vốn là một phần việc nhàn, Nguyệt thần tính cách vô cùng quạng quẽ, không tranh với đời, thủ hạ cũng không có quá nhiều thuộc hạ, chủ động phụ trách toàn bộ thiên đình ẩm thực, rốt cuộc nàng yêu thích chế tác mỹ thực. Beo trong lòng nghiêm nghị lên, âm thầm cân nhắc, Nguyệt thần, là cổ lão nhất 13 tiên thiên cổ thần một trong, thủ hạ không có cái gì thuộc hạ, ta có thể lập tức trở thành tâm phúc của nàng. Nàng tính cách nhu nhược, rất cốt khống chế, ta thậm chí có thể nghĩ biện pháp lấy nàng làm vợ, rốt cuộc ta phía sau vô số người, công lực một cái không hiểu thế sự đơn thuần nữ thần, bất quá là dễ như ăn cháo, như vậy cưới nàng, liền đem nàng kéo vào trong phe phái của ta, lại dùng danh nghĩa của nàng đến tranh đấu giành thiên hạ, ở mảnh này vừa mới khai thiên tích địa thời đại tranh quyền, ta làm sức chiến đấu ở mặt trước tranh giết, cũng ở phía sau bày mưu tính kế, rốt cuộc sau lưng của ta đứng một cái phòng nghiên cứu, trong đầu của hắn không ngừng quy hoạch, hiện lên một cái từ, mộng ảo bắt đầu. Dùng hiện đại bạn trên mạng lời nói tới nói, cưới vợ mỹ nữ tổng tài, đi lên nhân sinh đỉnh phong, Tạ đạo quân, thiên đồ vui vẻ, vội vã cúi đầu, trầm, một đóa đỏ tươi đốn lửa, từ Beo cái trán in xuống, đạo quân nói, ngươi đã thân thể có như thế đặc tính, liền cùng Nguyệt thần cộng đồng ti trưởng thiên giới chúng thần ẩm thực, có thể là linh thiện, linh thiện, thiên đồ chưa kịp phản ứng, trong lúc bỗng nhiên, Phượng Hoàng đạo quân âm thanh ở toàn bộ thiên giới vang lên, sử thủ, ngươi mà lại đây. Một lát sau, một cái đã hóa thành hình người, cầm trong tay một thanh lưỡi búa lớn cổ thần sinh vật, cung cung kính kính đi tới Lăng Thiên cung quỳ xuống. Đạo quân âm thanh truyền đến, ngươi thường ngày thường là Nguyệt thần chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, mang này thần đi tới Nguyệt cung, cả người hắn đều là linh dược, có thể vì chúng ta thiên đình tiên thiên linh dược, trà dư tửu hậu, bổ dưỡng các đại cổ thần, tăng trưởng tu vi. Thiên đồ ngừng ngạc, bỗng nhiên rõ ràng có ý gì, tức khắc nổi giận không ngừng, gầm nhẹ nói, ta không nên là cái này thần chức. Trên đế tọa, đạo quân mi mắt bỗng nhiên buông xuống, âm thanh thanh đạm, kia ngươi cho rằng, ngươi nên đảm nhiệm được nào hạng thần chức, ngươi dĩ nhiên khinh thường ta. Thiên đồ giận dữ, bỗng nhiên tự đoạn hai tay, rầm, một đống tốn thịt mầm chậm rãi nhúc nhích, từng cây cánh tay, từ chỗ đầu mút sinh trưởng, hắn một cái chớp mắt đã biến thành Bát Tý Cự Linh thần hình thái chiến đấu, tám cánh tay vung vẫy, cả người khí diễm dâng trào, trợn mắt nhìn, ta tuy rằng ham muốn đồ ăn, yêu thích xóa đầu liền ăn. Có thể chính ta cũng không phải đồ ăn. Ta năng lực là bất tử, cũng am hiểu sát phạt, có thể có Bát Tý Bát Tý, có thể đối đầu thiên quân, chính là khai thiên tích địa vị thứ nhất chiến thần, sức chiến đấu mạnh nhất, là thiên giới chinh chiến. Beo lại bước lên trước, hắn vung vẫy tám cái cánh tay hóa quyền, vung vẫy lên, hổ hổ sinh uy, nói năng có khí phách, ta cả người là thuốc. Không chỉ có thể tự lành bất tử, cũng có thể cứu trị dưới trướng tướng sĩ, hắn năm ta nếu vì thiên đồ chiến thần, làm thống lĩnh thiên giới binh sĩ, hóa thành một nhánh quyết đoán mãnh liệt bất tử thiên quân, hắn âm thanh hào hùng, ẩn chứa vô cùng tự tin. Ồ, Phượng Hoàng đạo quân trầm ngâm chốc lát, bỗng nhiên cười nói, ngươi dĩ nhiên là bất tử, muốn ngươi cái đầu này để làm gì? Miệng đầy lải nhải, ngươi có thân thể không đầu, cũng có thể ở trong Nguyệt cung đảm nhiệm được thần chức. Beo bỗng nhiên cả người sợ hãi, rầm, một đạo bình tĩnh mà lạnh giá hào quang lóe lên, đầu hạ xuống, chỉ chốc lát sau, trong Nguyệt cung Ôn Nhu Thiện Lương Nguyệt thần ngồi ở trên chòi nghỉ mát bằng đá, nhìn trước mắt đưa tới thi thể, không nhịn được lắc đầu, thiên đồ. Chiến thần. Ngươi a, lại dám cùng đạo quân tranh luận thần chức, cổ thần, ghi chép, Tây Kỷ Nguyên trước, thiên đồ cùng đế tranh thần, đế đoạn nó đầu, tán chi Trường Dương chi sơn, đế lấy nó thân, hóa quế một với Quảng Hàn, thế gian mặt đất, trên trời treo mặt trăng cùng mặt trời, cổ xưa tương truyền, hồng hoang thượng cổ.
thiên địa hồng mông bắt đầu mở, nhật nguyệt cùng chiếu sáng, trong thiên địa lặng lẽ, cây cối xanh biếc, một tòa mênh mông đỉnh núi, bị cự linh thần đưa đến, trong núi trong địa lao đè lên một cái đầu lâu, này một cái đầu lâu bị trấn áp ở dưới chân núi, tháng ngày tích lũy, đỉnh đầu còn dài đầy hoa hoa thảo thảo, hắn thậm chí còn lè lưỡi, liếm từng con đi ngang qua con kiến ăn đi, cử đầu vọng minh nguyệt, cúi đầu nghĩ ta thân, hắn thông qua to bằng lòng bàn tay hàng rào trước cửa sổ, ngửa đầu nhìn hướng trên bầu trời mặt trăng mông lung hoa lệ trên cung điện, phía trên mơ hồ có một viên nguyệt quế thụ, gốc cây quế kia, nhắc tới cũng kỳ, không có chủ nhân ý thức khống chế, trở nên tự do sinh trưởng lên, như là gen tan vỡ, khắp toàn thân thân người không ngừng nhúc nhích thịt mầm, như là một gốc thịt san hô, một đống hướng ra phía ngoài sinh trưởng từng chiếc cành cây phân nhánh, chạc cây có chút giống là vô số cây bạch ngọc cánh tay, tinh xảo nhẵn nhụi ôn hòa, lại nhìn kỹ bên dưới, trong mặt trăng có một tên tráng hán cầm trong tay búa lớn, ở thường thường chặt cây cây quế, chặt bỏ mọc ra đến thịt mầm cùng cành lá, thực sự là tốt phong cảnh, Ngô Cương phạt quế, hắn cảm khái lên, chính mình dĩ nhiên trở thành cổ xưa thần thoại truyền thuyết, nhưng là, chính mình dĩ nhiên trở thành một viên kia vĩnh cửu chém không xong cây quế, thực sự là ngựa mất móng trước, kia Yamada tiểu tiện nhân cùng kia Trang Thuần tiểu nha đầu hại ta. Đầy bụng ý nghĩ xấu, ta vẫn là đi vào muộn, bọn họ một cái là lôi thần, một cái là địa mẫu, khẳng định là chiếm vào trước là chủ ưu thế sân nhà, cùng đạo quân trước mặt nói rồi ta nói xấu, kết quả, ta bị hãm hại đến trình độ như thế này, hắn lẩm bẩm, nói xong, âm thanh càng ngày càng thấp, cái này cũng đã hơn 200 tuổi người, cũng lại không khống chế được nước mắt giàn giụa, khóc đến như cái 300 cân hài tử, ô ô ô. Thực sự là nhân quả báo ứng a, ta hiện ở tình huống như thế, chính là xóa đầu là có thể ăn, protein vẫn là thịt bò 8 lần. Hắn càng nghĩ càng tan vỡ, không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên lấy phương thức này, hòa vào mảnh này hồng hoang thế giới cổ đại trong truyền thuyết thần thoại. Ngày qua ngày, hắn lẻ loi chờ, chờ hai vị kia lại đây trào phúng hắn, kết quả chờ mãi, cũng chờ không đến người. Sáng sớm ngày hôm đó, hắn bị giam giữ ở vùng núi, không khỏi lớn tiếng hát vang lên, phản phất khoái bản đồng dạng, vô cùng có tiết tấu, thiên đồ cùng đế tranh thần, đế đạn nó uy, chính là đoạn nó đầu, tán chi trường dương chi sơn, chính là lấy tay nấu canh. Lấy chân đôn cháo, lúc nào cũng vung dao bầu lấy chém, phòng nó bất tử khu thoát thân, rầm, to rõ âm thanh, vang vọng núi đồi. Lúc này, có một cái thế gian đốn củi tiều phu nghe được ca dao, không nhịn được nghe tiếng mà tới. Tuổi trẻ tiều phu nhìn thấy một viên sống sờ sờ đầu bị trấn áp ở dưới chân núi, trên núi còn có thiên giới một tấm màu vàng trấn lệnh, không khỏi khủng hoảng lên, ồ, dĩ nhiên có một cái cổ thần, mạo phạm thiên điều, bị trấn áp ở đây, ngươi ở trên trời phạm vào tội danh gì? Lớn mật như thế, lại dám cùng đế tranh thần, tiều phu tuổi trẻ kia cầm một thanh đống củi rìu đá, không nhịn được ngồi xuống, cả người lại còn đang phát run, ngươi biết lôi thần. Địa mẫu sao, hắn từ tiều phu này trong lời nói, nói bóng gió, cũng dần dần rõ ràng mặt khác hai cái tình cảnh, giống như chính mình căn bản không thể động, lại quá rồi mấy ngày, thiên địa mây đen, dần dần có lôi trận, có lôi thần mỏ nhọn, màu đen hai cánh, cầm trong tay lôi công tạc. Chạy như bay trên đám mây năm màu hạ xuống lôi đình, ầm ầm ầm, đi ngang qua trường Dương Chi Sơn, hắn cái đầu này xa xa nhìn hướng lên trời, cười nhạt không ngừng, ha ha ha, nguyên lai ngay lúc đó chụp ảnh màn hình, lôi thần vô cùng uy phong lẫm lẫm, ngươi lại chỉ là lôi thần trong tay một thanh bị đập bộ mông búa, lại quá rồi mấy tháng, tiều phu thường thường vì hắn mang đến đồ ăn, cổ thần, có thể không có thể dạy chúng ta pháp thuật, ngày này, tiều phu lại đây, nhìn một viên này bị đè ở phía dưới đầu. Chúng ta bộ lạc ở ngoài, có cái ác bá thần sông, là một cái thiên giới quyền thế khá lớn con trai của cổ thần, ở thế gian làm mưa làm gió, hàng năm muốn chúng ta dâng lên đồng nam nữ, rất lợi hại, chúng ta bộ lạc muốn sống không nổi, ta muốn đánh đổ hắn, thiên đồ bỗng nhiên cười lên, có thể. Ngươi chỉ phải tiếp tục cho ta mang đến đồ ăn. Đúng rồi, ngươi muốn học cái gì? Dạy cho ngươi lén lút tu luyện, âm chết nó, tiều phu nói, ta muốn học đại tự tại chi diệu pháp. Để vùng thế giới này, trên trời chúng thần chỉ duy trì trật tự, vì người phục vụ, không lấy người làm nô, muốn học đại tự tại chi pháp. Nhân tộc tiêu dao trong thiên địa, không vì ràng buộc. Thiên đồ cười lên, ngươi vì sao muốn chọn một con đường gian nan như vậy, con đường này nhất định rất gian khổ, hầu như không thể, ngay cả như vậy, ngươi cũng phải học sao, học. Tiều phu rất kiên định, cổ thần bộ tộc, ỷ vào chấp chưởng thế gian quy tắc, tức hiếp nhân tộc, ta nghĩ bảo vệ chúng ta chủng tộc. Thiên đồ ngẩn người một chút thần, chợt nhớ tới thế giới phù thủy, những kia vì chiến thắng tà thần, dồn dập tự sát phù thủy. Lại một ngày,
Tiều Phu mang theo trong bộ lạc dũng sĩ cùng đàn ông, mỗi cái quần áo lam lũ, đứng ở trước mắt, ta là nghịch thần chi nhân, học ta giả chết, ngươi xác định muốn học. Thiên Đồ nói, dù cho các ngươi vì thu được sức mạnh, đã biến thành phi nhân chủng tộc, cũng phải bảo vệ nhân tộc sao? Bộ lạc người toàn bộ gật đầu, Thiên Đồ cười lên, như vậy, liền đến đi, cắt lấy ta thịt, tai mắt mũi miệng, các ngươi yêu thích vị trí, sau đó đem máu thịt của ta hòa vào trong máu tươi của các ngươi, nếu như có thể sống sót lời nói, các ngươi liền gọi. Hắn trầm ngâm một chút, bỗng nhiên ngậm lên một cái gỗ, ở trên bùn đất viết kế tiếp hoa hạ chữ lớn, vu, cái chữ này hình, thượng gian vi thiên, hạ gian vi địa, trung ương là kiến mộc, trong đó có hai người, ý ngụ nam nữ, chữ vu ý nghĩa, thiên địa là lồng, người ở trong đó, người là bị lao tù cầm cố sinh vật, bị trời khốn, bị trói buộc, một người A, liền muốn học nghịch thiên, kẻ không nghịch thiên, hắn liền không tính là người. Beo cười nhạt lên, ý tứ sâu xa, các ngươi nghe ta nói, ma quỷ quái yêu Phật tiên thần, hủy diệt chữ vu mới thành nhân, muốn nghịch thiên, mới xem như là người. Chu vi bộ lạc mọi người nhiệt huyết dâng trào, các ngươi chính là thần chi nghịch tộc, bị ta bất tử máu đời đời kiếp kiếp nguyền rủa, liền gọi vu tộc. Thiên Đồ cười nhạt lên, nghiến răng nghiến lợi, phản phất có thâm cừu đại hận, cuối cùng sẽ có một ngày, các ngươi muốn đánh nát thiên này, kéo xuống kia lôi công, phá hủy kia đục, chém mặt đất kia kiến mộc, đứt đoạn mất thiên địa hai giới lui tới, các ngươi lại trở về cứu ta. Hắn tính cách nóng nảy, hoàn toàn bị tức đến phát rồ. Hai cái này, một cái nhiều lắm bị đánh đòn, một cái nhiều lắm biến thành cầu nối, mà hắn thảm nhất, thân thể bị treo ở trên trời triển lãm, vừa ngẩng đầu, khắp thiên hạ đều có thể nhìn thấy mỗi ngày hắn trực tiếp phân thây, vô cùng nhục nhã, cho dù bị vây ở chỗ này, cũng phải nghĩ biện pháp đánh chết bọn họ mới được. Quá rồi mấy tiếng, nổi danh player tên đỏ beo cũng đi ra, hắn ở trong diễn đàn vừa lên tiếng, liền gây nên náo động to lớn, đỉnh chuỗi thức ăn beo, ha 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 ha. Ta quả nhiên cũng phải một cái chức vị, mạnh mẽ hơn lôi thần nhiều lắm, đi vào, liền trở thành tiên thiên cổ thần Nguyệt thần tâm phúc thủ hạ, quả nhiên thiên địa hỗn độn sơ khai, thiên địa cương thống hoạt động, cực kỳ khuyết thiếu nhân thủ, thổi bạo, mọi người chớp mắt đỏ mắt rồi, liền cái này player tên đỏ beo, cũng phải đến cổ xưa thần chức. Ti trưởng một vùng thế giới quy tắc, nhưng mà một vị này player, cũng cảm thấy chỉ là nói xong, không đủ đã kích, cũng điên cuồng ném ra chụp ảnh màn hình, khoe khoang chính mình ở bên trong cuộc sống tốt đẹp, chụp ảnh màn hình, chụp ảnh màn hình, chụp ảnh màn hình, đỉnh chuỗi thức ăn beo, mọi người xem, nhìn thấy trên bầu trời kia một vòng xa hoa mặt trăng không có. Mơ hồ nhìn thấy một gốc cây, bên cạnh có cái uy phong cự hán ở chặt cây, vậy chính là ta, mọi người xem có thể nhìn thấy. Bên cạnh còn có một cái ôm nhu thiện lương nguyệt thần, thường thường cho hắn lau mồ hôi, ta đi lên nhân sinh đỉnh phong rồi. Thành thật mà nói, ta trước xưa nay cũng không nghĩ tới sẽ có tình cảnh này hình ảnh, phải biết vậy cũng là nguyệt thần. 13 cái cổ xưa tồn tại một trong, dĩ nhiên cho mình chặt cây bên trong tiểu đệ lau mồ hôi, có thể thấy được nguyệt thần là cỡ nào thiện lương ôm nhu, ở nàng thủ hạ làm việc, đó là tuyệt đối tiền đồ vô lượng, nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Mọi người tức khắc càng ngày càng ước ao, suy nghĩ một chút liền thoải mái đến không được, này đáng chết player tên đỏ, rõ ràng chính là ở khoe khoang A, đi vào, liền nương nhờ vào Nguyệt Thần còn giúp mình lau mồ hôi, đỉnh chuỗi thức ăn beo, ta lại nói một chút công tác của ta. Ta phụ trách toàn bộ thiên giới chúng thần thức ăn, đúng. Các đại cổ thần cơm nước, quả thực chính là nắm giữ toàn bộ thiên giới chúng thần mạch máu, ta xem ai không hợp mắt, hoàn toàn có thể lén lút độc chết hắn. Sau đó các ngươi đi vào, cũng phải cẩn thận một điểm, ta sẽ ở cơm nước của các ngươi bên trong hạ độc. Chính là bá đạo như vậy. JPG, mẹ bán phê, còn muốn cho chúng ta hạ độc, mọi người triệt để tê cả da đầu, chuyện này quả thật quá buồn nôn a. Mà các đại phòng nghiên cứu, nhìn thấy tin tức này, càng thêm cảm thấy đỉnh đầu lơ lửng một cây đao, áp lực tăng gấp bội, đây rõ ràng chính là thị uy, lập tức tăng nhanh nghiên cứu bước tiến, mẹ. Lại một cái trở thành vận hành thiên địa quy tắc cổ xưa tồn tại. Ước ao, sau đó lên trời, ta đến độ lôi kiếp, muốn phòng ngừa lôi thần cho mình làm khó dễ, sau khi lên trời còn phải lo lắng đề phòng, phòng ngừa mình bị lén lút độc chết, chuyện này quả thật là không có cách nào lăn lộn. Đáng sợ, trong lúc nhất thời, toàn bộ diễn đàn càng ngày càng sôi trào, rốt cuộc tình thế biến hóa ngoài ý muốn, manh muội muốn tiến hóa thành long, ta để chứng minh là thật. Khắp thiên hạ đều có thể nhìn thấy trên mặt trăng hình ảnh, xác thực là cho khắp thiên hạ đút thức ăn cho chó, đáng ghét, nhất kiến quy tức, cơm nước ta cũng ăn qua, xử lý rất tốt, đồng thời rất quý giá, nhưng không phải bình thường cổ thần có thể ăn được, ta cũng là trước một trận bởi vì tai nạn lao động, ăn được một khẩu,
quả thực ngon, nhân gian tuyệt phẩm. Lai, mọi người càng ngày càng sốt ruột, nhìn tình huống như thế, từng cái trọng yếu thiên địa thần quyền đang nhanh chóng bù hết, lại quá một trận, liền quá rồi đạo quân vừa mới khai thiên tích địa, chia cắt thiên địa cương thống thời kỳ, đợi được thiên đình một lập, liền không còn loại này phân phong thiên địa chức vị kỳ ngộ rồi, thời gian trở nên cực kỳ gấp gáp. Các đại phòng nghiên cứu cũng rõ ràng điểm này, quá rồi mấy tiếng, lại có một cái player thu được thành tựu, thông cáo, chúc mừng player Long Vô Danh chỗ diễn biến vật chủng sát lục giả, có mạnh mẽ tiềm lực, thu được thành tựu khen thưởng. Mọi người vừa sợ sững sờ, Long Vô Danh, các vị, muốn đi vào rồi, một vị này rất đơn giản, hắn nói thôi, cũng nhanh chân đi vào trong thế giới thông đạo, Bell ở quán triệt con đường của chính mình, hắn cũng đang tiếp tục quán triệt trước hắn đơn thể vũ lực con đường. Hắn hiện tại là một loại đặc thù sinh mệnh, xương vỏ ngoài cứng rắn, phản phất kim loại bình thường thon dài thân thể, còn tự mang lưỡi đao, có thể thôn vệ kẻ địch oán khí cùng huyết nhục trở nên mạnh mẽ. Cũng chính là chỉ cần giết giết, liền có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ. Ta vốn cho là bọn họ hai cái sau lưng phòng nghiên cứu, sẽ cho bọn họ diễn biến cực kỳ có tiềm lực mạnh mẽ vật chủng, kết quả chỉ là trình độ như thế này, một cái năng lực đã biến thành lôi công, một cái năng lực đã biến thành thực thần. Long Vô Danh đúng là có chút cảm thấy ngạc nhiên, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lấy chiến nuôi chiến, ta có thể hấp thu người chết lệ khí cùng vong hồn trưởng thành, như là cổ đại trong thần thoại khủng bố sát thần, sẽ cho ta ra sao chức vị đây, ta rất chờ mong. Trong hoang cổ đại địa, khắp nơi đều có không biết tên cổ xưa thực vật xanh, hắn rơi vào trên mặt đất, thân hình vốn là kỳ lạ, rất nhanh sẽ bị bay đầy trời đám mây cổ thần phát hiện, đưa vào trong thiên đình, ở học tập ngôn ngữ sau, Long Vô Danh nhanh chân đi hướng Lăng Thiên Cung. Trong Lăng Thiên Cung, một cái hình thù kỳ quái lưỡi dao sắc sinh mệnh, mang theo quần thể, quỳ gối dưới đất, đạo quân, ta chính là trong thiên địa khối thứ nhất sinh linh xương, nhờ số trời rung rủi mở ra trí tuệ, chuyên tới để bái kiến đạo quân, thiên phú của ta là, Phượng Hoàng đạo quân nghe sau khi xong, vỗ tay mà cười, đây chính là thiên phú của ngươi sao, lấy giết nuôi giết, nếu như thế, vùng thế giới này năm gần đây, cổ thần bộ tộc có bao nhiêu chuyện ác phát sinh, ở thế gian làm mưa làm gió, sinh linh đồ thán. Đang cần chấp chưởng tư pháp thiện ác thiên thần, ngươi có thể chưởng quản thiên điều. Long Vô Danh khẽ rung lên, con ngươi cấp tốc sáng sủa. Ta đến chưởng quản thiên điều, chức vị này xem ra không tính chí cao, không sánh được mặt trời, địa mẫu những này vĩ ngạn thái cổ tồn tại, nhưng thực quyền lớn đến mức kinh người, quả nhiên là khắp nơi đều có vàng. Long Vô Danh không khỏi nội tâm có chút hừng hực, so với một cái nào đó lôi thần, một cái nào đó thực thần thần quyền nhưng là cường quá nhiều, chờ sau này chính mình tìm một cơ hội. Vô quan hãm hại, đem hai người bọn họ cho chém, hắn không khỏi đánh tới tính toán nhỏ nhặt, tạ đạo quân, Long Vô Danh kích động, vội vã cúi đầu, trầm, một đóa đỏ tươi đốn lửa, từ trán của hắn in xuống, trong lúc bỗng nhiên, Phượng Hoàng đạo quân từ toàn bộ trong thiên giới vang lên, hư văn đồ, ngươi mà lại đây, một lát sau, một người cao mã đại nhân tộc, cung cung kính kính đi tới Lăng Thiên Cung quỳ xuống, hư văn đồ, ngươi là nhân tổ hư hữu niên chi tử, thiên phú dị bẩm, ta mệnh ngươi cùng này thần. Cộng trưởng hình phạt chức vụ, ti trưởng thiên điều, có thể trên trảm thiên giới các đại cổ thần, chém xuống thế gian bộ lạc nhân hoàng, hư văn đồ cả kinh, trên trời cổ thần, năm gần đây quanh năm bỏ rơi nhiệm vụ, đặc biệt là mấy vần mặt trời, quanh năm ở trên trời si mê hưởng lạc, không quản nhân gian, mà trên mặt đất cổ thần, cũng bắt đầu làm khó dễ trên mặt đất nhân tộc, hắn hiện tại chỉ cần trưởng quản chức trách này, có thể ngăn được cổ thần, nhân tộc thế nhược cách cục, có thể hơi độ lệch lại đây, mà một mặt khác, Long Vô Danh nội tâm cũng hơi chìm xuống, nhìn về phía bên cạnh nhân tộc này, dùng chung một cái chức vị, có vẻ như bị cuốn vào một hồi quyền lực đấu tranh trong vòng xoáy, đạo quân đây là ý gì đây? Có chút khó có thể phỏng đoán, nhưng nguy hiểm lớn, quyền lực cũng lớn, cũng có thể miễn cưỡng tiếp thu. Nửa tháng sau, Long Vô Danh bị một chuỗi xích sắt trói lại, treo hai chân, đầu hướng xuống, treo ở một cánh cửa hình trên trảm thần đài, hắn sinh vật hình dạng. Dẫn đến giống treo lơ lửng ở cửa xà trên một chuỗi mang lưỡi đao lão thịt khô, cô, cục ục, xiềng xích màu đen chậm rãi lăn, hắn bị thả xuống, bản năng mở ra lưỡi đao cánh tay, răng rắc, hàng quang nổi lên lưỡi đao, chém xuống một cái tiết độc trị thủ cổ thần đầu, máu tươi rơi ra toàn bộ trảm thần đài bên trong, cái này chặt đầu đao lại bị kéo đến, như là một cái cửa xà treo ngược dơi màu đen, mặt không hề cảm xúc, nguyên lai, đây chính là ta phụ trách chặt đầu trái với thiên điều chúng thần mạnh mẽ chức vị. Quả nhiên không có gạt ta, ha ha ha, quả nhiên là tiên thiên linh bảo, hư văn đồ ở bên cạnh, nhìn bị xiềng xích treo lên, treo lơ lửng ở giữa không trung sắc bén hình người búa lớn, trảm thần càng nhiều, lệ khí càng nặng, càng sắc bén, chỉ sợ đến phía sau, có thể phá vạn pháp, không có gì không trảm,
thậm chí có thể trảm tiên thiên cổ thần. Đi dời à, ta không phải đoạn đầu đài a, ta tới là chinh chiến sa trường, bảy vào bảy ra, càng giết càng mạnh sát thần a. Long Vô Danh lòng như tro nguội, nhưng mà trên trảm thần đài, hắn y nguyên bị treo hai chân treo lơ lửng, trải qua gió táp mưa sa, đồng thời dần dần trở thành thiên giới Nam Thiên Môn mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc. Lại một ngày, Lôi Thần Tư Bồ từ trảm thần đài đi ngang qua, tay hắn nắm lôi truy bộ mông một mảnh đỏ chót, đang bị ăn xuống một khối trắng nõn khối thịt bất tử dược treo mệnh. Tư Bồ phản phất táo bạo lão ca, giọng lẩm lẩm liệt liệt, cầm trong tay hai cái búa, lần sau lại cho ta gọi nói to chút. Không đem yết hầu gọi phá, liền đem bộ mông chù y phá, tiên thiên linh dược này không sai, ngươi sau đó chính mình hướng về trong mông nhét điểm, bàn quan treo lơ lửng trảm thần đài, lôi truy, bọn họ thâm tình đối diện một mắt, liếc mắt đưa tình, phản phất trong nháy mắt có ngàn vạn loại ngôn ngữ. Hai cái năm đó quát tháo phong vân khủng bố tà thần, dĩ nhiên cũng lưu lạc tới kết quả như thế, không khỏi lập tức yên lặng quay đầu, làm bộ không có ở trong thiên giới nhìn thấy đối phương. Chúng ta một cái là trưởng quản thiên điều tư pháp chi thần, một cái là lôi thần. Vừa mới khẳng định là nhìn lầm rồi, cổ thần, ghi chép, Tây Kỷ Nguyên trước, tiên thiên linh bảo trảm thần đài xuất thế, nhân tộc hư văn đồ trưởng thiên điều, có thể trảm thiên địa cổ thần đầu. Trong diễn đàn vô cùng căng thẳng, lại một vị mới vừa tiến vào player tên đỏ, xuất hiện tại trong diễn đàn, chụp ảnh màn hình, trong hình ảnh lượn lờ mây mù, trảm thần đài trước, một người đàn ông thân hình uy nghiêm, mang theo vô tận sát phạt, có chân long đế giả chi khí, bá đạo vô song, Long Vô Danh, thấy không, đây chính là ta. Ta dĩ nhiên trở thành hình phạt chi thần, trưởng quản thiên điều trật tự, có thể trảm bất luận cái gì cãi lời thiên điều hạng người, chính là bá đạo như vậy. JPG, mọi người vừa nghe, một vị này trưởng quản thiên điều, này quá khuếch đại đi, vậy sau này đường không phải càng khó đi rồi, sống quá lôi kiếp, chịu đựng qua thiên đình ẩm thực, còn muốn lo lắng bỗng nhiên liền bị móc chụp mũ, chụp tới trảm thần đài chém, đáng ghét, chúng ta đến mau chóng rồi, chuyện này quả thật chính là đem thế giới kia tư hữu hóa a. Các đại phòng nghiên cứu gấp đến độ dơ chân, điên cuồng gia tốc, đều đang tiến hành cuối cùng bắn vọt, quá rồi mấy tiếng, thông cáo vang lên, lại có một cái Liên Xô player tên đỏ đi vào, đây là một vị phỏng theo cá trình điện sinh vật, yết kiến Lăng Thiên Cung, thiên phú của ta, là có thể tỏa ra lôi điện, đồng thời có khủng bố lực sát thương. Nửa năm sau, điện mẫu cầm trong tay một cái roi, ở mưa xuống trước ở trên trời phi hành, roi, đạo hữu. Tốt, búa, đạo hữu. Được, Tây Kỷ Nguyên trước, tiên thiên linh bảo đã thần tiên xuất thế, có điện mẫu nắm roi, tạm cùng lôi công cộng chức, lóng lánh mưa xuống trước, thiên địa các nơi, tiên thiên linh bảo lục tục xuất thế khái niệm, dần dần ở mảnh này sơ khai cổ xưa thiên địa truyền lưu, bọn họ bắt đầu tin tưởng những sinh vật kia lý do, thiên địa hồng hoang sơ khai, có hồng mông tử khí, bám vào ở các đại bảo vật bên trong thai nghén trí tuệ, ngưng tụ thành tiên thiên chí bảo, tiên thiên linh bảo theo thiên địa sơ khai, ứng thiên địa mà sinh, vô cùng mạnh mẽ, có đủ loại kỳ dị lực lượng. Tỷ như, trên đời cái thứ nhất dây leo, khối thứ nhất huyết nhục, khối thứ nhất xương, tiên thiên linh bảo, địa vị chỉ sợ cùng tiên thiên cổ thần tương đương, bọn họ không nhịn được âm thầm cân nhắc, không thể để cho bọn họ đến Lăng Thiên Cung đi, chờ đạo quân phân phối cho các đại thiên địa cổ thần nhiều như thế, linh bảo chưa chắc có ta phần, một khi tiên thiên linh bảo xuất thế, ta nhất định phải trước đi cướp đoạt, thiên địa chí bảo, người có đức chiếm lấy, trên thực tế, lại quá rồi mấy tiếng, ha ha ha. Một cái hình hồ lô sinh linh tiến vào, cũng là một cái nào đó player tên đỏ, ta cuối cùng đi vào, ta liền nói ta là trong thiên địa thứ nhất chuỗi hồ lô khai tuệ, đi yết kiến đạo quân, sẽ cho ta ra sao chức vị đây. Nó nhìn thấy trên bầu trời lui tới cổ thần, không nhịn được đối với bầu trời gọi dậy đến, rốt cuộc căn cứ kinh nghiệm, bọn họ sẽ đem mình mang tới thiên giới trên, sau đó học tập ngôn ngữ, yết kiến đạo quân, ha ha ha, trời cũng giúp ta. Lại có tiên thiên linh bảo xuất thế. Không thể đưa đi gặp đạo quân, các đại tồn tại cấp tốc đỏ mắt, bắt đầu tranh đoạt, cấp tốc chen chúc mà tới, oanh, chớp mắt đánh túi bụi, hào quang năm màu phô thiên cái địa, trong đó khuếch đại nhất chính là một đạo nhân, ngăn ở một tòa cổ xưa đỉnh núi trước, một tay tóm lấy một chuỗi bảy màu hồ lô, cất bước liền chạy, ta bấm chỉ tính toán, này tiên thiên linh bảo, cùng ta có duyên, hồ lô bị nắm ở trong tay lay động, ở trong gió ngổn ngang, đây là tình huống thế nào, ồ, vẫn còn có sóng ý thức. Thiên tài địa bảo này, còn sinh ra tự mình linh trí. Đạo nhân kia kinh ngạc, chậm rãi một vệt, chớp mắt màn hình đen, hồ lô, hắn mở mắt ra, nhìn chu vi phòng nghiên cứu nhân viên một mặt mộng bức, cái khác nhân viên nghiên cứu khoa học cũng tan vỡ lên, không có rồi, toàn bộ phòng nghiên cứu lâu như vậy, tiêu tốn vô số tài nguyên cùng nhân lực,
liền như vậy lạnh, không thể chỉ chúng ta như vậy ngậm bồ hòn. Thế là, những này ăn mặc áo blue trắng nhân viên nghiên cứu khoa học, đẩy một cái kính mắt, lên mạng phát thiếp. Tiếp đó, toàn bộ player tên đỏ, không có một cái may mắn thoát khỏi với khó, thậm chí phía sau mấy cái, từ hồ lô bắt đầu, liền đạo quân mặt đều không có nhìn thấy, liền chớp mắt chết rồi, liền cẩu một hồi đều không có cơ hội, tối thiểu, trước bốn cái này, còn có thể đau cũng kéo dài hơi tàn, bị giam giữ, động không thể động, mà vùng thế giới này bên trong, theo khai thiên tích địa, hỗn nguyên sơ khai, không chỉ sinh ra 13 tiên thiên cổ thần, còn sinh ra có 8 cái tiên thiên linh bảo, chia ra làm thông thiên kiến mộc, thiên lôi chù y, bất tử quế thụ, trảm thần đài, đã thần tiên, hỗn nguyên hồ lô, âm dương đồ, chiêu hồn phiên, nương theo 8 cái thiên tài địa bảo, lần lượt xuất thế, hạ xuống các đại ti trưởng chức quyền cổ thần trong tay, thiên địa cương thống, quy tắc, dần dần bị bù hết rồi, mà khai thiên tích địa dương thần đạo quân, cũng ngày hôm đó, tuyên bố thiên hạ, khai thiên lập địa cương thống việc đã xong, sau đó thiên địa có thể tự mình vận chuyển, ta đem bế quan nhập đạo, không để ý tới ngoại sự, các ngươi phân trị thiên hạ, có thể tự xây thiên đình. Hứa chỉ nhìn thấy cái này đại nhân viên tiến vào, có chút ngây người, kiến một trái cây ăn ngon ta biết, cây quế kia, bỏ đầu thật như vậy thơm ngọt sao, hắn không khỏi nỉ non lên, cảm thấy có thể tìm cái thời gian thử một lần phong vị, bất quá, hiện tại, bào tử tiến hóa, sa bàn bên trong, tích lũy lâu như vậy vật chủng vụ nổ lớn, 8 cái tiềm lực vật chủng, tất cả đều vào tân thế giới rồi, một viên kiến mộc, cùng với 7 cái player tên đỏ, trong thời gian ngắn có thể vào, đều toàn bộ đi vào rồi, tuy rằng đều bị tận diệt rồi, bất quá, vùng thế giới này, xem như là triệt để bước đầu hình thành, các loại tiên thiên linh bảo, linh thực, hứa chỉ đối cái này thứ hai tân thế giới, đúng là 10 phần mong đợi, mang nhiều kỳ vọng, thứ nhất sa bàn thế giới, chẳng qua là ban đầu tùy tiện thành lập, rất nhiều kinh nghiệm đều không đủ, đồng thời, lúc đó thế giới phù thủy đưa lên siêu phàm vật chủng, cũng cực kỳ ít ỏi, tới tới lui lui cũng là như vậy mấy cái, tà nhãn, slide, gà đưa ma, mà hiện ở sa bàn này, ban đầu liền ném 8 cái siêu phàm vật chủng đi vào, chỉ là đưa lên số lượng, chớp mắt liền vượt qua thế giới phù thủy, đồng thời này 8 cái, mỗi một cái đều chất lượng cực cao, manh mũi kiến mộc, còn lại là 7 tên player tên đỏ phòng nghiên cứu, nhọc lòng mất công sức nghiên cứu vật chủng, hẳn là sẽ không để ta thất vọng. Hứa chỉ nhấc lên lông mày, ngồi ở trên ghế uống một hớp trà, cái miệng nhỏ nhếch lên đến, hiện đang khai thiên tích địa sơ kỳ vừa qua, đã bắt đầu đi vào diễn biến quỹ đạo, đầu tiên, Phượng Hoàng bắt đầu ẩn cư, tất nhiên phân tranh nổi lên bốn phía, sát cơ sắp tới, Hứa chỉ bình tĩnh lên, Phượng Hoàng, cũng là xác thực thời điểm thành thần. Tây kỷ nguyên trước, đạo quân khai thiên tích địa, là thiên địa định cương thống, 13 tiên thiên cổ thần, 8 đại tiên thiên linh bảo lục tục xuất thế, kiến mộc, cây quế, trảm thần đài, lôi truy, hỗn loạn không ngừng, thiên địa quy tắc dần định, đạo quân ẩn lui, lại quá 3 năm, nhân tộc gặp chèn ép, dần dần có 9 đại thái dương chân quân, thành lập thái cổ thiên đình tâm ý, đồng thời buông lời, như có không phục, cửu nhật đương không, đốt cháy mặt đất, hủy diệt nhân tộc bộ lạc, năm sau, nhân tổ hư hữu niên lên trời, mái đầu bạc trắng, bình thường khuôn mặt không có sóng lớn, một người tọa trấn trước thái dương thần điện, khiêu chiến 9 vị thái dương cổ thần, chặn cửa, một lần, chỉ có thể đi ra ngoài một cái, làm càn. Nhân tổ, chúng ta vốn là niệm ngươi năm đó cùng chúng ta ngồi chung bồ đoàn nghe đạo, chỉ cần thần phục chúng ta thống trị, liền bất diệt nhân tộc, ngươi dĩ nhiên như vậy làm càn. Oanh, khí tức kinh khủng ở thiên giới tràn ngập ra, động thiên cảnh giới thứ 6, dĩ nhiên bùng nổ ra cực kỳ khủng bố uy thế, hứa chỉ thời khắc này, cũng bỗng nhiên cả kinh uống một hớp Phượng Hoàng Linh trà, làm sao có khả năng, hắn chỉ là cảnh giới thứ 6 động thiên. Ở ngang nhau cảnh giới dưới chỉ là tương đương với cấp 6 truyền kỳ phù thủy sức chiến đấu, nhưng hắn khí tức bây giờ, có thể so với cấp 7 sử thi, thậm chí còn không phải bình thường sử thi cảnh giới, tiếp cận nhân loại cực hạn bán thần. Rõ ràng cấp 6 truyền kỳ phù thủy cảnh giới, có vượt vực toàn bộ cấp 7 sử thi, gần như bán thần sức chiến đấu, quá mức dọa người. Hứa chỉ hít sâu vào một hơi, hắn hiện tại tri thức trình độ cũng không thấp, đây chính là hệ thống này ưu thế, phù thủy là tu cá thể sức mạnh tinh thần, không nhờ vả thiên địa. Mà bọn họ là tu thiên địa, có thể mượn ngoại vật, đạo trí thực lực của bọn họ co giãn lớn vô cùng, có thể mượn thiên địa đại thế, chỉ sợ hư hữu niên, trong cơ thể ẩn chứa toàn bộ nhân tộc hơi thở, toàn bộ nhân tộc đem nội không gian tu luyện dự trữ, đều đặt ở trong biển ý thức của hắn, hắn một người, liền đủ để đại biểu một chủng tộc tu sĩ, một cổ sợ rung tim mất mật hơi thở đang tràn ngập, sức mạnh đáng sợ đang lưu chuyển, phản phất có một tia đế uy xuất hiện tại thế gian. Luồng khí tức kia dĩ nhiên ép tới các mặt trời lớn kim ô, kinh hồn bạc vía,
Làm sao có khả năng? Chính đại kim ô, các đại cổ thần sắc mặt kinh biến, cảm giác trước mắt là một vị thần đang sống, một tôn cảnh giới thứ bảy động hư đại đế, thoát ly ràng buộc, mạnh mẽ nghiền ép bọn họ một cảnh giới lớn, ta đại biểu toàn bộ chủng tộc mà tới. Hư Hữu Niên từng bước một về phía trước, chúng ta là không bằng cổ thần mạnh mẽ, nhưng chúng ta nhân tộc số lượng rất nhiều, ta một người, đại biểu bộ tộc, nhân tộc số lượng nhiều, chính là nhân tộc mạnh mẽ tiềm lực, chúng ta không tin, không thể chịu đựng nhiều như vậy nhân tộc tu sĩ sức mạnh, ngươi chỉ là ở gắng gượng. Chính vị kim ô ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, hào quang năm màu tỏa ra, ngày này, Hư Hữu Niên một thân một mình xông vào thiên giới, một mình áp đảo chính đại Thái Dương cổ thần, toàn bộ Thái Dương cung điện tung khắp máu tươi, màu vàng, dòng máu màu đỏ hỗn tạp ở cùng nhau, Hư Hữu Niên một bộ màu trắng dính đầy máu tươi, bình tĩnh trấn thủ ở trước Thái Dương thần điện, người điên, trong Thái Dương cung điện, chính cái mặt trời thu lại, nhìn ngồi ở cửa nhân tổ, bắt đầu sợ hãi, chúng nó rõ ràng cảm giác được, Hư Hữu Niên chỉ có điều là phô trương thanh thế, đã sắp muốn không xong rồi, nhưng là ai cũng không dám cộng đồng đi ra ngoài, chỉ lo hắn điên cuồng liều mạng, trước khi chết cũng phải kéo bọn họ một, hai cái xuống nước, ròng rã một tháng, quả nhiên mỗi lần chỉ có một cái mặt trời đi ra ngoài phiên trực, lại quá rồi một tháng, Hư Hữu Niên đi xuống thế gian, thiên giới hứa hẹn tiếp tục duy trì thống trị, không còn nhắc thành lập thái cổ yêu đình, không có ai biết nhân tổ một người xông vào thiên đình, chịu đựng bao lớn áp lực. Một mình đối mặt chính cái Thái Dương cổ thần, hắn phải trả giá như thế nào, chỉ là thân thể của hắn ở mơ hồ bắt đầu rạn nứt, phản phất toàn bộ thức hải đều mơ hồ xuất hiện phá nát dấu hiệu, Hư Hữu Niên ngồi ở trong bộ lạc, không ngừng ho ra máu, nhìn các đại bộ lạc thủ lĩnh, bình tĩnh nói, ta ở các đại cảnh giới bên trên, mở ra thức hải công pháp tu luyện, ngưng tụ linh hồn của chính mình, không phải vậy căn bản là không có cách hấp thu các ngươi khổng lồ như vậy tinh thần, chứa đựng ở trong biển ý thức của ta. Hư Hữu Niên chậm rãi mở rộng chính mình thức hải, một mảnh hầu như phá nát không gian lõa lồ ở trước mặt mọi người, xương trắng vờn quanh trong thức hải, trôi nổi một viên cũng hầu như muốn phá nát viên màu vàng, ta cái này cô động pháp, xưng là ngưng đan, ngưng đan, nhân tộc chung quanh mặt mặt nhìn nhau, trong bộ lạc, Hư Hữu Niên là mọi người giảng giải, đạo quân là sinh linh truyền xuống, là mở ra nội không gian con đường, mà người ý thức ở tại trong mảnh nội không gian này, lại không thể được đến cô động. Chỉ là nương theo ở lại không gian biến đại mà trở nên mạnh mẽ, đây là lượng biến, lượng ở càng ngày càng nhiều, cũng không phải chất biến. Thế là, hắn liền có như thế một ý nghĩ, nếu yêu tộc, ở như vậy nồng nặc thức hải trong không gian có thể mở ra linh trí, như vậy người có thể hay không lợi dụng cái này nồng độ cao năng lượng thức hải không gian, tiến hành áp súc năng lượng linh hồn thuế biến, này có lẽ mới là thức hải không gian chân chính công dụng. Thế là, hắn liền thử đem cao năng lượng sền sệt thức hải không gian, xoay tròn làm một luân vòng xoáy, cuối cùng năng lượng ngưng tụ ở linh hồn của chính mình trên, dần dần đã biến thành một viên năng lượng màu vàng ống viên thuốc, nhân tộc chung quanh rung động, đây chính là linh hồn ngưng đan pháp, có người không khỏi hỏi, như vậy nhân tổ, có thể hay không đem một viên này linh hồn kim đan, chuyển qua trong thức hải của những người khác, chiếm cứ thân thể của bọn họ, lại như là yêu tộc hóa hình đồng dạng, rốt cuộc hiện tại nhân tổ thân thể tan vỡ, đã sắp muốn không xong rồi. Hắn gánh chịu toàn bộ nhân tộc tu sĩ toàn bộ tu vi, thức hải không gian cơ hồ bị chen đến phá nát, Hư Hữu Niên không ngừng ho ra máu, lại lắc đầu nói, không thể, yêu tộc có thể chiếm cứ người thức hải, là bởi vì có thực khu, mà ta kim đan bản thể là năng lượng thể linh hồn, cùng với những cái khác người thức hải không gian không dung, vô pháp sinh tồn. Lại quá 3 năm, nhân tộc dần dần khôi phục thái bình, nhưng chịu đến thương tích nhưng không cách nào xóa đi, năm đó, các đại nhân tộc cổ xưa tu sĩ sức mạnh hội tụ ở nhân tổ trên người, tu vi mất hết, rất nhanh sẽ hóa thành tuổi già lão hủ, hướng đi chết già. Mà nhân tổ Hư Hữu Niên thức hải không gian, cũng không thể chịu đựng sức mạnh nhiều như vậy, trận chiến đó trở về hầu như sắp chết, mỗi ngày ho ra máu, cất bước cần người nâng, nhân tộc đã đến cung dương hết đà. Lại quá rồi 10 năm, ở nhân tộc 30, 40 năm tuổi thọ bên trong, năm đó thời đại kia cổ tu sĩ, tu vi mất hết. Hiện tại đã tất cả đều chết già rồi, chỉ có Hư Hữu Niên một người lẻ loi ở tại trong nhân tộc bộ lạc, trên bầu trời chính đại Thái Dương Thiên Thần, y nguyên bình tĩnh, tiếp tục vận chuyển tự trách, thường thường nhìn về phía toàn bộ mặt đất, đang đợi Hư Hữu Niên chết đi, nhân tổ làm sao còn bất tử. Rõ ràng mỗi ngày hơi thở, đều cơ hồ nhu nhược đến kề bên tiêu tan, hắn kìm nén một hơi, nhưng nào thì có ích lợi gì, nhìn hắn nín đến khi nào, bầu trời chúng cổ thần dồn dập cười nhạt, có thể lại 5 năm trôi qua. Dãy núi xanh biết một mảnh, Trường Dương Chi Sơn truyền đến một tiếng vui sướng đến cực điểm âm thanh, ha ha ha, thành công, cuối cùng thành công rồi, mỗi ngày lên núi đốn củi tiều phu, những năm này cũng già đi không ít,
chúng ta cuối cùng thành công rồi. Đúng đấy, Thiên Đồ cười to lên, này một cái đầu lâu bị lưỡi búa xử lý rất đẹp, cắt một cái đầu đinh, ta mở ra bất tử dược, các ngươi hiện tại có thể hòa vào thân thể của ta rồi. Nàng hắn âm thầm nói nhỏ, thế giới này sinh mệnh tự mang gen thứ nhất, muốn mở ra gen thứ hai cũng không dễ dàng, những năm này không ngừng để bọn họ thu thập đi khắp dược thảo, cho ta đến nghiên cứu, kỳ thực, ngăn ngắn 10 năm, mới gen thứ hai dược tề là rất khó chế tạo ra, sở dĩ hiện tại có thể xuất hiện, là bởi vì cái này gen khoách dung dược tề là phỏng theo luyện kim đại đế dược tề chế tác, bởi vì mấu chốt nhất phượng hoàng máu thay thế vật, dĩ nhiên tìm tới rồi, nơi này rất nhiều cổ thần, phản phất đều là suy yếu bản phượng hoàng máu, có thể dễ dàng luyện chế tinh luyện. Trước mắt đứng mấy cái hình thù kỳ quái nhân loại, có 6 chân 4 cánh, có toàn thân vảy màu đen, có người đầu thú thân, tai đeo 2 cái thanh xà. Thiên Đồ nhìn trước mắt nhóm người này, các ngươi từng cái vu tộc, kế thừa sức mạnh của ta, thể phách cường hãn, sức khôi phục mạnh mẽ, đều cơ hồ là bất tử thân, nhưng các ngươi cần ẩn trốn đi tu luyện, khiến loài người ở mặt trước hấp dẫn sự chú ý, chu vi có chút bất an. Thiên Đồ lại cười lên, cổ vũ nhân tâm, đều đến theo ta niệm, nhân loại lịch sử là cùng tự nhiên chống lại lịch sử, là dũng khí tán ca. Đánh đổ tà. Đánh đổ cổ thần, tử vong vô pháp áp sụp chúng ta sống lưng, hủy diệt chúng ta thân người, lại quá rồi 15 năm, bầu trời chính tôn thái dương cổ thần, mơ hồ xuất hiện thiếu kiên nhẫn, trên trời lại có dị động, ta lại lên trời một chuyến, hư hữu niên đã hóa thành một cái tóc trắng lão nhân, run rẩy, miễn cưỡng chống đỡ đứng thẳng người, phụ thân, bên cạnh, mấy cái bao quát hư văn đồ dòng dõi đời sau, ở bên cạnh muốn nói lại thôi, đạo quân thoái ẩn sau, thiên giới dần dần bị nắm giữ, hư văn đồ chấp trưởng thiên điều thần chức cũng bị tìm cái lý do lột xuống, phụ thân, xin mang lên chúng ta tu vi. Bọn họ do dự một chút, mở rộng thức hải, hư hữu niên già nua thân thể ngồi ở gia thú trên, bình tĩnh nhìn trước mắt những tự mình này bọn nhỏ, mà một đời mới bộ lạc nhân kiệt, dồn dập xuất hiện tại trước mắt, xin mang lên chúng ta, già nua hư hữu niên, bình tĩnh nhìn bọn họ, nơi này mỗi một cái, đều là kỳ tài ngút trời, thậm chí có mấy cái tài năng không kém hắn, chỉ là bọn hắn, thời gian quá ngắn, lão đầu, ngươi lại tới nữa rồi, kiến một bên trong, truyền đến một đạo thăm thẳm nhưng thở dài, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, năm đó đồng thời ngồi ở trên bồ đoàn, nghe đạo cái kia cường tráng gia thú nhân loại, dĩ nhiên sẽ đi tới một ngày này, địa mẫu thanh đằng. Hư hữu niên già nua thân thể chậm rãi đi lên thiên giới, một bước lại một bước, phát ra tang thương cảm khái, ngươi là duy nhất một cái không giống cái khác cổ thần, kiến một trầm mặt một chút, bỗng nhiên một cái tơ liễu rơi vào trên người hắn, trở về đi, ngươi không nên chết nhanh như vậy, mang đi một bộ phận của thân thể ta, nó thuộc về ngươi, có thể làm cho ngươi tìm tới trở nên mạnh mẽ biện pháp. Hư hữu niên ngớ ngẩn, nhận lấy tơ liễu, kinh ngạc một hồi, quay đầu vòng lại, lại quá 3 năm, hư hữu niên có chỗ đột phá, lần thứ 2 lên trời, đầu đầy dày đặc tóc trắng múa tung, ngồi ở trước Thái Dương thần điện, ta ở đây ngồi 1 tháng, chỉ cho phép đi ra ngoài một cái mặt trời phiên trực, lớn mật, chỉ là nhân tộc, cũng dám mạo phạm cùng thiên địa cùng sinh tiên thiên cổ thần, nhân tổ hư hữu niên, ngươi quá mức làm càn, lại hấp thu toàn bộ nhân tộc sức mạnh. Kim Ô Đại Thái Tử Long Hoàng cười nhạt, âm trầm bất định, nhìn chằm chằm phía trước già nua bóng người, trước mắt cụ này tiều tụy lão nhân cả người lượn lờ mây mù, trong con ngươi một loại chỗ trống, vô thần tối tăm, phản phất là tử thi đồng dạng, căn cứ suy đoán của bọn họ, sớm ở 10 năm trước, hư hữu niên liền hẳn là chết rồi, thức hải của hắn hấp thu toàn bộ nhân tộc tu vi, thức hải không gian tan tành, không biết lấy cái gì ý chí chống đỡ đến ngày hôm nay, thậm chí hiện tại còn hấp thu lần thứ hai. Ngươi đã triệt để không xong rồi, không ngăn được chúng ta lấy nhân tộc làm nô, thành lập thượng cổ thiên đình, chính con kim ô nhào về phía trước, bùng nổ ra vô tận quang cùng hỏa, toàn bộ thiên đình đều đang chấn động, ầm ầm ầm, sau một chốc, toàn bộ Thái Dương thần điện dính đầy máu tươi, hư hữu niên từ phía chân trời tiếp tục trở về, tảng lớn ho ra máu, ngồi ở trong bộ lạc, bình tĩnh những người chung quanh, nhân tổ, hư hữu niên trầm mặt một hồi, bình tĩnh nhìn bốn phía, cho nên ta có thể trở về. Là kiến một địa mẫu, cho ta nhắc nhở, ta đi ra ngưng đan sau lại một bước, vì nhân tộc lại mở ra một cảnh giới, hư hữu niên chậm rãi mở rộng chính mình thức hải, một viên kia cũng hầu như muốn phá nát viên màu vàng đã biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó, là một gốc kiến mộc, đứng ở từng tia từng sợi sương mù trong thức hải, phản phất khai thiên tích địa, đẩy lên toàn bộ càn khôn, đây là nguyên thần có thể có ngàn vạn loại hình thái. Ta là kiến mộc nguyên thần, chu vi một mảnh rung động. Cô động kim đan, hóa thành nguyên thần, có người không nhịn được hỏi, vậy tại sao nguyên thần, là kiến một hình dạng, ta phát hiện,
Ý thức không thể làm không có rễ lục bình, phải có vật thật ký thác, với là linh hồn kim đan của ta, liền ký sinh ở kiến mục trên một đoạn cành cây, lấy kiến mục là nguyên thần, nấp trong trong thức hải, ngày ngày chú ý rèn tinh luyện. Này nguyên thần, có thể tăng lên linh hồn tu vi, cũng có thể là bản mệnh hậu thiên chí bảo, lấy ra đến công kích người khác. Nguyên thần, bản mệnh hậu thiên chí bảo, những người chung quanh, đầu óc ầm ầm chấn động. Hư Hữu Niên bình tĩnh nói, ta đã từng nghĩ quá, nếu cổ thần hóa hình người, lấy người làm khu, bản thể là nguyên thần, như vậy nhân loại chúng ta, vì sao không thể ngược lại? Lấy bọn họ là nguyên thần, chu vi mạnh mẽ rung lên, phản phất mở ra một mảnh mới thiên địa, sở dĩ, ta lựa chọn kiến mục. Hư Hữu Niên, cổ thần xóa bỏ nhân loại ý thức, chiếm cứ người khu, chính mình ở trong thức hải làm nguyên thần, như vậy chúng ta liền xóa bỏ cổ thần ý thức, đem bọn họ nhét vào trong thức hải, làm nguyên thần của chính mình, người có thể giết cổ thần, hóa thành nguyên thần. Đám người chung quanh bên trong, đầu óc phản phất vang lên một tiếng sét, này không còn là người bị cổ thần săn bắn quan hệ, mà là người cùng cổ thần, có thể lẫn nhau săn bắn, nhân tộc là thân thể, thiếu hụt nguyên thần, cổ thần là nguyên thần, thiếu hụt thân thể. Hư Hữu Niên bình tĩnh nói, đã như thế, chúng ta có thể giết các đại cổ thần, lôi thần, điện mẫu, thậm chí có thể dùng chính cái mặt trời, làm nguyên thần của chính mình, ta lấy kiến mục là nguyên thần, mở ra một quyển kiến mục khai thiên kinh. Lấy kiến mục là tự thân nguyên thần, tu đến chí cao, có thể hóa thành khai thiên một gốc kiến mục, nuốt thiên địa chi linh khí, sức chiến đấu vô cùng, cùng mọi người tham khảo. Hư Hữu Niên nói đến đây, mở ra một tấm gia thú sách cổ, đưa cho mọi người, hắn không nhịn được chậm rãi ngẩng đầu, chúng ta thức hải, có thể nạp thiên địa cổ thần, thậm chí chỉ cần chúng ta giết rồi mặt trời, xóa bỏ mặt trời ý thức, kim đang hòa vào, chính là một tôn mặt trời nguyên thần, tế luyện là bản mệnh pháp bảo, ti trưởng thái dương thần chức. Thay vào đó, thậm chí có thể giết mặt trời, lấy này thay thế được tiên thiên thần vị, những người chung quanh cả người run, một cổ khó mà tin nổi ý nghĩ không ngừng được nảy mầm. Hư Hữu Niên bình tĩnh nói, đến đây, ta vì nhân tộc lập xuống đạo thống. Nhân tộc tu luyện, nên có ngưng đan một cảnh, cũng có nguyên thần một đạo, nhân tộc, cũng nên có Di La Thiên Đại Nhật Chân Kinh. Thế có chính mặt trời, chỉ có chính người có thể giết chi tu luyện, nói ra lời này, như trời nắng một sấm sét. Trong Nguyệt Thần Cung, Nguyệt Thần đang ở trong lương đình nấu nướng cây quế, Kim Ô Đại Thái Tử Long Hoàng ngồi xếp bằng, bỗng nhiên trợn mở hai con mắt, không được, cái gì? Nguyệt Thần cả kinh, Long Hoàng đứng lên, đi qua đi lại, người muốn phạt trời, lấy cổ thần vị trí mà thay thế, vận chuyển thiên địa cương thống, cổ thần đại kiếp sắp tới, lại là 10 năm, nhân tộc y nguyên thời kỳ giáp hạt, theo trước lần đó, nhân tổ lại lần nữa hấp thu các đại nhân tộc tu sĩ tu vi, lại lần nữa tiến vào đứt gãy. Này như là một cái tuần hoàn vô tận, vĩnh viễn không thể có cuộc khởi mới mẻ huyết dịch, đồng thời cũng sắp tiếp cận kết thúc, bởi vì Hư Hữu Niên cũng lại không chịu đựng được thân thể trọng thương này, đứng lên nhìn về phía chu vi, ta muốn đi cuối cùng một chuyến rồi. Hư Tổ, bộ lạc của bọn họ nhân dân dồn dập đi ra, trên người mặc da thú tráng hán, phụ nữ ôm đứa bé, sắc mặt dần dần cay đắng lên, lại có một bầy người trẻ tuổi chậm rãi đứng lên, nói rằng, mang lên chúng ta tu vi đi, cứ việc chúng ta mới tu luyện hơn 10 năm. Hư Hữu Niên nhìn về phía chu vi, lần thứ hai bình tĩnh lên, ngày này, một cái khuôn mặt bình thường tóc trắng lão nhân lên trời, trên bầu trời, mây đen nằm dày đặc, truyền đến từng trận tan nát tâm can nổ vang, từ kiến một ném xuống hào quang, nương theo tinh mịn máu tươi, nhân tổ, toàn bộ mặt đất bộ lạc nhân tộc kêu rên lên, mấy trăm năm qua, Hư Hữu Niên là toàn bộ mặt đất thủ hộ thần, che chở từng đời này nhân tộc bộ lạc luân phiên, tất cả mọi người chăm chú nhìn bầu trời, nhìn hồi lâu, nhưng lúc này đây nhân tổ không có lại từ bầu trời trở về, nhân tổ Hư Hữu Niên, kết thúc chính mình một đời, đây là trên mặt đất cổ xưa bộ lạc nhân tộc gian nan nhất một khoảng thời gian, nhân tổ chịu đựng quá lớn áp lực rồi, ở hắn hơn 200 năm trong đời, từ sinh ra vẫn chiến đấu đến tuổi già, lúc tuổi trẻ dẫn dắt bộ lạc cùng các đại cự thú tranh đấu, trung niên lúc, may mắn lên trời nghe đạo quân giảng đạo, tuổi già lúc, lại nghênh đón bi thảm nhất cô quạng một đoạn tuổi già năm tháng, từng cái cùng thời đại tu sĩ. Thậm chí thế hệ mai sau đều đem tu vi giao cho hắn, hắn cùng giữa bầu trời chính đại thái dương cổ thần đỏ sức, mãi đến tận tuổi già sức yếu. Ở đời sau bên trong, một đoạn này kỷ nguyên trước khai thiên tích địa lịch sử có rất ít ghi chép, rất khó tưởng tượng năm đó gặp phải ra sao tuyệt cảnh, mà Hư Đế, cũng xác thực có thể xưng tụng vị thứ nhất cổ lão nhất nhân tộc đại đế. Cứ việc ở trong mắt của người đời sau, cảnh giới của hắn chỉ có cấp 7 động hư cảnh, nhưng hắn nghe đạo quân giảng đạo, một thân một mình chặn ở thái dương thần điện trước. Chiến đấu một đời, không người nào có thể làm bạn, đồng thời mở ra ngưng đan, nguyên thần cảnh giới,
Vốn là, thành tựu của hắn có thể càng cao hơn, thậm chí khả năng chứng đạo hỗn nguyên, chỉ là đáng tiếc sinh không gặp thời. Chính đại kim ô bị thương rất nặng, tu dưỡng sinh lợi hồi lâu, vẫn cứ mơ hồ có chứa nghĩ mà sợ. Hư hữu niên, xác thực là khó chơi, nhân tộc tiềm lực thật đáng sợ, số lượng của bọn họ rất nhiều, đồng thời không sợ chết, có thể đem toàn tộc tu vi và tính mạng, đều hội tụ ở trên người một người. Người mà thôi, chúng ta tiên thiên cổ thần, cùng thiên địa cùng sinh, nếu như không phải là không muốn cùng hắn lưỡng bại câu thương, đã sớm giết rồi hắn rồi. Hiện ở kết quả này cũng không sai, hắn trước khi chết, đều không có thể chém giết rơi chúng ta, chỉ có điều là kéo mấy chục năm, có thể tiếp thu. Như vậy, cổ thần thiên đình nên lập. Ngày này, cổ thần thiên đình thành lập, chính tôn thái dương cổ thần, là cửu phương thiên đế, từng người ti trưởng thống ngự một phương, chính cái thái dương, thực lực cũng mạnh nhất, đồng thời chính huynh đệ như thể chân tay, cái khác bốn vị cổ thần, chỉ có thể thần phục. Thời đại, bắt đầu tiến vào cổ thần thống trị thiên hạ thời đại, nhân tộc bởi hư hữu niên tác ao bắt cá, toàn bộ lạc không còn một cường giả, đều là phổ thông bộ lạc nhân dân, trên trời chúng thần có tức giận, nhưng cũng không có chỗ có thể phát tiết. Tiếp theo trong thời gian, cổ thần tuy rằng sinh sôi năng lực kém, nhưng dòng dõi cũng dần dần thống trị toàn bộ mặt đất, thần sông, thổ thần, sơn thần khắp nơi đều là. Bọn họ để các đại bộ lạc, cầu mưa, phù hộ, nhất định phải định kỳ hiếu kính đồng nam đồng nữ, nhân tộc bị trở thành ăn thịt, đồng thời nhân loại, làm tân sinh một đời cổ thần, cướp đoạt thân thể, hóa hình tu luyện đồ dùng. Kim ô đại thái tử Long Hoàng, cũng trấn áp thiên hạ, hắn bị người đời tôn làm, vô thượng chí chân Kim Dương Long Hoàng đại đế, ở tại trong Thái Dương thần điện. Lại quá 50 năm, mặt đất dần dần bốc lên một bầy dị dạng nhân loại, đầu người mình rắn, lưng mọc cánh. Bắt đầu có cổ thần hoài nghi thân phận của bọn họ, thế nhưng, bọn họ thả ra trong thức hải cổ thần bản thể, chứng minh chính mình từng vị là cổ thần. Lại 50 năm, loại này cổ thần dần dần mở rộng quyền lợi, là thời điểm bắt đầu rồi. Thiên đồ ha ha cười khẽ lên, nhìn trước mắt năm đó tiều phu, ngươi, gọi ta đế kỳ. Năm đó ngồi ở Trường Dương Chi Sơn tiều phu, đã từ người trẻ tuổi, hóa thành một cái mạnh mẽ nhất vu tộc thủ lĩnh, bọn họ những vu tộc này trong thức hải. Là từng cái trong bóng tối sát hại cổ thần, có quái điểu, thần tước, làm nguyên thần của chính mình, bọn họ những năm này ỷ vào giả mạo thân phận của cổ thần, đã ở thiên đình nắm giữ một số chức trách, trưởng quản thiên địa trật tự, thi vân bố vũ, điệp trung điệp, lẻn vào thiên đình, trong bóng tối ẩn núp đi, thậm chí đánh cắp thần vị. Thiên đồ vừa cười lên, cửu phương thái dương thiên đế, vừa vặn gần như bắt đầu rồi, chuẩn bị xạ nhật, tiều phu gật gù. Hắn đã không còn là năm đó nhân loại yếu đuối kia rồi. Mục tiêu của hắn hôm nay là xạ nhật, đánh cắp Thái Dương thần chức, đem một tôn cổ xưa tiên thiên Thái Dương thần chi, hóa thành nguyên thần của chính mình. Kim ô nguyên thần, thiên phát sát cơ, di tinh dịch túc, địa phát sát cơ, long xà khởi lục. Tiều phu đế kỳ nhìn bầu trời, bỗng nhiên ngơ ngác, trải qua vô số năm dày vò, đồng thời sắp ở đây mở ra, không nhịn được nỉ non lên, ma quỷ quái yêu Phật tiên thần, hủy diệt chữ vu mới thành nhân. Hắn nhìn về phía chu vi vu tộc đều cười lên, bọn họ chờ đợi một ngày này, thực sự quá lâu, nhân tộc ở mặt trước vì bọn họ yểm hộ, bọn họ cũng chính là biến thành loại này không phải nhân loại hình thái, mới có cơ hội vùng lên, nhưng chúng ta chung quy không phải người. Hắn dẫn dắt vu tộc, bước lớn rời đi dãy núi, nhân tổ hư hữu niên, bọn họ khai thiên tích địa, tiên thiên cổ thần thời đại, phải đi xa, một hồi thiên địa hạo kiếp cấp tốc thai nghén, bọn họ 12 cái mạnh nhất vu tộc. Đã trải qua sơ bộ thứ bảy động hư cảnh tầng thứ, đồng thời, những năm gần đây nhân tộc tu sĩ vu tộc, dùng dập đem tu vi của bọn họ, chồng chất ở 12 vu tộc này trên người, bọn họ 12 người, hội tụ hai tộc toàn bộ khí vận, thiên địa đại thế, thi vân cổ thần, ngươi dĩ nhiên mưu phản, thải vân chân quân, ngươi dĩ nhiên, chính đại thái dương tiên thiên đại đế, dùng dập bị đâm, một ngày này, mọi người ở trên bầu trời nhìn thấy vĩnh sinh khó quên một màn, cửu nhật đương không, ở bay múa đầy trời, từng cái khủng bố tổ vu, đang truy đuổi, cầm trong tay búa lớn cùng trăng sáng, ở dồn dập trục nhật, chúng ta yêu tộc, cùng loài người, vu tộc liên thủ, trục xuất tiên thiên cựu thần, thiên địa đại ác, vạn linh phạt chi. Thanh liên bước lớn về phía trước, bay lên trời, cổ thần, hậu thế ghi chép, Tây kỷ nguyên trước, khai thiên tích địa 300 năm có thừa, đạo quân là thiên địa lập cương thống, tiếp đó ẩn lui, cổ thần thiên đình lập, không đủ trăm năm, cổ thần đại kiếp lên. Sinh linh đồ tháng, lần này trường chém giết, quá mức dài lâu, vu tộc gánh vác thiên địa đại thế, từng cái anh liệt gánh vác cực khổ tiến lên, cùng cao cao tại thượng 13 cái tiên thiên cổ thần tranh khí vận, đây là tiên thiên cổ thần cùng hậu thiên sinh linh tranh giết,
không có thần có thể vẫn cao cao tại thượng, lại đầy đủ trải qua trăm năm, thiên địa sinh linh đồ tháng, chính mặt trời lớn tiên thiên cổ thần, liên tiếp vẫn lạc, mà còn lại ba đại cổ thần, lại cũng khó có thể ngồi vững vàng, dồn dập gia nhập trong sát cục, chỉ có Nguyệt thần y nguyên thanh đạm, không để ý tới phân tranh. Lại qua hồi lâu, chính vị tiên thiên thái dương cổ thần dồn dập tử vong, ba vị cổ thần cũng dồn dập đền tội, bị xóa đi thần thức, chỉ để lại thể xác. Trong thời đại cổ xưa, khai thiên tích địa 12 vị tiên thiên tồn tại, trừ bỏ Nguyệt thần, đều triệt để mất đi, bị làm nguyên thần hòa vào 12 vị mạnh mẽ nhất vu tộc bên trong, bị hậu thế xưng là 12 tổ vu. Bọn họ thay thế 12 tiên thiên cổ thần, chấp chưởng thần chức, mà năm đó giữa núi Tiều Phu, lúc này tên là Đế Kỳ, tổ vu chi thủ, chúng ta, cuối cùng thắng rồi. Đế Kỳ đứng ở khắp nơi máu tươi bên trong, nhìn về phía chu vi tắm rửa máu tươi vu tộc dũng sĩ, từ hôm nay, ta chờ gửi ra nguyên thần, tự có thể vận hành thiên địa trật tự. Đế Kỳ tế ra trong biển ý thức của chính mình Thái Dương Nguyên Thần, một phần mặt trời chói chang treo trên bầu trời, hào quang rơi ra ở hắn kiên nghị trên mặt, phản phất in dấu thành vĩnh hằng, hóa thành cổ lão nhất cố sự truyền thuyết. Hắn tu Đại Nhật Hỗn Nguyên Chân Kinh, lấy Thái Dương là nguyên thần. Lúc này, bên cạnh có một tên tổ vu, không nhịn được nói, bệ hạ, chúng ta có phải là nên hủy Lôi Thần Truy, phạt kiến một, cứu ra chúng ta tổ vu, Thiên Đồ Chiến Thần. Đế Kỳ đang nghe truyện trên TV audio CV lắc đầu, vu, là nghịch thần, người muốn đánh vỡ lao tù mới là tự do, lại để một tôn ngày xưa cổ thần chờ ở trên đầu, chúng ta liền vi phạm dự tính ban đầu, liền tiếp tục để hắn trấn áp ở dưới chân núi, mỗi ngày ăn uống cung phụng chính là, chu vi vu tộc gật đầu tán thành, thiên giới thổ địa một mảnh máu tươi, ngâm đầy không biết bao nhiêu người tộc, vu tộc, cổ thần thi hài, đám người bọn họ, đi tới trong Thái Dương thần điện, có một vị tổ vu nhìn một mảnh này mặt đất, bỗng nhiên nói, Đế Kỳ bệ hạ, thần bỗng nhiên có một cái đáng sợ ý nghĩ, hôm nay chúng ta lật đổ ngày xưa tiên thiên cổ thần kẻ thống trị, chấp chưởng thiên đình, như vậy chúng ta tương lai, có lẽ chính là kế tiếp tiên thiên cổ thần, bị tương lai mới thần lật đổ. Đế Kỳ hơi run run, bên cạnh từng vị mạnh mẽ tổ vu, cũng không nói lời nào, yên lặng chờ đợi Đế Kỳ bệ hạ. Qua nửa ngày, Đế Kỳ trợn mở hai con mắt, ngươi lời nói này, xác thực để ta suy nghĩ đến trăm nghìn năm hậu thế, tương lai chúng ta khả năng hướng đi mục nát. Hôm nay chúng ta vì nhân tộc mưu phúc, là trong thiên địa hậu thiên sinh linh vượt mọi chông gai, lật đổ tiên thiên cổ thần thống trị, tung xuống nhiệt huyết cùng tính mạng, nhưng là ngày sau đây, chúng ta đem hóa thành dưới một nhóm tiên thiên cổ thần. Đế Kỳ sắc mặt dày đặc, bỗng nhiên cười nhẹ lên, đúng đấy, như vậy, chúng ta hẳn là tự sát sao? Chu vi mặt mặt nhìn nhau, không. Đây là một cái thời đại mới, thuộc cho chúng ta vu tộc thời đại. Đế Kỳ dần dần hóa thành tùy tiện cười to, tương lai, lại có gì sợ? Ta đem bước lớn về phía trước, nếu như có một ngày chúng ta trong tương lai hướng đi mục nát, không làm thiên hạ sinh linh suy nghĩ, hóa là chân chính cao cao tại thượng viễn cổ tiên thiên tồn tại, tự nhiên cũng sẽ có người đến sau lần thứ hai cuộc khởi, đem chúng ta những này cựu thần lật đổ. Hắn lớn tiếng nói, ta sinh không làm đế tương lai, làm sao sợ bị đẩy vào thế gian, tình cảnh này, bị ghi chép thành vĩnh hằng, cổ thần, trang cuối cùng ghi chép, Tây kỷ nguyên trước, Thái cổ yêu đình hủy diệt, tiên thiên cổ thần thời đại chung kết. Vu tộc thành lập, khai nguyên vu đình, chính là thiên địa nhân vật chính, Tây kỷ nguyên thịnh thế mở ra, mặt đất thương tích bị năm tháng dần dần san bằng, Đế Kỳ 12 tổ vu, phân biệt thay thế được 12 tiên thiên cổ thần chức trách, mà cuối cùng Nguyệt thần, không tranh với đời, tránh thoát tử vong số mệnh, y nguyên ở lại Nguyệt cung, chấp chưởng thiên địa Nguyệt thần thần chức, lại một năm nữa, Đế Kỳ đăng cơ đế vị, sử xưng khai thiên minh vu thiên khải đại đế, leo lên đế tọa, đồng thời với đăng cơ ngày này. Ở Thái Dương thần điện bên trong, cưới vợ trên đời đẹp nhất nữ tử Nguyệt thần, cũng là duy nhất may mắn còn sống sót ngày xưa thời đại tiên thiên cổ thần. Trải qua một phen rườm rà thiên địa đại lễ sau, bên ngoài toàn bộ thiên giới, y nguyên là huyên nháo, giăng đèn kết hoa, khắp nơi treo đèn lồng màu đỏ, khắp nơi đều có uống say khước đại vu. Trong phòng cưới, Đế Kỳ chậm rãi đi tới, xốc lên tân nương vải mành, lộ ra Nguyệt thần thịnh thế dung nhan. Ngươi biết, ta chờ thời khắc này đợi bao lâu sao? Đế Kỳ lộ ra nụ cười nhạt, Nguyệt thần Nhục Vân cả người run rẩy, nội tâm trở nên cực kỳ phức tạp, nàng vốn là ở Thái Cổ Thiên Đình thành lập sau, là Kim Ô Đại Thái Tử Long Hoàng Đế Hậu, không có tương đương cổ thần Thiên Đình mới thành lập không tới mấy năm, liền bị lật đổ, nàng lại bị hậu thiên sinh linh vu tộc nhân loại cưới vợ, Đế Kỳ bỗng nhiên ngồi ở giường cưới bên cạnh, Nhục Vân, đừng sợ, là ta, Nguyệt thần cả người run lên, loại này nói chuyện giọng điệu, là một cái nào đó đã chết đi tiên thiên cổ xưa tồn tại. Ngươi không phải Đế Kỳ, ngươi là Kim Ô Long Hoàng, nàng nhìn trước mắt cái này vu tộc thiên đế, không nhịn được cả người run rẩy,
có cổ khủng bố ý nghĩ đang nhanh chóng sinh sôi. Ai nói ta không phải đế kỳ? Ta thân thế thuần khiết, chính là nhân tộc xuất thân vu tộc đế kỳ a. Đế kỳ nhẹ nhàng hôn môi môi của nàng, ở bên tai nàng nhẹ nhàng mỉm cười nói, ta là tên tiều phu kia, trên đời vị thứ nhất vu. Nguyệt thần Nhục Vân đầu óc một mảnh sấm sét, bỗng nhiên nổ vang. Đây là một sớm ở mấy trăm năm trước liền bắt đầu khủng bố bố cục, ở đạo quân phân phối thần chức thời đại, không có ai biết Kim Ô đại thái tử đã sớm lén lút lẻn vào thế gian, hóa thành một cái tiều phu, đi gặp vừa mới bị trấn áp thiên đồ chiến thần. Hắn không chỉ đang vì cổ thần tranh thủ thống trị, cũng ở một phương diện khác lưu lại hậu chiêu. Không quản là cổ thần thắng lợi, vẫn là nhân tộc thắng lợi, hắn đều là kia duy nhất người thắng. Hắn vốn là hai bên đều có lưu lại hậu chiêu, nhưng thấy đến thiên địa đại thế dần dần nghiêng đổ, hư hữu niên mở ra nguyên thần đường tu hành, hắn liền rõ ràng tiên thiên cổ thần đã không phải không thể thay thế. Từ một khắc đó, hắn liền triệt để hóa thành vu tộc một thành viên, làm tên tiều phu kia, thành vu tộc thủ lĩnh, trả giá suốt đời tinh lực cùng tâm huyết, ngược lại đối địch với tiên thiên cổ thần. Thậm chí, cao cao tại thượng tiên thiên cổ thần, dễ dàng như vậy bị lật đổ, là chính hắn ở tự tay lật đổ chính mình ngày xưa thống trị. Đế kỳ mỉm cười lên, ta mấy cái đệ đệ quá ngu xuẩn, mấy trăm năm xuống, ngông cuồng tự đại, coi chính mình là thái dương cổ thần, thiên địa không thể không nhật, không người nào dám giết bọn họ, cũng sẽ không giết bọn họ, trừ phi thế giới hủy diệt, cũng không có cho mình lưu lại đường lui. Mà cái khác mấy cái cổ xưa tiên thiên tồn tại, Tử Thanh Song Vân, Phong cực kỳ thông minh, có lẽ, cũng ở ta sau nhận ra được đại khủng bố, lục tục hạ phàm trở thành vu tộc một thành viên, lưu lại hậu chiêu, tránh thoát cổ thần đại kiếp. Thậm chí hiện tại, bọn họ đã một lần nữa xen lẫn trong 12 tổ vu, thậm chí ngay cả ta, cũng không biết bọn họ đến cùng là ai. Nguyệt thần cả người đổ mồ hôi, hiện nay vừa mới thành lập khai nguyên vu đình, cao cao tại thượng 12 cái tổ vu tồn tại, đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu cái ngày xưa tiên thiên cổ thần tồn tại, không có ai biết. Cổ thần thời đại, thật bị lật đổ sao? Nguyệt thần nghiền ngẫm cực sợ, nhìn về phía cái này đổi khuôn mặt, nguyên thần vẫn như cũ là một tôn thái dương kim ô vu tộc nam tử, vu tộc. Nhân tộc, yêu tộc, thậm chí nhân tổ hư hữu niên tất cả nỗ lực, đều bị hắn tiếp thu rồi, khiến ngươi lo lắng nhận sợ rồi. Đế kỳ mỉm cười, sắc mặt mang theo nồng đậm yêu thương, Nhục Vân, không quản thiên địa làm sao biến thiên, thế giới hủy diệt, chỉ cần có thể sống sót, ta liền muốn mang theo ngươi vẫn sống tiếp. Hắn chợt nhớ tới trước, chính mình là kia cầm trong tay một thanh rìu đá tuổi trẻ tiều phu, đi lại ở giữa núi, nhìn một viên kia bị trấn áp ở trên dưới đầu, thiếu niên lan nhiệt huyết ngôn ngữ. Ta muốn học đại tự tại chi diệu pháp, lật đổ trên trời tiên thiên cổ thần thống trị, để vùng thế giới này, trên trời chúng thần chỉ duy trì trật tự, vì người phục vụ, không lấy người làm nô. Hư hữu niên, người đáng sợ kia. Đế kỳ sắc mặt bình tĩnh, hắn trong con ngươi lóe qua cái kia một đời đối thủ, hắn bỗng nhiên lẩm bẩm cười nói, đúng, như ngươi nhìn thấy, ngươi thành công rồi. Chính ta lật đổ chính ta, đại hôn ngày này, thiên địa cùng hoang, nhật nguyệt cùng chiếu sáng, trong thiên giới, bảy màu lưu quang bên trong, có đầy trời tinh quân, tám đại màu vàng thái dương giữa trời, các đại cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, đầy đủ ba tháng lâu dài. Một năm này, đế kỳ đại đế cưới vợ Nguyệt thần, đăng cơ thiên đế, xây khai nguyên thiên đình, lập cương thống cùng trật tự, sử xưng, Tây Nguyên năm đầu, cùng với trước bạo ngược vô đạo cổ thần thiên đình tuyệt nhiên không giống, tôn này vu tộc thiên đế, sau khi lên ngôi, mỗi ngày ở trong thiên đình vào triều, triệu kiến chư thần bách quan, cộng đồng xử lý sơn hà. Thậm chí tinh tế đến mỗi ngày các nơi lượng mưa xuống, hắn chăm lo việc nước, hùng tài vĩ lược, vì thiên hạ sinh linh mưu phúc, hậu thế đối với hắn đánh giá cũng rất cao, lật đổ bạo chính vô đạo viễn cổ tiên thiên cổ thần, đến đây bước vào hậu thiên sinh linh trị thế vĩnh cửu thời đại, vì hậu thiên sinh linh vị thứ nhất đại đế, khai nguyên thiên đình, 12 năm, nhân tổ, với hậu thiên sinh linh có đại ân, làm biên soạn một quyển nguyên thần chân kinh quy tắc chung, lấy tế điện nó công tích, trên đế tọa, thiên đế âm thanh bình tĩnh. Thiên đế sai người tốn thời gian 30 năm, sáng tác hư niên hỗn nguyên bảo quyển, lấy tế điện nhân tổ hư hữu niên. Này một bảo quyển, ở chào nhân tổ, vì thiên hạ hậu thiên sinh linh mở tu luyện đường, ở trong đó thâu tóm thiên hạ các đại tổ vu, đại vu toàn bộ phương pháp tu luyện, không hề bảo lưu cung người xem thêm. Trong đó, có chí cao thập nhị hỗn nguyên thiên kinh, 12 duy một thiên địa nguyên thần, trong thiên địa, chỉ có thể đồng thời có một người tu luyện, lúc này, 12 tổ vu lấy thân hợp thiên đạo. Vì thiên địa duy nhất đại thánh, bù đắp thiên địa cương thống, đồng thời, cũng có tam thập lục âm dương địa kinh, phân biệt là ti trưởng thiên địa các nơi trọng yếu, mạnh mẽ chức vị, do thiên đình các đại nhân vật trọng yếu đảm nhiệm, khai nguyên thiên đình, 21 năm, thiên địa dần dần từ trong chiến loạn dần dần tu dưỡng, khôi phục sinh cơ, trên đế tọa,
lại truyền đến mênh mông âm thanh. Toàn bộ mặt đất phân chia tứ phương thổ địa, ở riêng bốn tộc từng người nghỉ ngơi lấy sức, sinh sôi cường thịnh. Vu tộc thiên đế trị thế trong lúc chú ý thiên hạ vạn linh bình đẳng, yêu tộc, nhân tộc, vu tộc, thậm chí cổ tộc cũng cho phép sinh sôi. Cổ thần tàn dư đời sau hiện được gọi là cổ tộc, rốt cuộc trừ bỏ 13 tiên thiên cổ thần ở ngoài đều là hậu thiên sinh sôi sinh linh, cổ thần bộ tộc cũng coi như là hậu thiên chủng tộc. Khai nguyên thiên đình 31 năm, trên đế tọa, vu tộc đại đế âm thanh lại lần nữa vang vọng đất trời. Thiên đình chỉ chưởng thiên đạo, vận chuyển thiên đạo quy tắc, giữ gìn thế giới cương thống, siêu thoát với sinh linh bên trên, không can thiệp thế gian nhân đạo, thiên địa các tộc có thể tự mình sinh sôi. Thiên đình biết mặt đất không có tranh giết, lẫn nhau hòa thuận là không hiện thực, kiềm chế thù hận lâu tích tất thành đại họa, liền cho phép lẫn nhau tranh giết, thậm chí có thể nô dịch đối phương chủng tộc. Có loại tộc hưng thịnh, cũng có loại tộc suy yếu, vì đại tranh chi thế, chỉ là không thể triệt để diệt tộc, đuổi tận giết tuyệt. Trên thực tế, nhân vu hai tộc có nội không gian, có thể làm cổ yêu hai tộc hóa hình thân thể. Cổ yêu hai tộc làm thức hải nguyên thần, cũng là nhân vu tộc săn bắn mục tiêu, lẫn nhau săn bắn bù hết mới có thể bước lên con đường tu hành. Vu tộc mặc dù là thiên địa nhân vật chính, thiên đế lại không độc đoán thiên hạ, cho thế gian các tộc cơ hội vùng lên, nó làm hậu thiên sinh linh vị thứ nhất đại đế, có thể nói có kinh thiên động địa lòng dạ, thậm chí cổ tộc cũng có thể một lần nữa lên trời nhậm chức. Một đế trấn bốn tộc, đế kỳ đại khí phách, bao dung thiên địa, hùng tài đại lược, cổ không có chi. Thậm chí hắn hậu thiên sinh linh thân phận, thuyết phục cổ xưa tiên thiên cổ thần, nguyệt thần tâm phục khẩu phục, cùng khai thiên tích địa cùng sinh tiên thiên cổ thần, đồng ý gả cho một tôn hậu thiên sinh linh, dùng ngôn ngữ đều không cách nào hình dung vĩ đại công tích. Vì thiên địa lập tâm, lật đổ thiên địa cổ thần thống trị, hậu thiên sinh linh, đến chưởng thiên địa cương thống, vì sinh dân lập mệnh, thành lập thiên đình, thay trời hành đạo, vì vãng thánh kế tuyệt học, kỷ niệm nhân tổ hư hữu niên, mở hư niên hỗn nguyên bảo quyển một quyển, vì vạn thế mở thái bình, trời chỉ giữ gìn cương thống, mặt đất các tộc tự do, người người có thể tranh đương đại. Giữa đại địa, năm màu tường vân bao phủ, vu tộc, trong kiến một, xa xôi truyền đến âm thanh, nàng nhìn nằm ngoài trên người mình sinh vật, dĩ nhiên đổi một nhóm lui tới con kiến, mẹ nó lúc này mới đi ra ngoài nhìn một lúc điện ảnh, quá rồi như vậy một hai ngày, đánh răng rửa mặt ngủ một giấc, năm đó những kia khai thiên tích địa cổ xưa tồn tại, liền còn lại ta một cái rồi. Ta thành vùng thế giới này cổ lão nhất tồn tại, cái cuối cùng ngồi ở trên bồ đoàn, nghe qua đạo quân giảng đạo cổ xưa tồn tại, ta mới chừng 20 tiểu cô nương, kết quả đã biến thành bên trong vùng thế giới này, tuổi thọ dài nhất cổ xưa tiên thiên tồn tại. Nàng một mặt mê muội, mà kiến một đỉnh đầu, trong một vùng hư không, Phượng Hoàng đạo quân hơi mở hai mắt ra, con ngươi có ánh sáng năm màu lưu chuyển, một hủy một thành làm một kiếp, thiên địa một hủy, cũng là thời điểm để ta thành đạo rồi. Rầm, nàng đưa tay, lấy xuống kiến một đỉnh một viên đạo quả. Nơi này kiến một thân người, đã bị nàng cách ly thần thức, thậm chí ngay cả kiến một đều không có thể cảm nhận được đỉnh đầu của mình tất cả. Rốt cuộc, kiến một bản thể đã bị tầng tầng gói lại, không thể động đậy, nó thân thể quá mức khổng lồ, thậm chí đã không thể cảm thụ cả người tình huống. Hiện tại kiến một những năm này, đã sớm bị nàng khống chế, là một cái cắm rễ trong thiên địa trận đồ khổng lồ. Rầm, đạo quả bị nàng để vào trong thức hải, nội thiên địa ầm ầm chấn động, ào ào rào, từng đạo tinh khiết từng tia từng sợi năng lượng hóa thành màu tím, tràn ngập ở trong không gian, phản phất quay về hỗn độn, toàn bộ thức hải trong không gian, vùng thế giới này tử vong linh hồn, cũng đã hội tụ ở mảnh này trong không gian nhỏ hẹp, nước chảy thành sông. Nàng Phượng Hoàng bản thể bỗng nhiên mở hai mắt ra, một cổ hoang cổ xa xưa hơi thở truyền đến, khuyết, vốn là chỉ là năng lượng, hiện tại thuận theo tự nhiên liền đột phá rồi, đây chính là chứng đạo hỗn nguyên sao. Phượng Hoàng cảm thụ thân thể, cả người dân trào, có một cổ khó mà nói rõ sức mạnh, hỗn nguyên bên dưới, đều là dung dế, chẳng trách ngay lúc đó Emin, có thể một chiêu miểu sát tà thần. Nàng phản phất phát ra lanh lảnh tiếng kêu, cấp 8 thần thoại sinh vật, ta cuối cùng thành thần. Thức hải bên ngoài, một cái cô gái xinh đẹp thấp giọng nói, trạng thái như thế này, y nguyên là bán thần sức mạnh, nhưng nếu như đánh đổi khá nhiều, có thể để cho ký thác hư thiên chi thượng đạo quả ra tay, liền bạo phát hỗn nguyên cảnh uy lực. Nàng nhẹ nhàng nhảy một cái, rơi vào trong phàm trần, khẽ cười nói, vùng thế giới này nên bận biểu sự tình, cũng hết bận, ta là thời điểm triệt để quy ẩn, tiếp tục thăm dò cấp 8 sau đó con đường rồi. Vùng thế giới này bên trong, đã không có đáng giá nàng ràng buộc đồ vật, quyền thế, vinh quang, đều không đáng lưu luyến, nhiệm vụ của nàng đã hoàn thành, chính mình là người ngoại lai, đối vùng thế giới này không có bất luận cái gì ràng buộc, thậm chí đối với cho nàng tới nói,
cái này tự mình mở ra thiên địa, đã là một cái thiên địa lao tù. Nàng ngửa đầu nhìn hướng lên trời, nhẹ nhàng thở dài nói, Emin, ngươi nói vậy cũng đang tìm kiếm càng cao cấp con đường chứ. Cấp 8 là thần thoại, một thế giới chí cường giả một trong, nhưng chung quy bị hạn chế. Như vậy, cấp 9 đây, vậy là như thế nào duy mỹ phong cảnh, có thể không đánh vỡ một vùng đất trời cầm cố, ngao du các đại chư thiên vạn giới, trở thành một cái du lãm vạn giới hùng ưng. Có lẽ, đây mới thực sự là muốn có tự do. Nếu như có thể qua lại từng cái thế giới, du lãm bên trong đất trời, thậm chí còn có thể tìm tới thế giới khởi nguyên vạn vật nơi, trở lại sáng thế thần bên người. Đến tầng thứ này, Phượng Hoàng cảm giác không có cái gì có thể truy cầu, nhưng trong lòng nàng, vẫn cứ vĩnh viễn khó có thể quên một ngày kia, chính mình cũng bị sáng thế thần ôm vào trong ngực, ở trong hoàn cảnh ấm áp kia trong chơi, nàng chưa bao giờ cảm nhận được quá ấm áp, chỉ có ở trong nháy mắt đó, hắn cảm giác được ý nghĩa sự tồn tại của chính mình. Vĩ đại sáng thế thần, ta muốn đột phá cấp 9, tìm kiếm một con đường kia, đi tới bên cạnh ngươi. Câu này khai thiên tích địa đạo quân, sắc mặt trước nay chưa từng có ôn nhu lên, nghĩ tới một ngày kia ấm áp, cùng vĩ đại sáng thế thần đối thoại, không nhịn được đầy mặt tràn trề hạnh phúc. Có thể một giây sau, nàng thần sắc dần dần lắng lại, ta muốn triệt để quy ẩn, ở trong nội thiên địa của mình, tìm tòi mở ra cảnh giới tiếp theo con đường, lấy này rời đi thế giới này. Thế nhưng, còn có một số việc phải hoàn thành, cũng đi qua 300 năm, các ngươi khổ cũng chịu đựng đến gần đủ rồi, nàng vừa nỉ non, vừa thân hình dần dần biến mất ở trong đại địa, ta nếu phàm trần đã xong, là nên đem các ngươi giải phóng ra rồi, nàng nhẹ nhàng vung tay lên, trấn phong ở các đại tiên thiên linh bảo ngọn lửa trên người, dần dần tiêu tan, ầm ầm ầm, thiên đình, thế gian, năm cái tiên thiên chí bảo, bỗng nhiên cảm giác cầm cố chính mình tiếng lòng thứ nào đó chớp mắt nứt toát, nhìn kỹ lại, phát hiện mình cái tráng hỏa diễm biến mất rồi, mẹ nó, chúng ta tự do rồi. Đạo quân khai thiên tích địa sau, hiện tại triệt để rời đi vùng thế giới này, vẫn là trốn đi, triệt để không quản chúng ta rồi, bọn họ không khỏi âm thầm phỏng đoán, bất quá, không quản chân tướng làm sao, bọn họ đều giải thoát rồi. Lôi Truy ở trên bầu trời, không khỏi cười lớn lên, ha ha ha, khai thiên tích địa đạo quân đã rời đi, thế giới này lại không người nào có thể cao cao tại thượng, bên trong đất trời tùy ý ta tiêu dao. Mảnh này thiên đình, thế gian, cũng bị ta thống trị. Thuộc về ta thời đại muốn tới rồi, ầm, mạnh mẽ một chù y, giữa bầu trời, một cái đại vu hạ xuống đầu nhọn chù y, nện ở trên mông, hắn chớp mắt nét mặt già nua đỏ lên, phát ra tan nát tâm can rít gào, ầm ầm ầm, một mảnh kinh thiên động địa sấm sét, tiếng sấm điện thiểm, ha ha ha. Lôi Truy không nhịn được quay đầu nhìn này đời mới vu tộc thiên đình lôi thần, cười nhạt hai tiếng ghi nhớ mặt của hắn, sau đó chờ cuộc khởi, đến cho hắn phong làm phụ trách cho thiên đình tọa kỵ. Xúc phân bật mã ôn, một mặt khác, một cái lôi tiên cũng đang lầm bầm lầu bầu, thời đại đang luân phiên, tiên thiên cổ thần cùng hậu thiên sinh linh, song phương tranh cướp lẫn nhau thiên địa khí vận, tiên thiên cổ thần bị thua, toàn bị đánh chết, sau đó thiên địa nhân vật chính chỉ có thể là hậu thiên sinh linh, nhưng chúng ta y nguyên ở bị đánh, ai gọi chúng ta là tám đại tiên thiên linh bảo. Được xưng cùng 13 đại tiên thiên cổ thần đặt ngang hàng, đều là thiên địa sơ khai thai nghén mà sinh. Liền muốn đánh đổ chúng ta những này tiên thiên sinh ra hủ bại giai cấp, lôi tiên trầm mặt một chút, nhưng là khai thiên tích địa cổ xưa thời đại đi qua, thế giới này cái thứ nhất thiên đình thời đại mở ra, chúng ta không thể lại nơi này xuống, ta phải nghĩ biện pháp vương mình, Nam Thiên Môn, Trảm Thần Đài, gần nhất, ta chấp chưởng thiên điều, chém chết cổ thần thực sự không ít, thực lực đã là tăng nhiều, Long Vô Danh bị treo hai chân, treo ngược ở cửa xà trên, mặt không hề cảm xúc, các ngươi có dám hay không thả ta xuống, ta muốn tắm máu thiên đình. Ầm ầm ầm, một phần mặt trời từ bầu trời xẹt qua, trên bầu trời, một vị vu tộc đại đế ngồi ở Thái Dương thần xa bên trong, phóng thích nguyên thần của chính mình ống ánh kim ô lôi kéo xe cộ, ở trên đám mây phi hành, huy hoàng tráng lệ, để người không nhịn được than thở. Thái Dương đi ngang qua Trường Dương Chi Sơn lúc, trong xe ngựa, bỗng nhiên không có một bóng người, nhưng kim ô y nguyên ở trên trời phi hành, một vị vóc người vĩ ngạn mông lung nhân vật mạnh mẽ, bất tri bất giác đi đến Trường Dương Chi Sơn dưới đáy. Núp trong bóng tối nói nhỏ, tổ phu, hắn nhìn một viên này bị trấn áp đầu, không nhịn được trung giọng nói, những năm này trong thiên đình, ta cảm giác chúng ta 12 tổ phu bên trong, có khủng bố ngày xưa tồn tại, chúng ta nhân tổ hư hữu niên, vì thiên hạ thương sinh mở ra đồ thần con đường, có thể thay vào đó, cổ thần tất vong, có thể thái cổ thiên đình bị lật đổ đến quá đơn giản, phản phất là chính bọn hắn chủ động bị lật đổ đồng dạng, có lẽ trong chúng ta, có cổ xưa tồn tại đã sớm hạ phàm, trốn ở trong chúng ta. Này cũng chính là đế kỳ đại đế không dám dễ dàng cứu tổ vua nguyên nhân, thiên đồ bị trấn áp ở dưới chân núi,
nghiến răng nghiến lợi, 12 tổ vu, khẳng định trà trộn vào ngày xưa cổ xưa tồn tại, đánh cắp chúng ta thành quả, y nguyên cao cao ngồi ở chư thiên chi thượng, thậm chí còn không chỉ một cái. Thậm chí đế kỳ, cũng không thể tin tưởng, cái gì? Đế kỳ đại đế nhưng là... Nhân vật mạnh mẽ kinh ngạc nói, thiên đồ trầm mặt một chút, âm thanh khô cạn khàn khàn, ha 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 ha, không thể bài trừ là một vị cổ xưa tồn tại, hạ phàm hóa thành tiều phu, trở thành trong thiên địa vị thứ nhất phu, lợi dụng ta, tự tay lật đổ sự thống trị của chính mình, khi chỗ bóng râm tồn tại cả người bỗng nhiên run rẩy. Nếu như là như vậy, quả thực quá mức làm người nghe kinh hãi, đến cùng là ra sao tâm kế cùng lòng dạ, mới có thể làm được điểm này, đối thủ như vậy, chúng ta thật có thể thắng sao? Một mặt khác kiến một bên trong, truyền đến một đạo thâm thẳm nhưng âm thanh, ồ. Trên đầu hỏa diễm không có, đạo quân là triệt để rời đi thế giới này. Ha 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 ha, ta tự do rồi. Ta có thể trộn lén đi ra ngoài rồi. Sau một chốc, mẹ, ai giúp ta đem cây chém, đem ta đào móc ra a, chắn đến quá chết rồi. Từng cái tiên thiên linh bảo, đều ở thiên giới, phàm giới các nơi, tiếng oán than dậy đất, cũng có mưu đồ của chính mình, những người khác đều ở ẩn nhẫn. Manh muội lại so sánh lẫm lẫm liệt liệt, cũng không nhịn được nữa, lên mạng phát thiếp, một cái kỷ nguyên đều qua, chúng ta không muốn lại lẫn nhau hãm hại, van cầu các ngươi làm cái người đi, chúng ta những người chơi này, sắp bị thổ dân cho tươi sống đánh chết rồi. Đi ra giảng hòa quên đi, cái tin này hạ xuống, trong toàn diễn đàn người đều lăn rồi, tự giết lẫn nhau, bị tươi sống đánh chết, bốn cái này đại lão, không phải ở bên trong quá tử trì nhục lâm xa xỉ sinh hoạt sao, chấp chưởng mặt đất địa mẫu. Chấp chưởng lôi đình lôi thần, thực thần, điện mẫu, tư pháp chi thần, nhất kiếm quy tức, ha ha ha. Mọi người xem nàng trước phát ra chụp ảnh màn hình, cái gọi là địa mẫu, kỳ thực là căn bản động không được, tương đương với đóng nhốt, làm liên tiếp thiên địa cầu nối. Mọi người mặt lập tức cười đến đỏ chót, nguyên lai manh muội là phùng má giả làm người mập, bất quá cô gái muốn mặt mũi, cũng là có thể lý giải mà. Manh muội muốn tiến hóa thành long, ha ha ha. Mọi người mau nhìn hắn phát kia một tấm lôi thần chụp ảnh màn hình, ở trong tấm hình đó, hắn kỳ thực là lôi thần lôi truy, nhìn thấy cái kia búa đanh không có, hắn mỗi ngày bị chù y bộ mông, phụ trách gọi, mọi người vừa nhìn cái kia chụp ảnh màn hình, trong tay cầm nhọn chù y, vô cùng sắc bén, nhìn kỹ bên dưới, còn mơ hồ dính đầy máu, mà một cái kia hình chữ nhật lôi truy, phía sau vô cùng sưng đỏ, đỏ rực, thậm chí đỏ đến mức có chút biến thành màu đen, mọi người đều cho rằng là tạo hình của vũ khí kia, chẳng lẽ là bộ mông, phốt, mọi người một miếng cơm đều phun ra ngoài, trong nháy mắt, mọi người cái bụng chớp mắt đều đau đến không được, đòi mạng a, có người đang cùng bạn gái hẹn hò, lén lút nhìn điện thoại di động, trong nháy mắt liền đem cơm phun đến bạn gái trên mặt, không khỏi kêu to, chúng ta không thù không oán, ngươi vì sao muốn hại ta, mọi người đều cảm giác thích nghe ngóng, mấy người này quả thực ở tự giết lẫn nhau a. Một cái hố một cái, liên hoàng hố, nhất kiếm quy tức, ha ha ha. Mọi người xem cái kia trảm thần đài chụp ảnh màn hình, kỳ thực hắn thân phận thật sự, là một cái kia lơ lửng lưỡi búa, long vô danh, mọi người lại nhìn cái kia chặt cây đẹp trai Ngô Cương chụp ảnh màn hình, hắn thân phận thật sự, kỳ thực là một viên kia bị chém nhục quế, trong nháy mắt, mọi người dồn dập tự bạo, mà lúc này, cái khác những kia phía sau đi vào, trực tiếp liền xóa bỏ thần thức player tên đỏ, hồ lô những người chơi này, cũng vào lúc này chê cười, bắt đầu mắng bọn họ, toàn bộ mạng lưới chớp mắt bạo sôi trào. Quá nổ mạnh, ông trời a, quả thực quá điên cuồng rồi, so với hàng năm hóc xớt bát quái còn muốn đến kích thích, hỗn nguyên phích lịch thủ, khiếp sợ, cỡ lớn lẫn nhau hố hiện trường. Mộng bức, núi Haruna tốc độ xe, đệt. Liền lặng dưới nước hơn 10 ngày luyện kim đại đế, đều bị các ngươi những người này nổ đi ra, các ngươi thật trâu a, dĩ nhiên thảm thành như vậy, còn đang trong diễn đàn lẫn nhau khoe khoang. Đáng sợ, tiểu não hổ xuống núi, nhân tâm không cổ a, khủng bố. Xuân tử yêu học tập, chúng ta đường đường player, vốn là có thể nhất thống hoang cổ thế giới, khắp nơi đều có vàng thời đại, nhất không ăn thua cũng có thể hỗn cái thiên đình tiểu thần làm một chút, kết quả các ngươi lẫn nhau thương tổn, nội đấu lên, cười tiểu, manh muội để cầu, chết vào lẫn nhau tàn sát. Mọi người đều cười điên rồi, những người này ở bên ngoài sống được ngăn nắp xinh đẹp, kỳ thực ở bên trong đều bị xem là công cụ, manh muội muốn tiến hóa thành long, khặc khặc khặc. Ngược lại, thảm nhất không phải ta, nhưng hiện tại còn như vậy lẫn nhau hố xuống, khẳng định không được a, chúng ta tiếp tục như vậy, nhất định phải lạnh, chân chính trên ý nghĩa cái thứ nhất thiên đình, vu tộc thiên đình thành lập, đừng tiếp tục lẫn nhau thương tổn, chúng ta liên thủ đi, lại gây quỷ quần chúng một hồi, chuẩn bị giết tới trời đi. Chọc thủng trời,
để bọn họ rõ ràng chúng ta đệ tứ thiên tai player lợi hại. Manh muội nói chuyện vẫn là ngay thẳng. Kỳ thực, cái khác bốn cái player tên đỏ cũng có phương diện này ý tứ, chỉ là đều không tiện mở miệng giao lưu, cũng có mưu đồ của chính mình cùng dự định. Núi Haruna tốc độ xe, các ngươi thật thảm. Chỉ là đáng tiếc ta vừa mới đi ra không lâu, còn chưa có bắt đầu diễn biến ta mới vật chủng, không phải vậy ta liền đi vào chỉnh cứu các ngươi rồi. Đại náo bầu trời. Jipper, bất quá, ta ngược lại thật ra thừa dịp tẻ nhạt thời điểm, nhìn một chút bên trong hệ thống tu luyện, thực sự là thô ráp, rốt cuộc mới khai thiên tích địa không lâu, nếu hệ thống sức mạnh rất rác rưởi, các ngươi hoàn toàn có thể hoàn thiện một hồi hệ thống, đứng ở cao duy trên, treo lên đánh đám này thổ dân người, sau đó chọc thủng thiên cung, chủ y bạo thiên đế, chúng ta là cái gì xuất thân, đều là học bá thế giới phù thủy, tuy cầu tri thức cùng chân lý thế giới phù thủy tốt nghiệp, cũng đừng nói với ta các ngươi những năm này, không có lén lút nghiên cứu, khẳng định đều âm thầm chờ cơ hội kiếm chuyện chứ. Mọi người vừa nghe, cảm thấy là đạo lý này. Trước phù thủy hệ thống, tuy cầu tri thức cùng chân lý một bầy phù thủy, hơn 200 năm xuống, mỗi người đều là đỉnh tiêm nghiên cứu học giả. Nhân tổ hư hữu niên là thiên tài tuyệt thế, nhưng bọn họ gia hỏa né lâu như vậy, lấy player tên đỏ hèn mọn trình độ, chỉ sợ đều lén lút có không kém hư hữu niên thành tựu. Manh muội tiến hóa thành long, ha ha ha, ngay cả ta cái này nhược gà những năm này đều nghiên cứu ra không ít đồ vật, nhắc nhở hư hữu niên, các ngươi những kẻ già đời này, khẳng định càng thêm nham hiểm. Đến đây đi, đừng cất giấu, mọi người đều giao một hồi gốc gác, phiên thiên liên minh chính là chính thức thành lập, ta hiện tại là cấp 6 động thiên cảnh, nghiên cứu thành quả rất ít, đều nhắc nhở hư hữu niên, cảnh giới thứ 6 động thiên, mọi người không nói gì lên, manh muội những năm này, rõ ràng trung gian kiếm lời túi tiền riêng, nhưng cơ hội lén lút múc vào rất nhiều thiên địa linh khí, đều đang tu luyện tới cảnh giới thứ 6, này vẫn là nàng tốc độ tu luyện bình thường, nếu như đổi thành những player tên đỏ kia từng có một lần kinh nghiệm tu luyện, tương đương với trùng tu một lần, chỉ sợ đều cảnh giới thứ 7 động hư đại đế, thậm chí bán thần, phải biết, hiện tại 12 tổ vu cảnh giới, cũng mới cảnh giới thứ 7 động hư đại đế, cũng thì tương đương với cấp 7 sử thi phù thủy cảnh giới, hiện nay, vẫn không có thiên đế có thể đến bán thánh, rốt cuộc, bán thần, bán thánh cũng phải cần cơ duyên nhất định, thế giới này cường giả số lượng, hiện tại đã vượt qua trước thế giới phù thủy, mà sở dĩ nhanh như vậy, là bởi vì khởi điểm rất cao. Có đến từ một thế giới khác văn minh Phượng Hoàng, vì bọn họ thôi diễn ra một đến cấp 7 hệ thống, bọn họ tương đương với xây dựng ở thế giới phù thủy văn minh hòn đá tảng trên, bọn họ không cần từng đời một thôi diễn, nhảy qua ba nữ phù thủy, thời đại hắc ám, luyện kim đại đế. Những này mấy trăm năm thôi diễn lịch sử tiến trình, hiện tại, đơn thuần tu luyện, đi qua 200-300 năm, có tuyệt thế thiên tư, lại có thêm đại lượng tài nguyên, rất nhiều đều có thể tu luyện tới cấp 7 cảnh giới, chỉ có điều, chung quy là toàn bộ hệ thống quá mức thô ráp rồi. Nhất kiến quy tức, kia mọi người trước báo dưới tu vi, lôi truy, hiện nay là cảnh giới thứ 3 thần tàng, cắn răng, mọi người nghe vậy đều rất bình tĩnh, tương đương với cấp 3 phù thủy. Một cái này cả ngày bị gõ bộ mông, không có bị đánh chết, có thể cẩu đến cảnh giới này, đã rất tốt rồi. Chủ y gấu làm sủng vật, đã thần tiên, hiện nay là cảnh giới thứ 2 ngưng thần, rơi lệ, cái này càng thảm hại hơn, cấp 2 phù thủy, đỉnh chuỗi thức ăn beo, cảnh giới thứ nhất cố cơ, nếu không là vật chủng này sức sống ngoan cường, lại mở ra gen thứ 2 dược tề, đã sớm chết già, lạnh lùng, mọi người nghe được đều bối rối, đây là so với thảm đại hội à, liền này một đám gia hỏa, còn mẹ nó thành lập phiên thiên liên minh. Muốn đại náo thiên cung. Đánh tới trời đi, Long vô danh, cảnh giới thứ 7 động hư, bình tĩnh, cảnh giới thứ 7, mọi người triệt để kinh ngạc đến ngây người rồi, bất thình lình bốc lên một tôn động hư đại đế, giữa vùng thế giới này, có thể chỉ có 12 tổ vu mới có thể đạt đến cảnh giới này, Long vô danh, giết rồi không ít xúc phạm thiên điều cường giả đỉnh tim, ẩn giấu đến như vậy sâu, cũng không có ai biết, cũng đừng hỏi ta vì sao không tạo phản, trảm thần đài ở thiên cung phụ cận, 12 vị tổ vu ở bên kia, đỉnh chuỗi thức ăn beo, khạch khạch khạch, nếu đều báo tu vi, liền bạo từng người thành quả nghiên cứu đi, thành quả nghiên cứu của ta, là, đan điền, thổ tức pháp, hiện tại vu tộc đi nhân tộc hệ thống pháp sư con đường, quả thực mất mặt, mà ta vu tộc, làm sao có khả năng là pháp sư, tu nguyên thần. Ta vu tộc không tu nguyên thần, chỉ tu nhục thân. Quần thể của ta, vốn là đi thân thể cường độ con đường, siêu cấp bạo lực lưu, không phải vậy muốn mạnh mẽ như vậy thân thể có tác dụng chó gì. Hắn cho mọi người phát một tấm nhân thể kinh mạch chụp ảnh màn hình. Trong hình ảnh, người cả người đều là kinh mạch, bách xuyên quy lưu, hội tụ ở trong đầu trong thức hải. Đây chính là hiện nay nhân loại kinh mạch con đường,
thông qua kinh mạch năng lượng vận hành, hội tụ điểm cuối ở đầu óc, không gian trong não hải gọi là thức hải, lấy này tu thiên địa, triển khai đạo pháp, mà ta làm tổ vu, không phải là không có dấu nghề, phòng ngừa bọn họ làm ta, ta mở ra vu tộc hệ thống tu luyện, là mặt khác một loại thân thể kinh mạch con đường, đem con đường điểm cuối, giả thiết ở trên bụng, ta đem cái này bụng dưới nội không gian, gọi là đan điền, hắn lại dán một tấm chụp ảnh màn hình, một tấm hoàn toàn mới kinh mạch đồ, nội không gian không ở trong đầu, mà ở trong bụng dưới, mọi người đều kinh ngạc đến ngây người rồi, nhân tộc đem không gian mở ở đầu, gọi là thức hải, vu tộc đem không gian mở ở bụng dưới, gọi là đan điền, một vị này quả nhiên nham hiểm, này không phải để lại một tay. Đây là để lại toàn bộ người a, đỉnh chuỗi thức ăn beo, ha ha ha, hiện tại vu tộc thiên đình, đều đi nhầm đường, cần ta tổ vu xuất thế, bình định, bụng dưới vị trí này là đan điền, cũng là nhân thể trung tâm, cánh tay, eo, chân hạt nhân đầu mối then chốt, chính là điện hạt nhân động lực lô, ta hệ thống này, có thể ở trong chiến đấu đem đan điền không gian, năng lượng, thông qua kinh mạch ngược vận tải đến toàn thân các nơi, có khủng bố lực bộc phát, siêu khôi phục nhanh chóng, đây mới là thể tu đại vu. Một vị này mấy trăm năm bị đặt ở Trường Dương Chi Sơn dưới, loại này thành tựu, không kém cùng nhân tổ hư hữu niên, cũng mở ra thuộc về mình chủng tộc tu luyện pháp, nhất kiếm quy tức, trâu. Quả nhiên có đủ nham hiểm. Như vậy, ta cũng tới nói rằng, ta mấy trăm năm này xuống thành quả nghiên cứu, ta lôi truy những năm gần đây cùng điện roi đồng thời, hai người lén lút kết minh, đồng thời khai phá một cái mới hệ thống, gọi là huyệt vị hệ thống, cùng ngươi dĩ nhiên nghĩ đến một khối. Trừ bỏ đầu óc ở ngoài, chúng ta còn có thể ở những nơi khác mở ra tiểu không gian, chỉ bất quá chúng ta không phải mở một cái đại không gian, mà là nhiều tiểu không gian, rốt cuộc, linh hồn của người ta ý thức ở một cái thức hải không gian, một khi chỗ yếu bị đánh trúng, người cũng là lạnh, chúng ta tuân theo trứng gà không đặt ở trong cùng một rổ nguyên tắc, mở ra chính cái mở ra tiểu không gian, dùng để gửi linh hồn, tên là thân thể chính đại khiếu huyệt, chính cái không gian, có thể chính phần người ý thức, linh hồn phân ở trong chính cái giỏ, nói cách khác, trừ phi đồng thời đánh nát ngươi chính cái khiếu huyệt, không phải vậy, ngươi là bất tử, coi như là bắn trúng hủy diệt một cái, linh hồn của ngươi chỉ là bị thương mà thôi, hủy diệt hai cái, ngươi khả năng liền ít đi một đoạn dài linh hồn, cần tĩnh dưỡng rất lâu, hủy diệt ba cái, ngươi mới khả năng thương đến căn bản, mất đi phần lớn ký ức, nhưng tiếp theo hủy diệt càng nhiều, chỉ còn dư lại một, hai cái, ngươi khả năng chỉ còn dư lại tàn hồn, thậm chí mất đi tự mình, thế nhưng, ẩn giấu ở trong hư không chính đại khiếu huyệt, cách một cái không gian chiều không gian, làm sao có khả năng dễ dàng như vậy bị công kích được, tu vi càng cao, hư không khiếu huyệt ẩn giấu đến càng sâu, hậu kỳ chỉ sợ là bất tử bất diệt. Không người nào có thể giết chết được ngươi, bất diệt thể, mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, trợn mắt ngoác mồm, những cái này đại lão, quả thực trâu lên trời rồi, những năm qua này, vẫn đang len lén phát dục, quả thực khủng bố, đỉnh chuỗi thức ăn beo, ha ha ha, chúng ta cảm thấy, có thể hai cái hệ thống dung hợp lại cùng nhau, đan điền, thêm vào, cửu khiếu, lại như là chính viên vệ tinh, vần quanh một viên đan điền thái dương đồng dạng, trung ương đan điền, làm trong chiến đấu năng lượng động lực lô, vần quanh cửu khiếu, làm chứa đựng linh hồn, bất tử bất diệt chỗ yếu, không chỉ thân thể cường hãn, còn có thể bất tử bất diệt, môn công pháp này, nếu chính viên vệ tinh, quay chung quanh trung ương đan điền xoay tròn, liền gọi cửu chuyển huyền công đi, long vô danh, như vậy, ta cũng tới tham gia chút náo nhiệt. Ta không có như là các ngươi như vậy mở ra mới nội không gian hệ thống, thế nhưng ta, nghiên cứu một loại âm sát vào thể, chủ y rèn nhục thân pháp môn, vừa vặn có thể phối hợp các ngươi hệ thống này, mấy người càng thảo luận, càng hưng phấn, một mặt cung cấp đan điền hệ thống, một mặt cung cấp huyệt vị hệ thống, một mặt cung cấp rèn thể hệ thống, rốt cuộc bọn họ đều là các quốc gia võ giả xuất thân, ở trong thế giới phù thủy, chỉ có thể dùng vu thuật, đây không phải là bọn hắn lãng mạn, thực sự là khuất tài. Hiện tại hai người bọn họ trăm năm qua tri thức đầy đủ, cuối cùng mở ra thuộc về mình võ nhân hệ thống tu luyện, thì lại làm sao không kích động, thế là, bọn họ càng ngày càng thảo luận, dự định tiêu tốn một hai ngày này thời gian, triệt để chỉnh hợp từng người nghiên cứu lý niệm, mở ra một loại kinh thiên động địa công pháp, mà Hứa Chỉ cũng nhìn ra giật mình, con mắt càng ngày càng sáng như tuyết, cửu chuyển huyền công, tu đến hậu kỳ, bất tử bất diệt. Rất tốt, vô cùng tốt, nhưng hiện ở môn công pháp này đã là của ta rồi. Thậm chí khả năng muốn trở thành ta chủ tu công pháp, theo Hứa Chỉ, công pháp nghịch thiên này sinh ra, chỉ sợ có thể sánh ngang trước gây quỷ quần chúng Cô Thu Lu tà thần lần đó, vốn là, Hứa Chỉ còn muốn có muốn hay không hòa vào ma phương ghen, tu luyện hiện tại thức hải hệ thống, ở trong người mở ra một phương nội không gian, có thể tuy rằng có nội không gian,
nhưng nó chiến đấu hệ thống cùng phù thủy hệ thống trọng điệp, đều xem như là pháp sư con đường, thân thể cực kỳ nhỏ yếu, đồng thời, nó là một cái thi pháp hệ thống, tuy rằng có nội không gian ưu thế, nhưng năng lượng vô cùng không tinh khiết, không bằng thuần túy tu luyện tự thân lực lượng tinh thần phù thủy, nhưng là hiện tại, cái này nội không gian thể tu hệ thống, cửu chuyển huyền công, Hứa Chỉ đúng là rất có chờ mong cảm, cung cấp khủng bố thân thể, thậm chí tu luyện tới hậu kỳ, thân thể có thể bất tử bất diệt, trên lý thuyết mô hình đã xuất hiện, liền chờ mình đảm nhiệm chuột trắng nhỏ, cầm mình làm nhân thể thí nghiệm, chờ bọn hắn triệt để đem môn công pháp này đẩy hướng thành thục, chính là ta tu luyện thời khắc. Cửu chuyển huyền công thôi diễn thiếp, một tấm thiệp, rất nhanh sẽ ở trong diễn đàn nóng nảy lên, thậm chí ở mỗi cái mạng lưới bên trong tràn ngập, hiện tại núi Haruna tốc độ xe, học bạch học, tiểu não hổ xuống núi đám người, bọn họ đều gia nhập thảo luận bên trong, tràn đầy phấn khởi, rất kích động muốn làm chuyện lớn, các đại phòng nghiên cứu cũng ánh mắt đỏ tươi, kết hợp vô số tư tưởng, bất tử bất diệt bát cửu huyền công, tiền cảnh lớn vô cùng, đồng thời, thế giới kia siêu phàm văn minh ôm có không gian chế tác kỹ thuật, trong thân thể có nội không gian, quả thực không thể tưởng tượng nổi, bọn họ hiện tại các đại phòng nghiên cứu lén lút, năm gần đây cũng ở nghiên cứu loại này không gian chế tạo kỹ thuật, chỉ là không có một ít lý luận. Núi Haruna tốc độ xe, ta cảm thấy cửu chuyển huyền công lý luận rất tốt đẹp, thực hiện lại rất khó khăn, rốt cuộc muốn đem một cái đại không gian phá ra, chia làm một cái đan điền 9 cái tiểu không gian, 10 cái không gian phân bố các vị trí cơ thể, làm sao duy trì không gian ổn định, làm sao duy trì lẫn nhau cân đối, không đổ nát. Ở trong người vận chuyển, nếu như đổ nát, tương đương với thức hải nổ tung, cả người tẩu hỏa nhập ma, chớp mắt tử vong, mọi người cả người một cái giật mình, này xác thực là như vậy. Nếu như tách ra cửu khiếu hệ thống, đan điền hệ thống, không phải là không có độ khả thi thành công, nhưng nếu như dung hợp lại cùng nhau, độ khó liền quá mức đáng sợ rồi. Có một cái nặc danh thân phận người sử dụng đứng ra, ta đến vì các vị thêm một cái hỏa, không gian ổn định lý luận, ta chỗ này có một phần châu Âu nơi nào đó luận văn, có thể cho mọi người tham khảo một hồi. Luận văn phụ kiện, lượng tử máy gia tốc sản sinh lỗ đen độ khả thi, cùng với không gian ổn định lý luận suy đoán, lượng tử va chạm thí nghiệm. Đây không phải các đại quốc phòng nghiên cứu đẳng cấp cao nhất tài liệu bí mật sao? Bọn họ vội vã điểm đi vào, phát hiện bị thiết lập quyền hạn, chỉ có bị chỉ định người sử dụng có thể mở ra. Mọi người tức khắc đều mê muội, lại một cái nặc danh thân phận xuất hiện, khạch khạch khạch, ta chỗ này cũng có một phần, xem như là tương quan tri thức, chỉ là suy đoán, không thành thục, cũng không có cái gì tính thực tiễn giá trị, mọi người đều móc ra đi, lại một phần phát ra, bọn họ lại điểm đi vào, kết quả lại bị thiết lập quyền hạn. Bọn họ những này ăn dưa bạn trên mạng căn bản không nhìn thấy, bọn họ chỉ có thể lệ rơi đầy mặt, xứng đáng là quốc gia khâm định nhiệt tình học tập trò chơi, liền loại này thần bí siêu cấp đại lão đều dẫn ra, vì mấy cái này player tên đỏ tài trợ. Cung cấp lý luận tri thức, trên thực tế, những ngày này xuống, không ngừng có người phát thiếp suy đoán, đây nhất định là quan phủ khai phá trò chơi, cái này vượt thời đại trò chơi, xúc tiến khoa học kỹ thuật phát triển. Đẩy mạnh thời đại khoa học tiến bộ. Quan phủ cũng không phủ nhận, đã ngầm thừa nhận trò chơi này là bọn họ khai phá ra, bọn họ thậm chí còn đối ngoại tuyên bố, đây là cho toàn dân tăng cao tri thức nghiên cứu học tập con đường, mô phỏng tính thí nghiệm sa bàn, thậm chí cổ vũ các đại lĩnh vực nổi danh giáo sư, tham dự vào, sở dĩ, nơi này xuất hiện một ít đỉnh tiêm nghiên cứu khoa học nhân tài cũng không kỳ quái, thậm chí một ít học sinh để chứng minh tài năng của chính mình, nghĩ cá chép vọt long môn, cũng không ngừng thử đi vào, hiện tại, Bào tử tiến hóa, trong diễn đàn game, không chỉ trở thành mọi người thảo luận trò chơi địa phương, một ít khoa học đại lão, cũng sẽ đi tới nơi này thảo luận một chút không liên hệ cao thâm học thuật tri thức, nơi này đã nghiễm nhiên hóa thành một cái quốc nội đứng đầu nhất, quyền uy học thuật diễn đàn, rốt cuộc, hardcore trình độ, mọi người đều biết, thậm chí, hiện tại đã dần dần bắt đầu có đại lão nặc danh phơi bày ra, có âm mưu nghị luận nói, khả năng này là các quốc gia liên hợp mở ra siêu phàm công trình, một đài siêu cấp ngân hà máy tính. Chế tạo thế giới giả lập, làm cho cả trái đất các đại thiên tài đồng thời tính toán văn minh, bên trong phù thủy hệ thống, trên thực tế cũng hoàn toàn có thể tu luyện, chỉ là thiếu hụt bên trong tà nhãn gen. Này một phát thiếp hạ xuống, có người yên lặng ghi chép trong lòng, trung lên trong lòng, có người chỉ là cười nhạt, lấy lòng mọi người, căn bản không tin. Long vô danh, khạch khạch khạch, tuy rằng hiện tại khoa học kỹ thuật vẫn không có chế tạo không gian kỹ thuật, nhưng có những lý luận này. Lẽ ra có thể duy trì những này không gian trong cơ thể đối lập ổn định, bọn họ quyết định liên hợp lại cùng nhau. Luận văn, cũng là bọn họ sau lưng phòng nghiên cứu phát ra. Rốt cuộc, đây là đẩy mạnh trái đất văn minh tiến bộ, hướng đi ngoài vũ trụ, lợi ích của bọn họ đã trong thời gian ngắn đạt thành nhất trí, nhất kiến quy tức. Thế nhưng,
vẫn là cần rất cao tri thức toán học, tinh vi tính toán, mới có thể mở từng cái ổn định không gian, lẫn nhau cân bằng ngăn được. Đỉnh chuỗi thức ăn Bell, xác thực là như vậy, muốn rất cao tính toán lượng, lại như là hệ mặt trời đồng dạng, lẫn nhau vận chuyển, mới có thể giữ gìn các đại không gian tính ổn định, bởi vì kinh mạch cùng thể chất tùy theo từng người, mỗi người cửu chuyển huyền công đều không giống, trong cơ thể mở ra không gian vị trí đều có nhỏ bé nơi không giống, muốn tiến hành định vị, cần dùng đến đại số tuyến tính, hệ tọa độ, chờ tri thức toán học. Bọn họ tiếp tục thảo luận lên, quá rồi mấy canh giờ, hiện nay bước đầu suy đoán công thức, hẳn là trước lấy bụng dưới, đan điền, làm hạt nhân tọa độ, bố trí ít, y tiến hành cầu giải, thành lập hệ tọa độ, suy tính ra cái thứ nhất cánh tay phải khiếu huyệt không gian vị trí, không thể xuất hiện một điểm sai lầm, chu vi một mảnh trầm mặc, dùng toán học, bố trí phương trình cầu giải, suy tính trên người mình cái thứ nhất khiếu huyệt vị trí cụ thể, này mẹ nó, từ đâu tới không hợp cảm, rõ ràng là trong thần thoại cửu chuyển huyền công, kết quả đã biến thành khoa học thảo luận, núi Haruna tốc độ xe, ha ha ha, cũng còn tốt ta cũng là trong đại học học bá, vẫn là truy cầu chân lý phù thủy, ta hoàn toàn nghe hiểu, kết hợp hiện đại cùng phù thủy tri thức, thứ hai khiếu huyệt định vị, nên bố trí ít, y phương trình cầu giải, cụ thể phương trình tính toán, hẳn là F, A cộng B, bằng F, A cộng F, B, một đống lớn con số phương trình, phong phú, chất đầy toàn bộ trang, chớp mắt hóa thành một phần tiểu luận văn, trầm mặc, toàn bộ diễn đàn, yên tĩnh một cách chết chóc, ban đầu còn có người nghe được, nhưng dần dần đến phía sau, hình như chậm rãi nghe không hiểu, lại tới hiện tại, tất cả đều một mặt mộng bức, mẹ của ta a, bọn họ nói, thực sự là cửu chuyển huyền công sao, này mẹ nó tu luyện trong game thần thoại công pháp, cũng cần như vậy hát co y quy cao khoa học tri thức, bọn họ lệ rơi đầy mặt, vào giờ phút này, nào đó căn cấp 3 trong túc xá, mọi người đều ở bưng điện thoại di động, nhìn trong diễn đàn phát thiếp, cảm thấy ban đầu có thể nghe được, phía sau hoàn toàn là thiên thư rồi. Mà giường trên là một cái nào đó lớp 12 học bá thiên tài, đã sớm tự học đến đại học toán cao cấp chương trình học, lúc này đối với những phương trình kia, không nhịn được tự lẩm bẩm, quá lợi hại, vẫn còn có loại này thiết tưởng, thiên mã hành không, quả thực thiên mã hành không, mấy vị này đều là kinh thế tài năng. Hắn nói, không nhịn được nhảy xuống giường, cầm lấy giấy bút viết viết vẽ vẽ, tiến hành diễn tính ra, chu vi xá hữu nhìn hắn, kích động lên, ốc nhật. Lão Trương, ngươi dĩ nhiên nghe hiểu được, lão Trương gật gù, nhưng căn bản không để ý tới bên cạnh mấy cái xá hữu, như mê như say nhìn trong diễn đàn phương trình, không ngừng dùng bút tính toán, một cái chớp mắt cũng chậm chậm một đại trang chữ, hắn con ngươi hừng hực, phản phất chìm đắm ở trong đại dương tri thức, chu vi xá hữu thấy thế, tức khắc kích động đến nước mắt đều rớt xuống, mẹ nó, xứng đáng là trường học của chúng ta, hành thủy cấp 3 đệ nhất thiên tài, toàn quốc khoa học tự nhiên trạng nguyên cường lực người cạnh tranh, ta nhỏ mẹ. Chúng ta hai mắt tối thui, hắn dĩ nhiên có thể nghe hiểu, thậm chí bắt đầu diễn tính ra, nói xong, mấy cái xá hữu triệt để không nhịn được, không thể chờ đợi được nữa lao ra cửa túc xá, đối với chu vi ký túc xá hét lớn một tiếng, mau tới a, chúng ta 403 ký túc xá lão Trương, dĩ nhiên có thể nghe hiểu cửu chuyển huyền công, nguyên lý, ầm một tiếng, cả tòa nam sinh ký túc xá đều vỡ tổ rồi, cái gì, chúng ta này phá cấp 3, dĩ nhiên ra cỡ này cường giả tuyệt thế. Có thể nhìn hiểu những phương trình kia, học bá cường giả, khủng bố như vậy, ha 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 ha, nếu như sinh ở hoang cổ thế giới kia, nhất định có thể đẩy chư thiên thuật tính, diễn quy tắc đại đạo, câu cửa miệng, trên dưới phải trái viết vũ, quá khứ tương lai viết trụ, ta vừa lấy người làm vũ trụ, nhất dương chuyển cửu tinh, tu cửu chuyển huyền công, chứng hỗn nguyên thánh vị, toàn bộ ký túc xá đều sôi trào lên, tất cả mọi người đều bị chấn động rồi, nhanh đi vây xem, xung vịt. Cửu chuyển huyền công thành hỗn nguyên chính quả, 403 ký túc xá người người nhốn nháo, lập tức chật ních hơn 20 người, đều ở chen chúc, người người nhốn nháo, nhìn đang ở trước bàn tính toán cửu chuyển huyền công lão Trương. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.